Triệu Bân lặng lẽ nhìn theo, mặc dù có lòng muốn giúp nhưng khổ nỗi, đèn Trường Minh đã hỏng rồi. Trừ khi tìm được một chiếc đèn khác. Nhưng khả năng này gần như bằng không. Ây! Dưới ánh trăng, hắn cũng quay người bỏ đi. Hắn quay về lại nhà họ Triệu thì không tránh khỏi việc bị cha mẹ giáo huấn cho một trận. Nghe thôi là được rồi, vì gần như không thể giải thích rõ được. Mấy ngày sau đó, hiếm khi nhìn thấy Triệu Bân ra ngoài, hắn chỉ ru rú trong phòng, nghiên cứu xe bắn tên. Cây cung tên cuối cùng đã bị hắn tháo ra. Không xem thì không biết, xem rồi thì hoảng hồn. Cấu tạo của xe bắn tên thật sự vô cùng phức tạp, nếu không phải là chân truyền, muốn phỏng theo để làm lại thì khó như lên trời, dù cho hắn có thiên phú nhưng nghiên cứu 4 năm ngày cũng không hiểu được nên cũng khó trách những thế lực bình thường không có được loại vũ khí lợi hại thế này. Có điều, hắn không gấp. Rồi sẽ có một ngày hắn nghiên cứu đâu ra đó. Ngày thứ 9, tên mập đã đến. Đi cùng với hắn ta còn có người trung niên áo đen. Ít nhất cũng là cảnh giới địa tạng tầng 8. Triệu Bân thấy thắc mắc, nhưng hắn chưa từng gặp người áo đen trung niên này, cũng không biết tên mập đã quen biết với nhân vật có thực lực như thế từ khi nào. Hơn nữa, hắn ta còn luôn đi sau lưng tên mập, vẻ mặt đầy cảnh giác, nhìn sao cũng giống thị vệ. Nhóc con, ta phải đi đây, tên mập mỉm cười và nói. Đi à, Triệu Bân nhích mày. Người nhà ta đến đón ta rồi. Chuyện này. Triệu Bân hơi bất ngờ, vừa nói vừa lén nhìn người trung niên áo đen. Không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng ra được một số tình tiết, tên mập có huyết mạch không tầm thường nên lai lịch cũng sẽ không tầm thường, không chừng lại là đệ tử lưu lạc bên ngoài của gia tộc lớn ẩn cư nào đó, bây giờ đã được tìm thấy nên đương nhiên phải quay về nhận tổ quy tông. Có điều không biết là thế lực phương nào thôi. Thị vệ là địa tạng cấp 8 thì sao có thể là một gia tộc bình thường được? Nếu đã là chia ly thì đương nhiên là phải bi thương rồi. Tên mập đến đột ngột mà đi cũng bất ngờ. Trước khi đi, hắn ta còn ôm Triệu Bân một cái, thật lòng cảm kích hắn, nếu như không phải nhờ Triệu Bân thì hắn ta đã bị pháp sư tà ác đó luyện chế thành một con rối rồi. Sau khi nhóc đi khỏi, Triệu Bân không tiếp tục nghiên cứu xe bắn tên nữa. Hiếm khi rảnh rỗi nên hắn đã dắt vợ lên phố chơi. Cha mẹ đã nói rồi. Rảnh rỗi thì nên bồi đắp thêm tình cảm để họ còn được bế cháu. Cái cô liễu tâm như này càng nhìn càng thấy thích. Đâu chỉ càng nhìn càng thấy thích không đâu mà còn là một mỹ nhân nữa, nhà họ Liễu nổi tiếng là nơi sản xuất mỹ nữ mà. Đáng tiếc lại là một người mù. Họ vừa mới ra phố thì đã nghe thấy người ta thì thầm to nhỏ. Thiếu chủ Triệu Gua là người nổi tiếng, nhị tiểu thư nhà họ Liễu cũng là người nổi tiếng. Hai người họ cùng nhau đi trên phố. Đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi người rồi. Điểm khiếm khuyết duy nhất trong vẻ đẹp của Liễu Tâm như là nàng bị mù. Triệu Bân đã quen với những lời đàm tiếu đó rồi. Nhưng Liễu Tâm như thì lại có vẻ hơi chạnh lòng, chắc đó là cảm giác thấp kém hơn so với người khác. Bộ quần áo đẹp thật. Những lời như thế cũng vang lên suốt dọc đường. Phần lớn mấy tiểu thư của gia tộc đều quan sát Liễu Tâm như, nói chính xác hơn là nhìn quần áo của nàng. Chân váy được thêu rất nhiều hoa sen, đoá nào đoá nấy cũng y như thật. Tay nghề thêu thùa của mẹ đúng là có một không hai. Triệu Bân liếc mắt nhìn, đương nhiên hắn biết bộ váy đó là tác phẩm của mẹ mình. Hai người họ ghé qua rất nhiều quầy và cửa hàng. Có lẽ là do ra đường không xem ngày nên họ luôn gặp phải người không muốn gặp. Chẳng hạn như sư phụ Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt. Bên cạnh Vân Phượng còn dắt theo một thanh niên áo trắng, khôi ngô, phóng khoáng. Đích thực là cao thủ cảnh giới địa tạng. Hơn nữa, chắc là người này đã uống đan dược trẻ mãi không già, nhìn từ một góc nào đó thì thần thái thật sự rất giống Vân Phượng, không coi ai ra gì, đi đến đâu cũng giữ vẻ cao cao tại thượng, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười giễu cợt. Sao vẫn còn ở thành vòng cổ, Triệu Bân thầm lẩm nhẩm trong bụng. Còn Liễu Như Nguyệt nữa, cô ta đã là đệ tử của Thiên Tông rồi mà đến giờ vẫn không chịu đi. Theo hắn thấy thì chắc là Thiên Tông đã có chuyện. Không chừng lại đang có sự thay đổi người nắm quyền. Vậy thì nhất định nội bộ Thiên Tông sẽ lại bắt đầu một cuộc thanh trừng mới. Trong chớp mắt, hai người họ đã đến. Vân Phượng đi ngang qua như một cơn gió, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng có một không hai, vẫn không thèm nhìn đến Triệu Bân. Người đi bên cạnh thì nhếch môi. Triệu Bân không thèm nhìn, người đi đường ngươi,
ta đi đường ta. Hả? Vân Phượng đi được một quãng rất xa thì bỗng nhiên quay đầu, hai mắt gần như nheo lại, cô ta đang nhìn Liễu Tâm Như, đúng hơn là nhìn chiếc váy mà Liễu Tâm Như đang mặc, những đóa hoa sen thanh thoát được thêu rất đẹp, ẩn bên trong là một loại châm pháp. Mặc dù đã được che đậy rất kỹ nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt của cô ta. Điều tra bộ váy của nàng ta từ đâu mà có, Vân Phượng lạnh lùng nói. Chỉ là một chiếc váy thôi, sư muội không nên căng thẳng đến vậy, thanh niên mỉm cười. Huynh thì hiểu gì chứ, Vân Phượng lạnh lùng nói đấy là thêu đơn phượng. Đơn phượng hả, thanh niên nhích chân mày, đơn phượng phù dung sao? Điều tra thì biết ngay thôi, Vân Phượng không nhìn nữa. Nếu là như vậy thì thú vị thật, thanh niên áo trắng cười với vẻ nguy hiểm, thành vong của bé xíu thế này mà lại ẩn chứa niềm vui bất ngờ đến thế. Bên này, Triệu Bân và Liễu Tâm Như đã biến mất trong đám đông. Nhìn từ khía cạnh nào thì cũng thấy đôi vợ chồng trẻ này cực kỳ xứng đôi. Không biết từ lúc nào, Liễu Tâm Như đã bỗng dưng liếc mắt. Dường như nàng đã nhìn thấy chút ánh sáng le lói trong thế giới u tối của mình, dường như trong giây phút nào đó, nàng đã thoáng nhìn thấy thế giới, nhưng càng như thế thì nàng lại càng thấy không rõ ràng, ý thức và tinh thần đều trở nên vô cùng mơ hồ. Dường như đang dần rơi vào trong mộng cảnh cổ xưa, khiến nàng không phân biệt được thực tại và hư vô. Nàng đi một lúc thì ngất đi. Như Nhi. Triệu Bân hoảng loạn bế lấy nàng, chạy như bay về cửa hàng binh khí. Huyết mạch thật khủng khiếp. Hắn lẩm bẩm chỉ ở mức chỉ một mình có thể nghe thấy. Nguyệt Thần nói không sai, vợ hắn có huyết mạch đặc biệt. Bây giờ, khi hắn bế Liễu Tâm Như thì đã có thể cảm nhận được rất rõ. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại khiến tim hắn đập lên thình thịch, tuy không biết là huyết mạch gì nhưng nhất định có thể so sánh với huyết mạch thiên linh. Cửa hàng binh khí. Liễu Tâm Như lẳng lặng nằm dưới gốc cây già, có thể thấy cơ thể nàng có một luồng khói cứ quanh quẩn mãi không tan, dưới ánh trăng, tạo thành những đóa sen, sau đó lượn lờ nhập vào người, tạo thành một ấn ký hoa sen giữa đôi chân mày, vầng sáng của cây hiện lên, sau đó ấn ký dần biến thành vô hình. Liễu Tâm Như. Nhóc ham tiền ghé vào cạnh giường gọi rất nhiều lần, nhưng gọi mãi vẫn không tỉnh. Lão Huyền Đạo rít hơi thuốc, đã đi được mấy vòng rồi, lão béo thì vuốt râu nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm ra nguyên nhân, huyết mạch đặc biệt thì thấy nhiều rồi, nhưng loại của Liễu Tâm Như thì đây là lần đầu tiên thấy, người có kiến thức rộng rãi như Tử Linh cũng kinh ngạc không nói nên lời. Tú Nhi. Cách gọi đó, người nào đó đã âm thầm gọi trong lòng rất nhiều lần. Thế nhưng Nguyệt Thần không hề đáp lại, khiến mặt Triệu Bân đầy vạch đen, chơi hắn thì thích cực hơn bao giờ hết, tìm đến thì đang bận tháo trang sức, ít nhất cũng phải đáp lời cái chứ. Nói xong rồi bế quan cũng chẳng muộn. Đêm đến xem thiện tượng, tìm sư phụ của người là đáng tin nhất. Thằng nhóc tóc tím bấm ngón tay, cố làm ra vẻ thầy bói toán già. Dù những lời đó khá là buồn cười, nhưng lại đúng với ý của mọi người, Hồng Uyên cực kỳ tài giỏi đấy mà. Triệu Bân ho khan. Tìm đâu ra Hồng Uyên, tìm đâu ra sư phụ, đó chỉ là hàng giả mà thôi. Khi thức tỉnh huyết mạch, xảy ra vấn đề, Xích Hiên đột nhiên lên tiếng. Từ đâu thấy được, Triệu Bân nhìn về phía Xích Hiên. Năm đó khi ta thức tỉnh huyết mạch cũng từng xảy ra biến cố giống hệt, chẳng khác gì một người thực vật, chìm vào giấc ngủ say không còn ý thức, Xích Hiên nói ra điều bí mật đó, ta từng tìm trong sách cổ. Những huyết mạch đặc biệt thì khi thức tỉnh thường xảy ra vấn đề, Liễu Tâm Như nhà ngươi có lẽ cũng nằm trong số đó. Thế ngươi, ngủ say mấy ngày, Triệu Bân hỏi lại theo bản năng. 3 năm. 3 năm, nhóc tóc tím gào to, sao không ngờ ngươi nói gì? Ngươi có hỏi ta không? Giải thích thế cũng không sai, nhóc tóc tím ho khan. Không chỉ nó mà cả lão Huyền Đạo và lão Mập cũng không biết Xích Hiên đã từng có một khoảng thời gian như thế. Gọi cũng không tỉnh, Liễu Tâm Như có thể ngủ bao lâu, nhóc ham tiền nhỏ giọng nói. Có lẽ vào vài ngày, cũng có thể là vài năm, mười mấy năm cũng không chừng, Xích Hiên chậm rãi nói. Nói tới đó thì cô ta dừng lại một chút, nếu chưa đến thời điểm tốt thì sẽ không tỉnh lại. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thấy ta nói có giống đang đùa không? Đóng băng đi, lão Huyền Đạo vuốt râu, vài ngày còn được, nếu thời gian quá dài sẽ tổn thương đến cơ thể, dù sao cũng đang ngủ say,
có khi huyết mạch còn chưa thức tỉnh thì đã chết đói. Làm thế được đấy, Xích Hiên lại nói, ta cũng bị đóng băng 3 năm. Ta đi lấy giường băng, Triệu Bân bèn xoay người. Dưới địa cung của phụ thân có một chiếc giường băng, thế mới giữ được cơ thể mẫu thân suốt 10 năm không tổn hao gì. Giường băng không dùng được đâu, lão mập giơ tay lên, kéo Triệu Bân lại, Liễu Tâm Như là người sống, mẫu thân người là người chết, hai người là khác nhau, theo lão phu nghĩ, tìm một quan tài băng mới là thứ thích hợp nhất, hiệu quả đóng băng tốt hơn giường băng rất nhiều. Có ai biết nơi nào có quan tài băng không? Triệu Bân nhìn một lượt mọi người. Thành Vong Cổ có, lão Huyền Đạo tìm chỗ ngồi xuống, tiện tay lấy bầu rượu ra, chỗ cha vợ Liễu Thương Không của ngươi có là một người nổi tiếng cất giữ nhiều bảo bối hiếm lạ. Theo ta thì chúng ta cứ tấn công sang đó, báo tên đại hạ Hồng Uyên ra rồi lấy nó về. Triệu Bân vẫn chưa nói gì, lướt nhanh ra khỏi cửa hàng binh khí. Nếu biết hắn là đồ đệ của Hồng Uyên, có lẽ sắc mặt của Liễu Thương Không sẽ đặc sắc lắm. Mọi người nói đầy ẩn ý, khoảnh khắc đó, họ còn muốn chạy theo để xem coi thế nào. Tử Linh biết được bí mật chỉ cười không nói. Theo cô ta thấy, Triệu Bân sẽ không nói rõ thân phận của mình ra, chỉ vì Vân Phượng ở Liễu gia, cô ta không phải là trưởng lão Thiên Tông bình thường, có phải là Hồng Uyên không, có phải là cảnh giới thiên võ không, rất khó lừa cô ta. Tử Linh đoán không sai, Triệu Bân sẽ không dùng đến thân phận thiên võ. Rất lâu trước đó Nguyệt Thần đã nhắc nhở hắn đừng nói không thành có trước mặt Vân Phượng, chẳng có tác dụng gì đâu, dù cô ta có vai vế không cao nhưng tu vi lại không thấp, ít nhất thì lão Huyền Đạo và lão Mập không thể sánh bằng, cứ ngu ngốc chạy tới đó, nếu bị người ta nhận ra thì hắn không cần phải về làm gì nữa. Mặt khác, còn nguyên nhân thứ hai, cảnh báo của Linh Lung. Đại hạ Hồng Uyên là sư tôn của ta. Những lời của Linh Lung không phải nói cho có. Hắn có thể nhận ra được đó là một lời cảnh cáo nghiêm túc. Nếu hắn vẫn còn lấy cái danh Hồng Uyên đó đi lừa gạt, không cần Vân Phượng giải quyết, Linh Lung cũng sẽ chém hắn làm hai, bình thường hắn sẽ không dùng đến thân phận Hồng Uyên với người khác cũng vì nguyên nhân đó. Một khi chuyện này bị đồn ra, chắc chắn sẽ là họa. Chạm đến uy nghiêm của thiên võ. Thật sự khiến Hồng Uyên xuất hiện, e là sẽ không ngồi xuống ăn bánh uống trà hòa bình thương lượng. Thế nên, tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Cái gọi là tự lực cánh sinh đó chính là dùng đến bản lãnh nhà nghề của mình, trộm. Cũng chỉ có thể trộm thôi, chẳng lẽ đi tìm Liễu Thương không mượn. Trở mặt như lật bánh tráng rồi, cha vợ hắn hận không thể bóp chết hắn nữa là cho mượn, dù rằng Liễu Tâm Như là con gái ông ta. Tú Nhi, người phù hộ cho ta nhé. Triệu Bân chui vào trong ngõ, khi trở ra thì đã khoác lên huyền bào tị thế. Độn thổ. Vào thời khắc quan trọng thì bí thuật này vẫn rất tốt. Tranh thủ ánh trăng, hắn di chuyển dưới nền đất, lẻn vào Liễu gia, cũng lâu rồi không vào. Nói thật, Liễu gia vẫn canh phòng rất nghiêm ngặt, gặp phải rất nhiều thị vệ tuần tra. Cũng may hắn có độn thổ, có huyền bào tị thế, cũng có vũ hồn và thiên nhãn giúp hắn nhìn khắp muôn phương, nơi nào có thị vệ đi qua, nơi nào có kẻ mạnh tản bộ, hắn có thể trông thấy từ xa. Quan trọng nhất là, năm đó, hắn đã tới Liễu gia không chỉ một lần, nơi nào đi được, nơi nào không được đi thì Liễu Như Nguyệt đã nói với hắn. Không ngờ rằng vào một đêm vài năm sau đó lại phát huy công dụng. Đại tiểu thư quả là thiên tài, mới đó đã đột phá cảnh giới huyền dương. Huyết mạch thiên linh nào có đơn giản như thế, có cô ấy, Liễu gia sẽ giữ được trăm năm không suy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bọn thị vệ đang nhàm chán quá đỗi, đi tuần tra vẫn không quên tán gẫu. Cảnh giới huyền dương. Triệu Bân dưới lòng đất nghe thấy bất giác nhíu mày. Hắn thăng cấp thế này là nhanh lắm rồi, không ngờ Liễu Như Nguyệt còn nhanh hơn hẳn. Suốt dọc đường hắn đều rất cẩn thận, khéo léo tránh né từng trạm kiểm soát một. Hắn cũng khá may mắn, Liễu Thương Không chẳng có ở trong phòng, đang bàn công việc ngoài đại đường. Lẻn vào phòng Liễu Thương Không. Hắn nhìn trái ngó phải, trong phòng chắc chắn có thiên la địa võng, hệt như phòng phụ thân, phía dưới có địa cung, nếu thế thì chắc chắn quan tài băng đang ở dưới đó. Ở đâu nhỉ? Hắn mở thiên nhãn liếc nhìn mỗi một vật trong phòng, chiếc bàn, bàn trà. Chẳng buông tha cho bất kỳ món nào. Cuối cùng hắn mới nhìn thẳng vào chiếc bình hoa xanh biếc trên giá sách.
chính là mi. Triệu Bân sải bước tới, nhẹ nhàng di chuyển. Cạch. Cửa địa cung mở ra, nối thẳng xuống lòng đất. Triệu Bân lách người vào trong nháy mắt, bước xuống bậc thang. Bậc thang cuối cùng có một cánh cửa đá, hai bên cửa đều có đèn đá, có thể thấy nó chính là cơ quan để mở cửa, nhưng không thể làm bậy. Tối hôm trộm Linh Lung các hắn đã biết được loại cơ quan này, một khi xoay sai thì kết cục không tốt tí nào. Lần đó có Nguyệt Thần giúp đỡ. Lần này chỉ có thể trông cậy vào bản thân hắn. Hơn nữa Liễu Thương không có thể sẽ trở về bất kỳ lúc nào. Thiên nhãn đúng là một thứ tốt. Triệu Bân híp mắt lại, dù cơ quan được thiết kế rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thể thoát được hai mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ cấu tạo bên trong, đây là khả năng thấu thị, hắn đã biết phải mở cánh cửa này thế nào rồi. Xoay xuôi hai vòng. Còn giờ phải đảo ngược ba vòng. Mình thông minh thật. Triệu Bân đi thật cẩn thận, liên tục chạy qua chạy lại giữa hai ngọn đèn đá. So với cơ quan ở Linh Lung Các thì địa cung của Liễu Thương không dễ mở hơn nhiều. Cực kỳ nhanh chóng, cửa đá cạch một tiếng mở ra. Ánh kim lập lòe lập tức lóe lên, suýt chút nữa đã làm mù đôi mắt chó của hắn. Vàng, cả địa cung toàn vàng là vàng, có cả ngọc, ngân phiếu, châu báu. Nhiều không đếm xuể. Chắc là chứa được. Triệu Bân liếc sang chiếc nhẫn ma, có thể chuyển hết sạch sành xanh bảo bối trong địa cung này. Nghĩ lại thì vẫn thôi, hắn đến đây để mượn quan tài băng cơ mà. Nói đến quan tài băng, đúng là nó nằm ngay giữa địa cung, nằm gọn gàng trên bãi đá, trắng noãn sáng ngời, trên đó còn được khắc rất nhiều họa tiết, chạm vào thử, lạnh lẽo đến tận xương, nếu nằm trong này chắc sẽ có tác dụng đóng băng. Mượn vài ngày, dùng xong sẽ trả về cho nha. Triệu Bân vung tay lên, thoải mái thả vào chiếc nhẫn ma. Còn mấy thứ khác, hẳn chẳng đụng vào cái nào. Nếu Nguyệt Thần thấy chắc lại dạy dỗ một trận ra trò, đã đến tận đây rồi thì mang đi hết đi. Triệu Bân lại men theo cầu thang đá đi lên. Kẽo kẹt. Còn chưa ra tới cửa thì đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa phòng. Tiêu rồi. Triệu Bân chợt căng thẳng, lại rút ngược về địa cung, đặt chiếc quan tài băng lên bãi đá rồi tìm một chỗ thuận mắt, nhanh chóng trốn xuống nền đất. Chỉ vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, có người đi xuống. Khiến hắn bất ngờ là người xuống đây không phải Liễu Thương không, mà là Liễu Như Nguyệt. Hả? Liễu Như Nguyệt vừa vào đã nhíu đôi mày xinh đẹp lại, như thể cảm nhận được hơi thở khác lạ. Cô ta híp mắt lại, quan sát địa cung từ trên xuống dưới, quan sát từng chút một. Cô ta đang tìm, Triệu Bân cũng nhìn thấy, hắn sợ suýt vãi cả nước tiểu. Nếu bị chặn lại trong này thì bị tóm là chuyện hiển nhiên, địa bàn Liễu gia. Họ Liễu là lớn nhất. Cảm giác sai rồi ư. Rất lâu sau đó hắn mới nghe thấy Liễu Như Nguyệt nói khẽ, tìm manh mối khắp nơi. Hay có thể nói là Triệu Bân giấu mình quá kín, nín thở, cũng dừng cả tiếng tim. Cộng thêm huyền bào tị thế nữa mới trốn tránh được. Liễu Như Nguyệt đến nhanh mà đi cũng nhanh, trước khi đi còn cầm một hộp ngọc theo. Triệu Bân không dám cử động, bởi vì Liễu Như Nguyễn vẫn ở bên ngoài chưa đi. Nhiều ngày không gặp, chị vợ hắn ngày càng thông minh hơn rồi. Khoảng 15 phút sau Liễu Như Nguyệt mới rời khỏi đó. Triệu Bân thấy thế bèn xông tới, chuồn ra khỏi địa cung, cũng trốn khỏi phòng Liễu Thương không. Ở ngay bậc thang trước cửa, hắn đứng đó không cử động. Cũng không thể cử động được, bởi vì chỉ cần nhúc nhích sẽ bị tóm, vì Vân Phượng đang đi về phía này. Tới sớm, không bằng đúng lúc. Cả Liễu gia này, người hắn không muốn gặp nhất chính là cô ta. May là hắn trốn cũng khá kỹ, không có hơi thở, cũng ẩn nấp được. Sư muội, Vân Phượng vừa đi tới thì đã nghe thấy tiếng gọi. Người đó Triệu Bân cũng có gặp, chính là thanh niên áo trắng đi cùng Vân Phượng sáng nay. Có điều tra ra được không? Vân Phượng thản nhiên nói. Đúng như muội đoán, chính là cô ta, thanh niên đó cười yếu ớt. Thế thì đưa tin cho Tử Y Hầu, có lẽ hắn sẽ thích tin tức này lắm. Triệu Bân ra khỏi Liễu gia khi sắc trời đã bừng sáng. Trộm quan tài băng mất hết một đêm, mỗi một bước đi đều cực kỳ cẩn thận, may là có thuật độn thổ, có cả huyền bào tị thế để che giấu hơi thở, cộng thêm vũ hồn nhìn khắp tứ phương, thiên nhãn nắm bắt được cơ quan mới xong chuyện. Nếu thiếu một trong những thứ đó thôi thì hắn cũng đừng hòng lấy được quan tài băng.
nếu Nguyệt Thần tỉnh lại chắc sẽ vui lắm, không cần cô ta hỗ trợ vẫn có thể ra vào Liễu gia an toàn. Hơn nữa còn thành công trộm được bảo bối. Thế nên mới nói đồ đệ của cô ta rất có tiềm năng trong khoản này, nên bồi dưỡng sẽ thành đại tài. Trở về cửa hàng binh khí, Triệu Bân bèn đặt Liễu Tâm Như vào quan tài. Đừng sợ. Triệu Bân cười dịu dàng, vuốt vẻ hai má vợ mình, chậm rãi đẩy nắp quan tà. Đóng băng chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi. Chờ Nguyệt Thần xuất quan rồi chắc sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Không thấy Liễu gia có động tĩnh gì mà. Người lấy thứ này kiểu gì đấy? Lão Huyền Đạo ngáp ngắn ngáp dài đi tới. Đi theo lão ta còn có Tử Linh, Lão Mập, Xích Hiên, nhóc tóc tím và nhóc tham tiền. Mấy người khác thì không sao. Chỉ là vẻ mặt Tử Linh có hơi là lạ. Lão Huyền Đạo thắc mắc cũng giống với những gì cô ta đang muốn biết, tên danh này. Đừng nói là lén vào Liễu gia trộm đồ đi nha. Nếu thế thì bản lãnh của Triệu Bân cũng khá tốt, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì để phải khiếp sợ. Mẫu thân Triệu Bân chết 10 năm mà tên này còn lôi về được. So với chuyện đó thì đến Liễu gia trộm quan tài băng. Chỉ là chuyện nhỏ. Tìm ông ta mượn. Triệu Bân vừa đáp vừa dán bùa chú lên quan tài, đó là bùa phong ấn. Mượn cũng tốt, mượn không cần phải trả. Mọi người hít một hơi thật sâu, tên này đi mượn đồ đó giờ chưa từng trả. Đây là quan tài băng ư. Nhóc tham tiền và tên mập cứ đi tới đi lui, khi đi giơ tay gõ gõ thử, vẻ mặt cực kỳ tò mò, một đệ tử thiên tông, một thánh nữ đại tộc thế mà chẳng khác gì mấy kẻ nhà quê mới lên. Xích Hiên bình tĩnh hơn nhiều. Thấy quan tài băng còn hơi lúng túng. Trước kia cô ta cũng từng nằm trong quan tài giống vậy suốt 3 năm ròng, khi tỉnh lại cứ như thoát khỏi một giấc mộng dài. So với quan tài băng thì cô ta nhìn về phía Liễu Tâm Như đang nằm trong đó nhiều hơn. Cô gái này sống quá thảm, nhất định phải tỉnh lại mới được, cô ta đang muốn xem thử huyết mạch của Liễu Tâm Như sau khi thức tỉnh cơ mà. Không chỉ cô ta mà rất nhiều người ở đây cũng muốn xem thử. Triệu Bân cất quan tài băng rồi đi thẳng về Triệu gia. Sao chỉ có mình con thế, Tâm Nhi đâu? Mới vào đến biệt huyền, Triệu Bân đã bị cha mẹ gọi lại, ai cũng nhăn mặt, phần lớn là do vụ Triệu Bân quấy rối linh lung, mới có từng đó tuổi đầu mà đã có cả tức phụ rồi, da mặt cũng dày quá. Triệu Bân vung tay lên, quan tài ngọc băng xuất hiện trên bãi đá. Con! Triệu Uyên và Phù Dung vội vàng đứng dậy. Lúc đi ra ngoài vẫn còn bình thường, vừa về tới đã vào quan tài rồi. Thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề, tạm thời đóng băng, Triệu Bân nói. Hắn nói nửa câu đầu, Triệu Uyên và Phù Dung hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cần nửa câu sau là được. Tạm thời đóng băng, cũng tức là người sống nằm trong quan tài, cứ tưởng là chết rồi chứ. Mới sáng tinh mơ đã xảy ra chuyện này, đúng là hơi đột ngột. Sau khi hoàn hồn lại, hai người mới nhìn về phía Triệu Bân, ngụ ý rất rõ ràng. Sẽ tỉnh lại. Triệu Bân cười, ánh mắt kiên định, cũng như ngày đó khi cứu sống mẹ mình, hắn có thể từ bỏ cả tính mạng mình, nếu cần, hắn cũng có thể lên núi đao xuống biển lửa. Vì vợ mình. Ánh mắt của hắn khiến cha mẹ cực kỳ yên tâm. Con đi tìm hiểu thêm sách cổ. Triệu Bân nói xong bèn đóng nắp quan tài băng lại, lập tức biến mất. Quan tài băng đó trông rất quen. Triệu Uyên khẽ nói, lúc trước cứ lo lắng mãi, giờ ngẫm lại thì hình như đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, thấy ở chỗ Liễu Thương không? Dù là kích thước hay họa tiết đều giống đến lạ. Thế thì, tại sao quan tài băng mà Liễu Thương không cất giữ lại nằm ở chỗ Triệu Bân? Triệu Uyên bắt đầu vận động não, đã trở mặt với nhau rồi mà Liễu Thương không lại chịu cho mượn quan tài băng ư. Hai ngày nay, mí mắt cứ giật giật mãi không ngừng. Phù Dung khẽ nói, đôi mắt đẹp lại toát lên vẻ lo lắng, có linh cảm xấu. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, có lẽ mọi thứ đã phai nhạt. Triệu Uyên mỉm cười, rõ ràng đang an ủi nhưng vẻ lo lắng trong mắt Phù Dung lại càng dày đặc. Tú Nhi, đừng phá. Xem thử một lần rồi tiếp tục bế quan cũng không muộn. Đừng ép ta mắng ngươi. Trong phòng. Triệu Bân khoanh chân, lải nhải kêu gọi Nguyệt Thần. Tiếc là chẳng nhận được một lời đáp lại nào. Tú Nhi nhà hắn đã bước lên con đường tháo trang sức. Đi càng ngày càng xa rồi. Mấy ngày sau đó, Triệu Bân hoàn toàn không hề nhàn rỗi,
hắn mê một chồng sách cổ từ tàng thư các, cả ngày vùi mình trong phòng nghiên cứu, cả huyền môn thiên thư cũng bị hắn lật qua lật lại nghiên cứu vài lần, những thứ có liên quan đến huyết mạch hắn đều để tâm đến nhiều hơn. Nguyệt thần im lặng, hắn cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáng chết! Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng lên thì nhà họ Liễu đã có tiếng gầm thét. Đến tử Liễu Thương Không, do sáng sớm tinh mơ không có chuyện gì làm nên xuống địa cung xem xét thì mới biết quan tài băng đã biến mất, hỏi Liễu Như Nguyệt, cũng không phải cô ta lấy, thế thì đã bị trộm mất rồi. Thế thì phải trả. Liễu Thương Không tức giận chạy thẳng đến phủ thành chủ. Mất bảo bối thì phải tìm trở về, phong tỏa thành. Tìm từng nhà cho lão tử. Chuyện gì thế? Thấy Liễu Thương Không nổi giận đùng đùng, người ngoài phố đều kinh ngạc. Nghe nói nhà họ Liễu lại mất đồ rồi. Có người biết chuyện cho tay vào túi nói. Chữ lại đó dùng rất đúng, mấy ngày trước thì ngân hàng tư nhân bị trộm, tìm đến giờ vẫn chưa tìm thấy cô lang, lần này lại càng hay, trực tiếp đến nhà họ Liễu trộm. Nói không chừng lần này vẫn là tác phẩm của cô lang Dạ Hành. Dương Hùng cũng thấy cực kỳ ngạc nhiên, cả địa cung cũng vào được mà chỉ mang mỗi cái quan tài đi, sở thích của tên trộm đó cũng lạ, nhiều tiền tài châu báu thế mà hắn không thấy hả? Ta cũng biết giữ đạo đức nghề nghiệp lắm đấy, hắt xì. Triệu Bân thốt ra những lời đó có thể nói là hiên ngang lẫm liệt, sau đó hắt xì một cái, cũng hắt xì rõ to, có ma mới biết được trong lòng Liễu Thương Không đã mắng hắn bao nhiêu lần. Mượn, ta chỉ mượn thôi, hôm nào đó sẽ trả lại ấy mà. Triệu Bân thầm nói, sau đó tiếp tục lật sách cổ xem. Trả mà, hắn nhất định sẽ trả. Theo lời Nguyệt Thần nói thì đây chính là nhân quả, cần phải kết thúc. Trong thành xuất hiện thêm một đội binh vệ đeo đao. Dương Hùng cực kỳ nể mặt Liễu Thương Không, hay có thể nói là nể mặt Vân Phượng, thật sự đóng cửa thành, thật sự đi điều tra, người ta mất bảo bối. Làm màu cũng phải làm cho bài bản. Đêm lại đến, trời không trăng không sao. Trong phòng, Triệu Bân đang ôm sách cổ ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi, mấy ngày liền không chợp mắt. Hửm. Hắn lập tức mở mắt ra ngay lập tức. Có tiếng sột soạt, hắn ngước lên, cửa sổ giấy đã bị đâm, có một luồng khói tím được thổi vào trong. Khói độc. Triệu Bân nín thở, mở thiên nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông thấy một hắc y nhân, dù đã che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt hắn, là người quen, vẫn là tên sáu ngón nọ, lại không chịu ngồi yên chạy tới ám sát hắn, có lẽ là nhận lệnh của đại trưởng lão tới lấy mạng hắn. Còn chưa tìm thời gian rảnh để giải quyết ngươi thì ngươi đã tự tìm tới. Triệu Bân hừ lạnh, nhanh chóng độn thổ giấu mình dưới nền đất, vòng ra bên ngoài. Keng! Hắn còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng vụt. Không muốn từ đâu xuất hiện một thanh giáo dài, sức mạnh không hề tầm thường. Tên sáu ngón chợt tái mặt, nhanh chóng xoay người. Nhưng vì đã tối muộn, thanh giáo đã bay tới và cắm phập vào vách tường. Bấy giờ Triệu Bân mới nhìn thấy ai ra tay, đó chính là người cha Triệu Uyên của hắn đấy mà. Danh con, to gan lớn mật thật đấy. Triệu Uyên bình thản nói, bước từng bước trong bóng đêm ra, vẻ mặt lạnh như băng giá. Từ khi hắc y nhân tiến vào sân thì ông ta đã phát hiện, tên đó tưởng Triệu Uyên ngày hôm nay vẫn còn ở cảnh giới huyền dương năm đó ư. Giác quan của địa tàng tầng cao nhất, cảnh giới huyền dương không thể so sánh được. Phụ thân vẫn ra tay rất nhanh. Triệu Bân cười nói, thoát khỏi nền đất. Phản ứng của con nhanh nhạy đấy. Triệu Uyên cười vỗ vai Triệu Bân, dù ông ta không đến thì tên sáu ngón này cũng không thể giết hắn được. Sở dĩ ông ta ra tay cũng chỉ vì muốn hỏi thử một chút. Người sáu ngón vùng vẫy thật mạnh làm cách nào cũng không thể né nổi thanh giáo, trong lòng cực kỳ buồn bực. Tốn hết nửa ngày trời, Triệu Bân lại không ở trong phòng. Tốn hết nửa ngày trời, hai người trong nhà này đang đóng cửa đánh chó hả? Mà hắn chính là con chó kia, tự nhảy vào hố. Buồn bực là chuyện nhỏ, sợ hãi mới là chuyện lớn. Nếu bị tóm chúng thì kết quả có thể nghĩ được. Ngươi tự nói hay để ta dạy cho ngươi nói, Triệu Uyên thản nhiên hỏi. Nếu ta nói ra thì có thể tha mạng cho ta được không, sắc mặt người sáu ngón trắng bệch. Ngươi, có tư cách để đưa ra điều kiện ư, Triệu Uyên hừ lạnh. Là đại trưởng lão. Năm đó, cũng là lão ta dẫn cô lang vào nhà họ Triệu.
cũng là lão ta sai khiến ta giết Triệu Bân. Tên sáu ngón run rẩy lẩy bẩy, khai hết tất cả mọi thứ. Bân Nhi, nghỉ sớm đi. Triệu Uyên cười hiền, một tay xách tên người sáu ngón đi. Gương mặt tươi cười của ông ta nhanh chóng biến thành vẻ dữ tợn lạnh như băng sau khi quay đi, thù hận và áp lực bao nhiêu năm nay, những tổn thương và phẫn hận tích góp từng ly từng tí một hóa thành thứ sát ý lạnh như băng. Phụ thân, Triệu Bân vội vàng đuổi theo. Soạt, soạt. Triệu Uyên chưa quay đầu lại thì đã có hai bóng người từ ngoài tường nhảy vào, đó là Huyền Dương tầng cao nhất hàng thật giá thật, đều là người trong chi của Triệu Uyên, Triệu Bân cũng gặp. Bàn về vai vế thì còn phải gọi một tiếng thúc thúc. Thiếu chủ, nghỉ ngơi sớm đi thôi. Hai thúc thúc bình thường luôn cười nói hơ hớ, tối nay lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân nhíu mày, nói là nghỉ ngơi, thật ra là không muốn để hắn ra khỏi mảnh sân này. Có thể thấy đây là mệnh lệnh từ phụ thân hắn. Sau đó, tiếng chuông vang lên lảnh lót, vang vọng cả Triệu gia. Chuông tộc chỉ có thể đánh vang khi trong tộc xảy ra chuyện lớn, nhưng tối nay nghe lại cứ như tiếng chuông tang. Rất nhiều người giật mình tỉnh giấc, trưởng lão và đám nhỏ trong tộc đều tập trung về từ đường, trời thì đen ngòm, đa số mọi người đều không hiểu mô tê gì, hơn nửa đêm ai lại đi gõ chuông tộc. Đến nơi mới biết là Triệu Uyên gõ, đứng trước bàn thờ, đưa lưng về phía người trong tộc, trong tay còn giữ tên sáu ngón máu tươi đầm đìa. Tộc trưởng mang theo, ai thế nhỉ? Có rất nhiều người giật mình, xứng người từ rất xa bởi vì sát ý của Triệu Uyên tối nay quá mạnh mẽ khiến lòng người run rẩy. Ông ta không chỉ là gia chủ mà còn là một cảnh giới địa tàng hàng thật giá thật. Đừng nói đến cảnh giới Huyền Dương tầng thứ nhất, cả Huyền Dương cao nhất cũng cảm thấy hết sức áp lực. Đáng chết! Đại trưởng lão trông thấy tên đó thì lòng chợt run lên, chuyện bị lộ hết rồi. Nghĩ thế, lão ta bèn xoay người. Núi xanh còn không lo không có củi đốt. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Uyên bình thản nói, vẫn không xoay người lại. Nhưng trong bóng tối đã có rất nhiều tiếng sột soạt lao vụt tới. Là thị vệ của Triệu gia, xếp thành ba hàng dài, chặn hết từ trong ra ngoài từ đường, đám người đại trưởng lão muốn bỏ chạy nhưng tất cả đều bị ngăn cản. Đến tận lúc này Triệu Uyên mới quay đầu lại, tiện tay ném tên sáu ngón xuống bậc thang. Triệu Uyên, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão lạnh giọng cất tiếng, cố gắng nói ra lời trong lòng. Ngươi nói xem. Triệu Uyên cầm kiếm đi từng bước xuống bậc thang, mỗi một bước đi đều chất chứa đầy sát khí. Đại trưởng lão sợ, lùi về sau từng bước một, bị Triệu Uyên nhìn chằm chằm thế này chẳng khác gì thần chết đang nhìn lão ta. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên lão ta thấy Triệu Uyên như thế, cực kỳ đáng sợ, sát ý trong mắt cứ lổ lộ ra ngoài. A, à, Triệu gia về đêm. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Là Triệu Uyên đại khai sát giới. Vụ ám sát tối nay đã làm tiêu tan sự thương hại cuối cùng của ông ta với người trong tộc. Dù là đại trưởng lão hay những kẻ cùng một ruột với lão ta đều trở thành vong hồn dưới kiếm ông ta. Những cái xác, nằm ngang nằm dọc la liệt khắp nơi. Máu tươi nhuộm đỏ từ đường. Cả trưởng lão theo phe ông ta cũng phải hít khí lạnh chứ đừng nói đến những trưởng lão giữ vị trí trung lập. Đêm nay Triệu Uyên phát điên rồi ư, dù nhìn thế nào ông ta cũng như một tên ma đầu không có tính người, cả trẻ con cũng không buông tha, hơn nữa còn giết hết sạch một nhánh của đại trưởng lão. Ngay trước từ đường. Quả báo đến rồi ư. Rất nhiều người thì thào bàn tán, cũng có rất nhiều người thở dài, không muốn nhìn thấy người trong tộc tương tàn. Nhưng cái ngày đó cuối cùng vẫn đến. Chẳng có ai thương hại. Nhớ tới Phủ Dung, nhớ tới Triệu Bân. Nhớ tới Triệu Uyên trong suốt bao năm nay thì chẳng còn một sự đồng tình nào. Nếu tên sáu ngón không chính miệng nói thì ai mà ngờ được đại trưởng lão trong tộc lại gây ra nhiều điều ác như thế. Tuy người trong tộc tương tàn, nhưng cũng là do lão ta bất nhân trước. Cuối cùng tiếng kêu la thảm thiết cũng ngừng lại. Cả người Triệu Uyên là máu, tay rút kiếm cũng run run, bóng lưng cao ngất ấy cũng đã còng xuống khá nhiều. Liệt tổ Liệt tông đang nhìn đấy. Đang nhìn ông ta tàn sát người trong tộc như thế nào. Soạt. Một bóng đen như tia chớp lách qua những khe hở để đi tới. Đó là Triệu Bân lén chạy đến. Sau lưng chính là hai vị thúc thúc trông chừng hắn với vẻ mặt xấu hổ. Chỉ mới lơ là một chút, mà Triệu Bân đã chuồn ra rồi.
Giam lỏng Triệu Bân trong sân là ý của Triệu Uyên, theo Triệu Uyên nhiều năm như thế, bọn họ vẫn có thể đoán được phần nào ý đồ của gia chủ đại khai sát giới, không chỉ giải quyết thù hận mà còn vì gia chủ thời sau. Dẹp hết chướng ngại và uy hiếp cho hắn. Cảnh tượng đó rất máu tanh nên mới không cho Triệu Bân đến. Ông ta không muốn hắn nhìn thấy cha mình, hung tàn và không có tính người như thế. Nếu nhất quyết phải có một người trở thành tân ác ma, ông ta là cha. Tất nhiên sẽ không do dự. Theo đến còn có cả Phù Dung. Thấy cảnh tượng này, bà ấy không hề bất ngờ, tất nhiên bà ấy hiểu về người đầu ấp tay gối với mình. Cả Triệu gia này chỉ có một mình bà ấy, biết hành động của Triệu Uyên còn một ý nghĩa khác. Triệu Bân lẳng lặng đứng đó ngẩn người, máu chảy đầy đất, xác chất đầy nhà trông mà phát sợ, dù hắn ăn nằm trên chiến trường, từng thấy núi xác biển máu nhưng vẫn cảm thấy run sợ, đó đều là người trong tộc, trong đó cũng có rất nhiều người không hay biết gì, nhưng phụ thân hắn lại giết hết sạch. Lại đây! Triệu Uyên thản nhiên nói, đang nói với Triệu Bân. Triệu Bân không nói gì, dẫm lên máu tươi, đi về phía trước. Nói thật ra, phụ thân của ngày hôm nay khiến hắn có cảm giác xa lạ mà trước nay chưa từng xuất hiện. Quỳ xuống. Triệu Uyên nói thế, nó có sự uy nghiêm của người làm cha và người làm tộc trưởng. Bịch. Triệu Bân khuỵu gối, quỳ xuống trước Từ Đường, trên kia. Đều là bài vị của tổ tiên. Từ hôm nay trở đi, con chính là tộc trưởng Triệu gia. Phụ thân. Dập đầu. Triệu Uyên lên tiếng cực kỳ dứt khoát, giọng ông ta không còn sự hiền hòa của phụ thân nữa. Triệu Bân không cãi lời, cúi đầu dập ba cái, ông ta đang dùng thân phận gia chủ để lên tiếng. Ngoài Triệu Uyên ra thì tất cả những người có mặt ở đây, tính cả Phù Dung đều quỳ xuống, đây chính là nề nếp tổ tiên truyền lại, khi một thế hệ gia chủ mới thượng vị thì người trong tộc phải quỳ lại, liệt tổ liệt tông là người chứng kiến. Lễ kết thúc, hai tiếng nổ vang lên. Từ xa nhìn lại, có hai bóng đen bay vọt tới đây. Nhìn lại thật kỹ thì mới thấy đó là hai cái ván cửa, nói chính xác hơn nữa thì là cổng lớn của phủ đệ Triệu gia, xem ra nó đã bị ai đó phá nát, cả cánh cửa bay vọt tới tận nơi này. Có người tới gây rối ư? Cả tộc đứng dậy, nhíu mày nhìn về hướng đó. Triệu Bân cũng đứng dậy, cứ thấy có một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đang ập tới. Đúng như những gì hắn đoán, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị hiện lên thì trước mắt họ đã xuất hiện một thanh niên mặc áo tím, khí chất thanh thoát, mái tóc dài bay bay như một trích tiên không nhuốm bụi trần, nhất là đôi mắt màu tím đó, như vật của trời, mỗi một ánh mắt đều như một thanh kiếm thần tái thế, đứng đó như một vị vua quan sát tứ hải bát hoang. Chuẩn thiên. Giọng các trưởng lão run run, gương mặt già nua trắng bệch không còn chút máu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Người này sẽ thành cường giả cảnh giới thiên võ. Uy áp đáng sợ khiến bọn họ có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Mạnh thật. Khóe miệng Triệu Bân đầy máu, uy áo của chuẩn thiên khiến hắn không thể cử động. Hắn có lý do để tin rằng tên áo tím này còn đáng sợ hơn cả nữ soái Xích Diễm. Nên đến rồi cũng sẽ đến thôi. Phù Dung và Triệu Uyên liếc nhìn nhau, nụ cười khổ pha lẫn chua xót mà chỉ có hai người biết. Linh cảm về điểm xấu, từ trước đến nay vẫn rất chuẩn. Cũng vì linh cảm đó nên Triệu Uyên mới đại khai sát giới, muốn để lại cho đứa con của mình một Triệu gia không hề có mối nguy hại nào, dù trên lưng là tiếng xấu đồn xa thì ông ta cũng chẳng tiếc. Sau đó không bao lâu, ông ta lại đi về phía liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Bổn tòa, đã bỏ qua một màn kịch cực kỳ đặc sắc rồi. Người áo tím cười nói, lão đứng nghiêng người. Hai tay bắt sau lưng, nhàn nhã thưởng thức ánh trăng, từ đầu đến cuối không hề nhìn người Triệu gia lấy một lần. Triệu Uyên và Phù Dung sánh vai nhau cùng đi về phía trước. Thấy vậy, Triệu Bân đẩy mọi người ra, lại bị một người đằng sau giơ tay ôm chặt, nhanh chóng phong bế chân nguyên cũng như miệng hắn. Đó cũng là những gì Triệu Uyên đã dặn trước. 10 năm, khiến bổn tọa tìm lâu thật đấy, người áo tím thản nhiên nói. Không. Không liên quan đến Triệu gia, giọng Phù Dung chưa bao giờ thấp kém đến như thế. Có liên quan hay không thì ngươi không phải người quyết định, người áo tím khẽ giơ tay lên, Phù Dung nhanh chóng bị kéo lại, bóp cổ, chỉ cần lão dùng sức thì có thể tiễn Phù Dung xuống suối vàng.
Triệu Bân bị giữ lại đằng sau vội vàng vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Tất cả đều là lỗi của ta, buông tha cho Phù Dung, buông tha cho Triệu ra đi. Triệu Uyên quỳ bịch xuống đất, gục xuống như một con chó, Phù Dung thấp kém bao nhiêu thì ông ấy càng hèn mọn bấy nhiêu, thấp kém bấy nhiêu, nó không còn là hy vọng nữa mà là sự cầu xin từ tận sâu trong linh hồn. Chút thành ý đó cũng không đủ, người áo tím cười khẽ. Phập, còn chưa dứt lời thì đã thấy Triệu Uyên rút dao găm ra, chẳng cần phải nghĩ nhiều, lập tức cắm vào ngực mình. Gia chủ. Cả tộc sợ run, Triệu Bân bị giữ chặt lại rưng rưng nước mắt. Người không thể nói nên lời còn cả Phù Dung, hai mắt đẫm lệ. Màu máu đỏ chói mắt đến như thế. Một nhát dao tự sát. Triệu Uyên không hề giữ lại cho mình chút đường sống nào, ông ấy chết là chuyện chẳng có gì để nghi ngờ. Cầu xin ngươi, buông tha cho bọn họ. Gia chủ Triệu gia, trước đó chỉ giống một con chó thôi, bây giờ ông ấy thật sự chính là con chó, quỳ lết từng bước đến dưới chân người áo tím, máu chảy dọc suốt đường đi. Cầu xin ngươi, hãy buông tha cho bọn họ. Tiếng trán Triệu Uyên chạm đất cứ vang lên bốp bốp. Ông ấy sẽ chết. Nên chút chấp niệm cuối cùng đang cố để ông ta gắng gượng cho lời cầu xin này. Người Triệu ra khóc, chẳng ai dám cử động. Nước mắt của Triệu Bân cũng đã biến thành màu máu, tơ máu mỏng manh. Dòng máu chảy dài cũng đã nhuộm đôi mắt rưng rưng ấy thành màu đỏ tươi, đó là cha mẹ hắn, một người cầu xin tha thứ như một con chó, một người lại bị bóp cổ, không thể phản kháng, thấm kém đến cùng cực. Chẳng vui gì. Cuối cùng người áo tím cũng xoay người. Đến như ma quỷ, đi cũng chẳng khác gì một bóng ma. Lão còn mang theo cả Phù Dung đã khóc nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc biến mất trong bóng đêm vẫn còn ngoái đầu lại nhìn chồng mình, cũng lướt sang con trai mình. Ánh nhìn đó, chính là lần cuối cùng. Từ biệt lần này, sẽ là vĩnh biệt mãi mãi. Phụ thân. Cuối cùng Triệu Bân cũng được buông ra, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, gục xuống ôm lấy Triệu Uyên máu tươi đầm đìa. Chân nguyên cuồn cuộn được truyền như điên như cuồng như không muốn sống vào người ông ấy. Nhưng tâm mạch Triệu Uyên đã vỡ, thêm chân nguyên nữa cũng vậy mà thôi. Mang mẹ con, về nhà. Giọng Triệu Uyên khàn khàn, nở nụ cười hiền lành cuối cùng. Tuy ông ấy không muốn nhưng người phụ thân là ông vẫn yếu ớt ngã gục trong lòng con mình. Triệu Bân ngửa mặt lên trời gào thét, máu và nước mắt cứ chảy dài. Có lẽ trời xanh thương xót, tiếng sét vang vọng trên bầu trời, màn mưa như đang tế điệu cho linh hồn ấy. Mưa xuống, hắn lại ngất trong vũng máu. Sáng sớm, trước cửa trang viên họ Triệu đầy ắp người. Triệu gia bị làm sao thế này, mùi máu tươi ngập trời. Nghe nói đêm qua Triệu Uyên đại khia sát giới, giết sạch một chi đại trưởng lão Triệu gia. Giết có thể nói là sạch sẽ. Sau đó lại đụng phải người mạnh hơn. Triệu Uyên bị ép tự sát, Phù Dung bị bắt đi. Trong tiếng bàn tán đó, mọi người tập trung tới ngày càng nhiều, cứ mồm năm miệng mười chỉ trỏ. Thời buổi loạn lạc thế này đúng là nhiều chuyện thảm thiết. Hôm qua vẫn còn đang yên đang lành, hôm nay mùi máu tươi đã bốc lên đầy đường. Rất nhiều người thở dài, vài người lại ngồi trong lương đình nhà mình, rót một ly rượu đục để tế Triệu Uyên. Chu cột của Triệu gia sống cũng không đến nỗi tệ, mà sao lại đột nhiên tự sát, khiến bọn họ bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần. Đúng là hài hước, diệt môn luôn càng tốt. Có người buồn thì cũng sẽ có người vui, thế lực đối đầu với Triệu gia cười vui vẻ hơn bao giờ hết, không biết bao nhiêu cửa hàng đốt pháo ăn mừng, cười ha hả chẳng nể nang ai, tiếng cười vang vọng trên đường cái. Triệu Bân lẳng lặng nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa khô. Chư Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Lão Huyền Không, Tử Linh, Dương Hùng, Nhóc Tham Tiền, Xích Hiên, Nhóc Tóc Tím cũng có mặt, nghe nói về vụ thảm án nên nhanh chóng chạy tới, nói thật ra cũng rất khiếp sợ, sợ sự tàn nhẫn của Triệu Uyên, cũng sợ sự quyết đoán của ông ấy, khó hiểu nhất vẫn là nguyên nhân của cuộc chiến đẫm máu này. Một chuẩn thiên đích thân tới, việc này, có thể thấy nó không đơn giản như vẻ ngoài. Khi nói chuyện, khóe miệng Triệu Bân lại đầy máu. Muốn ngừng cũng không được vì đã chảy suốt cả đêm, sắc mặt ngày càng trắng bệch, hơi thở ngày càng yếu ớt, ánh mắt còn chất chứa sự đau đớn khó nén. Đúng vậy, hắn bị thương. Tất cả người Triệu gia, đều bị thương.
Người áo tím đó thật đáng sợ, nhìn như không hề ra tay nhưng uy áp cũng đã làm tổn hại đến gân cốt, cắt đứt con đường võ đạo của người Triệu gia, hay có thể nói rằng đến cuối đời cũng đừng hòng thăng cấp nữa. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, tên chuẩn thiên đó cũng to gan lớn mật quá rồi đó, nhóc tóc tím mắng, tốt xấu gì cũng là đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên, tên đó không sợ thiên hạ đệ nhất tìm mình tính sổ ư. Người nghĩ hắn là đồ đệ Hồng Uyên thật ư, Tử Linh đột nhiên lên tiếng. Nói thế là sao? Nhóc tóc tím sừng sốt, nhìn sang mấy ông lão khác nhưng không có ai phản bác. Hay có thể nói rằng bọn họ đều nhận ra điều gì đó, trước đấy chỉ là nghi ngờ, trải qua chuyện này mới xác nhận, nếu thật sự là đồ đệ đại hạ Hồng Uyên thật thì Triệu Bân hay thậm chí là Triệu gia cần gì phải thảm thương như thế. Nhưng đó thật sự là uy thế của thiên võ, nhóc tham tiền gãi đầu. Tên đó dùng bí thuật để thực hiện, cũng chính hắn giả làm đại hạ Hồng Uyên, Tử Linh nói cực kỳ chậm rãi, cuối cùng cũng nói ra được bí mật này, đến lúc này rồi, nói hay không nói cũng chẳng có gì khác biệt, những người ở đây đều không ngốc. Tử Linh, người giấu bọn ta cực quá nhỉ, lão huyền đạo, lão huyền không, lão mập đều hít sâu một hơi, dù Tử Linh không nói thì bọn họ cũng có thể đoán được, làm gì có đại hạ Hồng Uyên, làm gì có đồ đệ hoàng tộc, rõ ràng đều là Triệu Bân cố diễn hai vai. Ta cũng mới biết sau này thôi, Tử Linh ho khan. Bất ngờ này có hơi đáng sợ, Xích Hiên xoa xoa mày. Đừng ai cản ta đâm hắn một nhát, nhóc tóc tím gào lên, nhanh chóng lấy đao ra, hay lắm Triệu Bân, hôm nào cũng lừa dối bọn ta, lại còn không thở gấp không đỏ mặt. Ngươi có còn lương tâm không, nhóc tham tiền nhanh chóng đá bay con dao, bao nhiêu công pháp bí thuật, bao nhiêu bùa chú, bao nhiêu kiến thức tâm đắc bị người đem cho chó ăn rồi hả? Nói thế thôi mà, nhóc tóc tím cất dao đi. Đoán chắc cho 10 lá gan ngươi cũng không dám, nhóc tham tiền trừng mắt nhìn nó, sau đó lại nhìn Triệu Bân, cái gì mà đồ đệ Hồng Uyên, thiếu chủ Triệu gia, nó đều mặc kệ, chỉ cần biết. Triệu Bân là ân nhân cứu mạng mình. Sự biết ơn đó, tất cả mọi người ở đây đều có. Ví như lão huyền đạo là người được Triệu Bân viết lại công pháp để ông ta không phải chịu nhiều giày về, ví như lão huyền không được Triệu Bân giúp luyện hóa chú ấn. Ví như Dương Hùng được Triệu Bân hỗ trợ tiến lên địa tàng, như Tử Linh được Triệu Bân giúp sắp xếp cho vua Am Nguyệt, như Xích Hiên được Triệu Bân cứu mạng trên chiến trường, nhè nhóc tóc tím, được Triệu Bân cho thuốc giải cùng với công pháp dành cho trẻ con. Về công về tư, Triệu Bân đều không khiến bọn họ thất vọng, đúng là họ bị lừa nhưng họ cũng chẳng thua thiệt gì mà còn nhận được nhiều hơn, bí thuật, công pháp, bùa chú, những kiến thức đúc kết được, Triệu Bân chưa bao giờ keo kiệt. Ngoài việc giả làm Hồng Uyên thì hắn vẫn cực kỳ chân thành. Thằng danh này, làm người ta giật mình thật đó, lão mập hít sâu một hơi. Những lời đó, chẳng có ai phản bác. Một cảnh giới chân linh nho nhỏ lại có võ hồn, có thể tạo ra khí thế thiên võ, kiến thức uyên bác, am hiểu nhiều bí thuật công pháp, có thể cứu người sống dậy từ cõi chết, có thể sống trong cấm địa. Từng chuyện một, mang chuyện nào ra nói cũng thấy đáng sợ. Có thể sánh ngang với truyền thuyết và thần thoại. Dù là đại hạ Hồng Uyên cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn là người có tiềm năng, tiền đồ không hề có giới hạn. Đó chính là nhận xét của mọi người với Triệu Bân, nếu cho hắn đủ thời gian, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ giành chấn tứ phương, khi đó có lẽ thiên võ, hay thiên hạ đệ nhất đại hạ Hồng Uyên. Cũng không thể bắt kịp. 2. Sau khi khiếp sợ thì mọi người đều thở dài. Mới có mấy ngày mà vợ thì sống dở chết dở, phụ thân bị buộc tự sát, mẫu thân bị bắt đi không rõ sống chết, một ngôi nhà yên bình bỗng nhiên tan nát thành từng mảnh, cuộc sống của hắn quá là bi thảm rồi. Cha ta đâu? Dưới địa cung. Cảm ơn. Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mới mở mắt, giọng khàn khàn không sao tả nổi, lảo đảo đi tới phòng Triệu Uyên, có lẽ do gặp phải quá nhiều cú sốc, có lẽ do vết thương quá nặng nên hắn suýt té ngã mấy lần. Mọi người không đi theo, dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian để đau lòng. Địa cung, Triệu Bân quỳ gối trước giường băng, phụ thân Triệu Uyên của hắn đang nằm đó, cũng như khi mẫu thân nằm đó, là một xác chết lạnh như băng, đến tận lúc này hắn mới hiểu được ý của ông, biết mình phải chết nên mới đại khai sát giới, để trải sẵn con đường cho hắn trong tương lai nên mới không tiếc tàn sát người cùng tông cùng tộc trước bài vị tổ tiên, như một ác ma đang nổi điên lên vậy. Cầu xin ngươi, buông tha cho bọn họ. Những lời đó vẫn cứ quanh quẩn bên tai hắn.
nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ mãi mãi không biết được cha mình. Đã hèn mọn như thế, quỳ dưới chân kẻ khác như một con chó, rẻ mạt đến mức chẳng còn tôn nghiêm, quỳ từng bước. Từng bước, đến chân người khác, như quỳ lại tổ tiên, chỉ vì hắn, chỉ vì người Triệu gia, cầu xin chút sự sống đáng thương đó. Tương lai sau này, chỉ sống vì thù hận. Triệu Bân lau đi nước mắt, những lời Phượng Vũ từng nói, hắn cũng nói với giọng khàn khàn không tả nổi, cùng gánh món nợ máu trên lưng, cùng có một chữ thù khắc sâu vào tận linh hồn. Con, sẽ đưa mẹ về nhà. Sẽ tìm được chiếc đèn trường minh thứ hai. Sẽ khiến bọn họ, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn dập đầu ba cái, là tâm nguyên và cũng là chấp niệm. Sống vì thù hận, hắn cũng như Phượng Vũ đêm đó, cuộc đời chìm trong bóng tối. Ra khỏi địa cung thì màn đêm đã buông xuống. Đám người lão huyền đạo. Khi nhìn thấy Triệu Bân một lần nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ. Triệu Bân không gào thét giống giận như họ tưởng tượng, tất cả đều bình tĩnh như thế, sự im lặng của hắn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Có lẽ tâm trạng hắn đã thay đổi rồi. Trải qua một đợt gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng chẳng còn lá và hoa. Tiền bối đã từng gặp lão ta bao giờ chưa? Giọng Triệu Bân khàn khàn mở một bức họa ra. Thứ được vẽ trong bức họa cuộn tròn đó chính là người áo tím tối qua. Tử Y Hầu. Lão huyền đạo và lão mập thấy thế bèn chăm miệng một lời. Tử Y Hầu. Đây là lần đầu tiên Triệu Bân nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Vân Phượng khi đến trộm quan tài băng đêm đó. Lẽ ra hắn nên biết. Là Vân Phượng điều tra mẫu thân mình. Cũng là Vân Phượng, dẫn Tử Y Hầu tới. Cũng trong khoảnh khắc đó, danh sách kẻ thù của hắn lại có thêm một người. Những người nằm trong danh sách đó, dù là Tử Y Hầu, hay là Vân Phượng hắn cũng phải giết, dù phải mất trăm năm, ngàn năm, chỉ cần Triệu Bân còn sống thì nhất định sẽ khiến họ nợ máu trả bằng máu. Sao lại là Tử Y Hầu? Ánh mắt của Chư Cát Huyền Đạo cứ tối rồi lại sáng. Đến giờ ông ta mới biết hôm qua kẻ ép Triệu Uyên phải chết và bắt Phù Dung đi là ai. Tử Y Hầu là ai? Nhóc tham tiền nhô đầu lên. Câu hỏi này, Triệu Bân cũng muốn hỏi. Thống soái Hoàng Ảnh Vệ Đế Đô. Lão mập lên tiếng trả lời thay lão huyền đạo. Nghe thế, cả Tử Linh cũng tái mặt, cô ta cũng có nghe nói về Hoàng Ảnh Vệ, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, nhưng ai cũng bí ẩn khó lường, trải rộng khắp mọi ngõ ngách đế đô. Cũng như La Sinh Môn xuất quỷ nhập thần, nếu Thiên Tông được thành lập để bảo vệ Long Triều Đại Hạ thì Hoàng Ảnh Vệ chính là sự tồn tại để bảo vệ Hoàng Đế Đại Hạ. Ngoài Hoàng Đế Đại Hạ, Hoàng Ảnh Vệ không chịu sự gò bó của bất kỳ kẻ nào, cũng chỉ nghe lệnh mỗi Hoàng Đế. Dù có là Thiên Tông, hay Đại Hạ Hồng Uyên cũng không có quyền điều động Hoàng Ảnh Vệ. Thì ra là Hoàng Ảnh Vệ. Dương Hùng hít một hơi thật sâu. Tử Linh cũng biết thì đệ nhất thành như hắn làm sao không biết được. Ở đây chắc ai cũng nghe nói về cấm vệ quân chuyên dùng của Hoàng đế, kể cả Triệu Bân, có thể nói là tiếng tăm lừng lấy. Đó, còn là sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước. Rất lâu sau đó, Chư Cát Huyền Đạo mới bỏ thêm một câu. Đại Hạ Hồng Tước là ai? Nhóc tham tiền nhỏ giọng hỏi. Hoàng tộc có hai cảnh giới thiên võ, một là Đại Hạ Hồng Uyên, hai chính là Đại Hạ Hồng Tước. Thế, tim nhóc tóc tím chợt run lên, còn lén liếc nhìn Triệu Bân một cái. Thống soái Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ Đại Hạ Hồng Tước, chuẩn thiên hàng thật giá thật, kẻ thù của Triệu Bân cũng hơi bị mạnh quá rồi đó, nếu muốn trả thù thì chắc phải chống lại cả hoàng tộc. Triệu Bân không nói gì, còn người tĩnh lặng như mặt nước, không vui không buồn. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Dù phải chống lại cả Long Triều Đại Hạ thì hắn cũng chẳng màng. Tử Y Hầu đích thân đến bắt người, thân phận mẫu thân ngươi. E là không đơn giản, Xích Hiên nói. Liếc sang Triệu Bân, mọi người cũng nghĩ thế, con nhà bình thường thì sao lại đụng đến cả Hoàng Ảnh Vệ. Triệu Bân lắc đầu. Đến giờ hắn vẫn không biết thân phận của mẫu thân có liên quan gì đến Tử Y Hầu. Chỉ biết rằng phụ thân và mẫu thân có việc gạt mình, có lẽ đây là một bí mật sâu xa nào đó. Đừng làm chuyện điên rồ. Lão huyền đạo về vỗ Triệu Bân, xe hắn ngu ngốc chạy tới đó gây hấn. Để đô không phải là nơi bình thường. Hoàng Ảnh Vệ cũng không phải là người bình thường, hơn nữa còn là thống soái. Vân bối hiểu. Triệu Bân chắp tay chào, sau đó xoay người ra đại đường.
phụ thân đi rồi, mẫu thân cũng đi rồi, nhưng Triệu gia thì còn đó, cần hắn ở đây để giải quyết. Cơ nghiệp Triệu gia không thể bị hủy trong tay hắn. 2. Sau lưng lại có tiếng thở dài. Mới có mấy ngày, sao mới đó thời tiết đã thay đổi. Bọn ta vẫn quen với tên hay nghịch ngợm gây sự Triệu Bân, nhưng hôm nay hắn ngày càng trở nên xa lạ, dường như không còn là Triệu Bân mà họ biết nữa. À! Dưới ánh trăng, cổng lớn của nhà họ Triệu đóng chặt, trong nhà chỉ lại có rất nhiều tiếng la hét thảm thiết. Tối qua Triệu Uyên đại khai sát giới, hôm nay đến lượt Triệu Bân. Điểm khác biệt là đối tượng mà Triệu Uyên giết là người trong tộc, còn Triệu Bân thì lại tiêu diệt các thế lực khác, đó là những gián điệp được lén cài vào nhà họ Triệu. Trước khi Triệu Uyên ra đi đã để lại một danh sách, bất kể là người hầu hay là thị vệ, tất cả đều được liệt kê rõ ràng bên trên. Triệu Uyên làm gia chủ bao nhiêu năm nay, đương nhiên ông ấy cũng không phải là đồ ngốc, trong lòng biết rất rõ ai là người của mình, ai là mật thám của gia tộc khác. Vốn dĩ những chuyện này nên được giải quyết luôn trong ngày hôm qua. Ngặt nỗi Tử Y Hầu đã đến, cha hắn vẫn chưa kịp giết thì đã bị ép phải tự sát. Chuyện ông ấy chưa làm xong, Triệu Bân đã làm thay cho ông ấy, giết sạch hết tất cả những người đó. Trong thời điểm đặc thù thì đương nhiên cũng cần dùng đến phương thức đặc biệt, nhà họ Triệu giải quyết triệt để như thế, đương nhiên là vì chuẩn bị cho việc lớn rồi. Không biết đến lúc nào, những tiếng kêu la thảm thiết mới ngừng hẳn. Lúc Triệu Bân vào phòng khách, hắn còn cầm theo thanh kiếm dính đầy máu. Tất cả đều đến tham gia hội nghị của các trưởng lão đông đủ. Tuy nói là mọi người đến tham gia đông đủ, nhưng thật ra lại thiếu vắng bóng dáng của những người cực kỳ quen thuộc, đó là Triệu Uyên và bọn người đại trưởng lão. Không khí trong phòng rất ngột ngạt, tràn đầy thê lương, chỉ trong một ngày mà đã xảy ra quá nhiều biến cố. Đây là lần đầu tiên Triệu Bân tham gia hội nghị trưởng lão với tư cách là gia chủ. Chỗ ngồi đó từng là chỗ của cha hắn, bây giờ đã thuộc về hắn. Hắn chỉ đứng bên cạnh, không nhẫn tâm ngồi lên đó, bất luận cha hắn còn sống hay là đã chết thì hắn đều xem như cha mình vẫn còn ở đây. Không có ai nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn những người trong tộc, ấn đường của ai cũng đều toát lên tia bi ai và thương tổn. Họ cũng giống như hắn, bị uy áp của Tử Y Hầu làm bị thương đến căn cơ, nếu không có gì bất ngờ thì cả đời này, họ phải dừng lại ở tu vi cấp bác hiện tại. Có điều, hắn đã có cách phá giải, nếu như căn cơ bị tổn hại thì chỉ cần xây dựng lại thôi. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Triệu đóng cửa tu luyện. Một lúc lâu sau mới nghe Triệu Bân lên tiếng, đánh tan bầu không khí im ắng trong phòng. Ý đồ của việc loại bỏ hết thám tử của ngoại tộc chính là nằm ở đây, nhà họ Triệu của hắn cần phải đóng cửa trong thời gian dài. Bọn ta cũng nghĩ như vậy. Tất cả các trưởng lão đều không có ý kiến gì, người của nhà họ Triệu đã chết quá nhiều, nguyên khí đã bị tổn hại nghiêm trọng, cũng đã bị tụt xuống hàng gia tộc hạng 2 trong thành vong cổ rồi, cộng thêm việc gia chủ tiền nhiệm chết thảm. Tộc trưởng lại mới vừa lên kế vị, đây sẽ là thời cơ tốt để các thế lực bên ngoài làm loạn. Nên biết rằng, có không ít thế lực đang nhằm vào nhà họ Triệu, cũng có rất nhiều người muốn nuốt chửng nhà họ Triệu của hắn, trong cục diện thế này, tình thế như thế này thì đóng cửa là việc tất yếu. Triệu Bân giơ tay lên thì những cuốn sách cổ liền nối đuôi nhau bay ra. Tất cả đều là bí thuật và công pháp, bao gồm cả tẩy tủy dịch cân kinh, bước phong thần và thuật độn thổ. Đều là bản cải tiến, nhưng đối với nhà họ Triệu của hắn thì như thế đã đủ rồi. Đây là... Các trưởng lão nhìn thấy thế thì đều cực kỳ kinh ngạc, không ai biết Triệu Bân có được nhiều bí kíp đến thế từ đâu, trong đó còn có mấy loại như dịch cân kinh, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Chắc bọn họ cũng đã rõ, tại sao một Triệu Bân đã bị đứt hết kinh mạch lại có thể tăng cấp thần tốc chỉ trong một thời gian ngắn như thế rồi. Dù cho đóng cửa thì cũng có việc phải làm. Các trưởng lão hít một hơi, háo hức lật ra xem. Nhiều bí thuật và công pháp như thế cũng đủ để họ phải tu luyện rất lâu, chờ đến ngày nhà họ Triệu mở cửa trở lại, chắc chắn thực lực của cả tộc sẽ nâng cao thêm một bậc, không chỉ là bảo toàn thực lực mà còn là tích lũy sức mạnh nữa. Sau đó là tiếng keng, keng vang lên. Triệu Bân không keo kiệt, hắn phất tay lên thì một đống vũ khí liền xuất hiện trong phòng khách, đao, giáo, kiếm, kích, thứ gì cũng có. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của hắn, cũng có thứ là do hắn lượm từ chiến trường về, tất cả đều đã được tôi luyện, loại nào cũng không tầm thường,
ngoại trừ Kiếm Tử Tiêu và Kiếm Long Uyên ra thì tất cả đều ở đây. Các trưởng lão đều nhìn đến chố mắt ra, Triệu Bân lấy đâu ra nhiều vũ khí lợi hại đến thế chứ? Vẫn chưa hết, theo sau binh khí là bùa chú, không phải từng lá mà là từng lốc, nào là bùa nổ, bùa tốc hành, bùa lôi quang, bùa định thân. Hễ là thứ hắn có thì tất cả đều được đem hết ra. Ngoài bùa chú còn có cách vẽ bùa, đã được viết thành sách, cũng đều được lấy ra. Ừ, tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp phòng, gia chủ mới của nhà họ là sư phụ bùa chú sao? Nếu đã là thứ mà Triệu Bân cho thì đương nhiên họ sẽ không khách sáo. Hơn nữa, giờ họ nhận rồi, sau đó cũng sẽ phát xuống dưới, tất cả người nhà họ Triệu đều có phần. Ai cũng biết ý của Triệu Bân, trong thời kỳ đặc biệt này thì phải trang bị tốt cho người trong tộc trước, vì vậy, Triệu Bân đã không tiếc thứ gì, nếu nói đến năng lực giải quyết vấn đề thì hắn đã vượt xa so với cha Triệu Uyên của hắn. Không được truyền bí thuật công pháp ra ngoài, xem xong thì phải tiêu hủy ngay. Cách vẽ bùa cũng vậy, cố gắng lưu trữ nhiều nhất có thể, để phòng khi cần dùng đến. Mong các vị thúc thúc, bá phụ buông bỏ những hiềm khích trước đây, cùng nhau vượt qua khó khăn. Triệu Bân nói với vẻ vừa vỗ về lại vừa ép buộc, nhà họ Triệu vừa mới trải qua một trận phong ba, không thể nào chịu nổi thêm sự đả kích nào nữa. Gia chủ mới như hắn sẽ dốc hết sức, giữ vững cơ nghiệp mà tổ tông đã gầy dựng nên. Các trưởng lão đều đứng dậy. Hít một hơi thật mạnh, ánh mắt rực lửa và kiên định. Vốn dĩ họ đã không còn dám nghĩ gì đến tương lai, nhưng tối nay, hành động của Triệu Bân đã thắp lên lại tia sáng hy vọng cho họ. Nhiều bí kíp và công pháp như thế, cộng thêm cách thức vẽ bùa chú nữa, đó chính là nguồn lực lớn mạnh để chấn hưng lại nhà họ Triệu. Nói cho cùng thì vẫn là người một nhà, cùng nhau đối phó với người ngoài mới là chuyện đúng đắn, mới xứng đáng với tổ tiên. Triệu Bân không nói nhiều mà lặng lẽ bỏ đi, khóe miệng còn có máu tươi đang chảy ra. Các trưởng lão đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Triệu Bân, bỗng dưng cảm thấy xót xa, nhưng hơn cả xót xa là sự thắc mắc, không biết từ lúc nào, họ đã không thể nhìn thấu được con người Triệu Bân nữa, hắn đã trở nên rất thần bí. Mau! Gọi các đệ tử trong tộc đến hết đây đi. Một lúc sau, các trưởng lão đều hét lớn lên. Triệu Bân cho họ nhiều bí thuật như thế là để chia cho cả gia tộc, dù đóng cửa gia tộc nhưng cũng không thể rảnh rỗi, thế giới tàn khốc, chỉ có thể nói đạo lý bằng nắm đấm thôi. Nhà họ Triệu vô cùng náo nhiệt trong đêm. Rất nhiều người bị gọi dậy khi đang ngủ say nhưng khi nhìn thấy những quyển sách cổ đó thì không còn ai muốn ngủ được nữa. Bất cứ quyển nào trong số đó cũng là hàng thượng đẳng. Thay phiên tuần tra, ai dám lười biếng thì xử theo gia pháp. Các trưởng lão đều cẩn thận, tăng cường tuần tra, tránh việc có người lẻn vào. Ngoài ra, họ còn bố trí cơ quan và trận pháp. Trong số bí kíp mà Triệu Bân cho họ cũng có hướng dẫn rất nhiều, sau khi bọn họ nghiên cứu thì đã gấp rút chuẩn bị, tất cả đều vì sự an toàn của gia tộc. Bên này, Triệu Bân đã trùm huyền bào tị thế, ra khỏi nhà họ Triệu. Nhìn từ xa, có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi Triệu gia và cũng có không ít thế lực đang dục dịch. Triệu Bân không nói gì, mà biến mất trong dòng người. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì đã ở cách phủ Liễu gia không xa. Vừa hay gặp phải một con hạc màu tím đang sải cánh bay ra từ trong nhà họ Liễu, trên lưng hạc có hai bóng người, một người là Liễu Như Nguyệt, người kia là Vân Phượng, trông có vẻ như họ định khởi hành về Thiên Tông. Vân Phượng. Đôi mắt mệt mỏi của Triệu Bân đầy vẻ lạnh lùng. Đó là người đã điều tra mẹ hắn. Cũng chính cô ta đã gọi Tử Y Hầu đến. Hả? Vân Phượng lập tức quay lại nhìn, cô ta cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sư phụ, sao thế ạ? Liễu Như Nguyệt nghiêng đầu qua, hỏi với vẻ thăm dò. Không có gì. Vân Phượng lạnh lùng đáp rồi dán lên thân bạch hạc hai lá bùa tốc hành. Triệu Bân chỉ lặng lẽ nhìn mà không đuổi theo. Bây giờ, hắn không phải là đối thủ của Vân Phượng. Thứ hắn cần thời gian để tăng cấp tu vi, cần thời gian để tích lũy năng lực, sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng mạng của Vân Phượng để tế vong linh của cha hắn ở trên trời. Nợ máu phải trả bằng máu. Tối nay, rất nhiều cửa hàng ở thành Vong Cổ đều có dấu chân của hắn. Đó là những cửa hàng bán đồ dùng để vẽ bùa, gần như tất cả giấy vẽ bùa, mực để vẽ bùa của thành Vong Cổ đều được hắn mua hết sạch.
Lúc hắn quay về lại nhà họ Triệu thì đã là nửa đêm. Bắt đầu từ đêm nay thì không còn ai thấy Triệu Bân ra khỏi phòng nữa, hắn liên tục vẽ bùa. Hắn đang chuẩn bị cho sau này, hắn muốn đến Kinh Đô, cũng muốn đến Thiên Tông, muốn theo sát Vân Phượng và tên Tử Y Hầu đó. Đương nhiên, cũng là để tìm mẹ của hắn. Cũng từ đêm hôm đó, nhà họ Triệu thường xuyên có khách ghé thăm, cứ đến đêm là lại có người lẻn vào, phần lớn đều là thám tử của các thế lực khác, hiển nhiên chúng đến là để làm loạn. May mà bây giờ Triệu gia đã rất đoàn kết, gần như những kẻ đến đều không còn cơ hội quay về, đến kẻ nào thì giết kẻ đó, giết chết thì hủy xác phi tang. Triệu Bân. Trong một đêm trăng thanh, có một giọng nói thánh thoát vang lên. Triệu Bân ra khỏi phòng thì thấy có một con bạch hạc đang bay giữa không trung, Tử Linh và nhóc Ham Tiền đang đứng bên trên. Lúc hắn nhìn thấy thì vừa nhóc Ham Tiền cũng nhảy xuống. Ta phải đi đây. Đi đâu? Về lại gia tộc, nhóc Ham Tiền mỉm cười rồi nói tiếp, nguy cơ trong tộc đã được giải quyết nên họ đã gọi ta trở về. Đi đường bảo trọng, Triệu Bân gượng cười. Hẹn ngày gặp lại. Nhóc Ham Tiền nói xong thì tiến về trước, nhón chân, hôn Triệu Bân một cái. Sau đó thì bỏ chạy thật nhanh, gò má còn ửng đỏ, cũng không biết từ lúc nào, cô nhóc đã biết thổn thức, mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy người tên Triệu Bân. Hẹn ngày gặp lại. Tử Linh không bước xuống, chỉ khẽ mỉm cười với Triệu Bân. Bạch hạc sải cánh, vút qua bầu trời như một tia sáng trắng. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Bân lẩm bẩm, rồi quay người ra khỏi biệt uyển. Đã mười mấy ngày, Triệu Bân không ra khỏi phòng và cũng đã mười mấy ngày hắn không ngủ, đầu tóc rối bời, miệng mồm cũng khô khốc, vốn dĩ là một thiếu niên đầy sức sống nhưng giờ lại có thêm chút tang thương không hợp với tuổi thực. Một trận chiến đẫm máu thật sự đã khiến hắn trưởng thành lên rất nhiều. Thiếu chủ. Trên đường, hắn gặp rất nhiều thị vệ, các tốp quân xen lẫn vào nhau, tất cả đều do người nhà họ Triệu dẫn đầu, từ xa họ đã lên tiếng chào hỏi hắn. Nhưng sau khi chào xong thì mới phát hiện ra mình đã chào sai, thế là lại vội vã sửa lại thành tộc trưởng. Triệu Bân vốn không hề quan tâm đến chuyện đó. Hắn lượn lờ khắp các ngóc ngách của nhà họ Triệu như một bóng ma. Vừa đi vừa quan sát, cứ 4-5 bước thì lại có một cơ quan bẫy, 7-8 trượng thì lại có một trận pháp. Nếu không phải hắn có thiên nhãn thì chắc cũng sẽ dính bẫy, đừng nói là cấp huyền dương, dù là cảnh sát địa tạng thì cũng không muốn đụng vào cấm chế. Xem ra mấy ngày nay, các trưởng lão của nhà họ Triệu đều không hề rảnh rang. Các đệ tử thuộc lớp trẻ thì đều bế quan tu luyện, còn bọn họ thì lo bố trí cơ quan và trận pháp, không nghỉ ngơi phút nào. Làm xong công tác phòng bị thì mới thấy yên tâm. Dù là nửa đêm nhưng ai nấy cũng đều rất bận rộn. Chính vào lúc đó, có một người đột nhiên chui từ dưới đất lên. Đó là Lục trưởng lão của nhà họ Triệu, khắp người ông ta đều dính đất bùn. Trưởng lão, ông đang tranh thủ đào đường hầm, lại có thêm mười mấy trưởng lão nữa chui ra, ai cũng dính bùn đất khắp người, đứng tại chỗ phủi quần áo, mấy người bọn ta đã bàn bạc với nhau. Đào một đường hầm thông thẳng ra ngoài thành. Triệu Bân mỉm cười, hắn hiểu ý đồ của các trưởng lão. Chuẩn bị sẵn trước, phòng khi bất trắc. Ngộ nhỡ ngày nào đó có kẻ thù đánh đến, nếu như đánh không lại thì có thể trốn thoát từ đường hầm này. Phụ thân, con phải đi đây. Triệu Bân đứng trước giường băng ngọc, cắm ba nén nhang, cúi đầu lạy ba lạy. Lần này hắn đi rồi cũng không biết khi nào mới quay lại được, cũng chẳng biết có thể trở lại được không. Hắn lại đến vái lạy trước bài vị tổ tiên trong từ đường Triệu gia. Lúc hắn ra phố thì đã trùm huyền bào tị thế lên người. Hắn đến cửa hàng binh khí, phủ thành chủ, cũng như đấu giá các để chào tạm biệt bọn lão huyền đạo, câu nói mà hắn nhận được gần như đều là, đi đường bảo trọng. Hắn nhìn lại thành vong cổ lần cuối rồi từ từ rời khỏi đó. Quạc! Đại bằng vút qua bầu trời như một đám mây màu, tiếng kêu cực kỳ ai oán, tâm ý nó tương thông với chủ nhân. Có thể cảm nhận được sự bi thương trong lòng Triệu Bân, chỉ mới mấy ngày mà một gia đình yên ấm đã trở nên tang tóc. Triệu Bân lặng thinh, suốt dọc đường đều không nói gì. Hắn từng nhìn ý thức, nhưng chỉ là một mảng mơ hồ. Từ trước đến giờ, hắn đã quá dựa dẫm vào Nguyệt Thần, giống như một cậu ấm con nhà giàu nhiều bí thuật, công pháp, phép thần thông. Thứ gì cũng dễ dàng có được, hắn đã sống quá thảnh thơi, mãi cho đến khi xảy ra trận sinh ly tử biệt này. Hắn mới hiểu ra, con đường dài phía trước,
hắn vẫn phải dựa vào bản thân, dù là Nguyệt Thần thì cũng không thể che chở hắn suốt đời suốt kiếp được. Có lẽ, đấy là một dụng ý khác của Nguyệt Thần khi bế quan. Không trải qua tôi luyện thì sao có thể tỏa sáng? Sự thật đã chứng minh, tấm lòng của cô ta đã không uổng phí, đồ đệ của cô ta đã thật sự trưởng thành rồi. Trái tim đang hừng hực cháy, hắn thật sự đã lột xác, dù có dạy bảo thế nào thì nó cũng không chân thực bằng việc bản thân tự mình nếm trải, đường cùng, bất lực, thù hận. Sẽ buộc hắn phải tu luyện. Thực lực là quan trọng nhất. Quy tắc sinh tồn rất tàn khốc. Kẻ yếu phải sống như một con chó, như vậy thì mới có thể sống thành một con người. Quạc! Đại Bằng lại kêu lên giống như đang an ủi hắn. Triệu Bân mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng, hắn cầm sơ đồ lên, tiếp tục nghiên cứu cấu tạo của xe nỏ. Từ Nam đến Bắc mất hết 9 ngày. Trong 9 ngày này, Triệu Bân không hề ngơi nghỉ một giây phút nào, đêm đến thì triệu hồi Đại Bằng, bay lượn trên không, ban ngày thì dùng bùa tốc hành, xuyên qua rừng rậm, liên tục rèn luyện cơ thể, không lãng phí võ đạo, kẻ địch quá lớn mạnh. Hắn cần phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với trước đây mới được. Không chỉ có mình hắn đi vội. Trên không trung thỉnh thoảng lại nhìn thấy tòa kỵ bay qua, bên dưới cũng có rất nhiều ngựa chạy vội. Phần lớn đều là mấy cảnh tiền bối dắt theo một hậu bối. Theo hắn thấy thì chắc họ cũng đang vội đến kinh đô. Trước đó, 108 đệ tử chân truyền của Thiên Tông đã chôn thân ở đất ma, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên cần có người bổ sung vào những vị trí đang trống. Ngoài ra, Thiên Tông cũng cần đến những gương mặt mới. Thiên Tông chiêu mộ đệ tử là một chuyện lớn, những thế lực có chút tiềm lực như những gia tộc lánh đời đều dẫn đệ tử trong tộc mình đến thử một phen, biết đâu lại qua được thử thách, nếu thật sự không thể qua được thì cũng chỉ mất chút tiền mà thôi. Bởi vì Thiên Tông có tầm quan trọng vô cùng nên một khi vào được Thiên Tông thì chẳng khác nào cá chép vượt được Long Môn. Triệu Bân thoáng liếc mắt nhìn xuống. Bên dưới là một cánh rừng. Trong rừng có một đống lửa, bốn bóng người ngồi vây quanh đống lửa, ba người lớn tuổi mặc áo đen, một người thanh niên mặc áo trắng. Người mà hắn nhìn chính là người thanh niên mặc áo trắng, đó là người quen. Đó chẳng phải là Vương Dương của Vương gia ở thành Vong Cổ sao? Hắn nhìn Vương Dương rồi lại nhìn ba người lớn tuổi mặc áo đen. Tất cả đều là người nhà họ Vương, rõ ràng là đang đi theo hộ tống Vương Dương, họ đều là cấp Huyền Dương đỉnh cao đích thực. Triệu Bân không nhìn nữa. Hắn vẫn chưa ngông cuồng đến mức đối đầu với ba cao thủ Huyền Dương đỉnh cao. Về lâu về dài thì Vương Dương cũng sẽ là một trong số những người mà hắn buộc phải giết, sẽ có một ngày, hắn tính sạch nợ với chúng. Đại Bằng sải cánh, bay đi như một cơn gió. Vừa bay lên bầu trời trên khu rừng thì liền nghe thấy tiếng thú gầm thét. Triệu Bân nhìn về xa thì đập ngay vào mắt là ba con báo hoa chủng loại có cánh. Hơn nữa, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến rất gần. Trên lưng mỗi con báo hoa đều có một người áo tím đang ngồi. Lúc họ bay ngang qua hắn thì đều không quên liếc hắn một cái, khí thế của báo hoa có cánh quá dũng mãnh, kéo theo một luồng gió mạnh khiến Đại Bằng chao đảo, Triệu Bân cũng đứng không vững, suýt chút bị rơi xuống. Đến khi Đại Bằng lấy lại thăng bằng thì ba con báo hoa đó đã bay đi xa rồi. Không trung vẫn còn lưu lại sát ý lạnh lẽo như băng của ba người mặc áo tím. Triệu Bân liếc mắt nhìn lại, hắn đang nhìn khu rừng mà ba con báo hoa lao tới. Ầm, đùng, ầm. Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng ầm ầm, đó là âm thanh vang lên khi có đánh nhau. Lúc này Triệu Bân mới biết, ba người áo tím sát khí ngút trời đó đang nhằm về phía bọn Vương Dương. Gào, gào. Dưới mắt hắn. Một bóng người chạy ra từ trong khu rừng, đó là Vương Dương hắn ta đang cưỡi một con hổ đen, còn ba người lớn tuổi khác của nhà họ Vương thì chắc đang đánh nhau trong rừng. Chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là Vương Dương đã lạc đàn. Triệu Bân từ trên không đáp xuống đất, nấp sau một tảng đá lớn. Vốn dĩ hắn định tính kế lâu dài nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, tối nay hắn sẽ tiễn Vương Dương lên đường. Gào! Trong chớp mắt. Vương Dương đã đến. Chắc có lẽ vì chưa từng gặp phải tình huống như thế nên hắn ta đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chạy một mạch không quay đầu. Định. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, âm điệu lạnh lùng và không cảm xúc. Là Triệu Bân đã thi triển chú định thân nhằm vào tòa kỵ hổ đen của Vương Dương. Hổ đen bị chúng chú định thân thì lập tức khựng lại.
Nó khựng lại thì không sao, nhưng Vương Dương lại nhào đầu tới trước vì không kịp phản ứng. Triệu Bân tấn công, hắn rút kiếm thiên lôi, đâm thẳng vào tim của Vương Dương. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên cao vút, không ngờ kiếm mạnh nhất của Triệu Bân lại không đâm thủng được ngực Vương Dương, hay nói cách khác là tấm kính mà Vương Dương đeo để bảo vệ tim không phải là một tấm kính bình thường, nó được rèn từ huyền thiết cực kỳ cứng. Dù là như vậy thì Vương Dương cũng không dễ chịu gì, hắn ta bị chấn đến nôn ra máu, lập tức bị nội thương. Soạt! Triệu Bân nhanh như một cơn cuồng phong, đâm tiếp kiếm thứ hai. Mặt Vương Dương biến sắc, hắn ta liên tục lùi về sau, dù vẫn chưa trúng đòn nhưng toàn thân đã cảm thấy buốt lạnh. Hắn ta không né được kiếm này, nếu không có gì bất ngờ thì hắn ta chắc chắn sẽ phải chết. Một tên chân linh còn con mà cũng dám tấn công thiếu chủ của ta sao? Chỉ trong tích tắc, một luồng sáng màu máu bay vụt đến từ sau lưng của Vương Dương. Là một trưởng lão của nhà họ Vương, ông ta không yên tâm về Vương Dương nên cố tình đến để bảo vệ hắn ta, không ngờ lại đến đúng lúc như vậy. Không ngờ ngoài ba người áo tím ra thì vẫn còn một đồng bọn khác, hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Soạt! Triệu Bân lập tức thu kiếm lại. Không thu cũng không được, vì như vậy, khi hắn chưa kịp giết Vương Dương thì đã bị ánh sáng máu đó tiêu diệt rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm Long Uyên ra, đưa ra phía trước để đỡ đòn. Keng! Luồng sáng màu đỏ bắn trúng kiếm Long Uyên, toát lên một tia lửa sáng chói. Long Uyên rất mạnh, không bị luồng sáng đó đánh gãy, nhưng Triệu Bân thì lại bị chấn động đến hai chân tê dại, ngũ tạng đều nhói đau. Hắn vẫn chưa đứng vững lại thì trưởng lão nhà họ Vương đã phóng đến như một tia sáng, chỉ thẳng vào ấn đường của Triệu Bân. Cút! Triệu Bân hét lớn lên, long ngâm dũng mãnh và võ hồn cộng hưởng với nhau, hiệu quả cực kỳ bá đạo. A! À. Trưởng lão nhà họ Vương rên lên một tiếng khó chịu, đầu óc lập tức choáng váng. Ông ta không kịp trở tay với tiếng hét đó, chỉ là một tên danh cấp chân linh mà sao lại có được sóng âm mang theo sức công phá khủng khiếp đến thế. Chính vì ông ta không kịp phòng bị nên chỉ pháp của ông ta mới không giữ được tốc độ và sự chuẩn xác. Triệu Bân đã nhẹ nhàng né được, hơn nữa còn tặng cho ông ta một trường. Ứ! Lại một tiếng rên đầy khó chịu nữa vang lên. Trưởng lão nhà họ Vương lại thấy kinh ngạc, sức mạnh của trưởng đó không phải là thứ mà một kẻ cấp chân linh có thể đánh ra được, đến cả chân nguyên hộ thể của ông ta cũng suýt chút bị đánh vỡ. Phải biết rằng, ông ta là huyền dương đỉnh cao đấy. Từ khi ông ta tu luyện rồi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ cấp chân linh mạnh như thế. Soạt! Triệu Bân dùng bước phong thần, đuổi theo như một cái bóng, cơ hội ngàn năm khó gặp mà. Nhóc con, lão phu rất khâm phục sự dũng cảm của ngươi. Trưởng lão Vương ra cười một tiếng lạnh lùng, tu vi của huyền dương đỉnh cao rất thâm hậu. Dù đã bị trúng một chiêu hổ gầm long ngâm của Triệu Bân rồi lại trúng thêm trưởng uy long của tay trái nhưng ông ta đã lập tức đứng vững lại, chân nguyên cuồn cuộn bộc phát. Với khí thế như vậy thì sẽ có thể đánh ngã một chân linh ngay, sau đó thì chỉ cần một đòn là có thể tiêu diệt gọn. Ông ta đã nghĩ như thế. Ngặt nỗi, ông ta lại đánh giá thấp Triệu Bân rồi. Khi chân nguyên bộc phát, gặp phải ảo thuật thiên nhãn của Triệu Bân thì chân nguyên cuồn cuộn lập tức tụt giảm khí thế, còn ông ta thì cũng lập tức thất thần. Giây phút này, đối với Triệu Bân mà nói, thế đã đủ rồi, hắn đã tóm được một cánh tay của trưởng lão nhà họ Vương, vung một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi sau đó, một tiếng ầm cực kỳ vui tai đã vang lên. Cao thủ cấp huyền dương đã hoa mắt, chóng mặt, ông ta đã bị đập đến mức chân nguyên hộ thể cũng bị vỡ nát. Hắn ta chỉ là cảnh giới chân linh sao? Vương Dương lảo đảo đứng dậy, vừa hay nhìn thấy cảnh đó thì ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn mà là cấp chân linh sao? Trưởng lão nhà họ Vương cũng kinh ngạc y như thế, chỉ trong vài nhịp thở mà ông ta đã bị đánh bất ngờ ba lần, đường đường là một huyền dương đỉnh cao, dường như đây là lần đầu tiên ông ta chịu thiệt như vậy trước một tên cấp chân linh. Ầm! Trong lúc hai người họ đang kinh ngạc thì lại có một tiếng ầm nữa vang lên. Trưởng lão nhà họ Vương lại bị ném xuống đất lần thứ hai. Trước đó, chân nguyên hộ thể của ông ta vỡ nát, lần này thì ông ta đã bị ngã đến mức đau nhức toàn thân, nếu không nhờ có năng lực đủ mạnh thì e là ông ta đã bị liệt toàn thân rồi. Chuyện này có thể làm lần một, lần hai nhưng lần ba thì đừng mơ.
theo sau tiếng hét của trưởng lão nhà họ Vương, chân nguyên của ông ta liền cuồn cuộn dâng trào, ép đến mức Triệu Bân té nhào. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, bởi vì tại thời khắc bị Triệu Bân nắm lấy cánh tay, trưởng lão Vương gia đã bị gắn bùa nổ. Ông ta thuộc phái kỹ năng, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tấn công kẻ địch. Tuy bùa nổ không thể đả thương được võ tu đạt đỉnh cao của cảnh giới huyền dương, nhưng có thể làm chậm động tác của đối phương. Đồng thời, ba thanh phi đao gắn bùa lôi quang bắn ra đã đồng loạt bùng nổ. Ánh chớp lóe lên cực kỳ chói mắt. Cho dù là cao thủ huyền dương cũng bị ảnh hưởng, hai mắt tối thui. Lần thứ tư rồi, đây là lần thứ tư ông ta bị đánh cho không kịp trở tay rồi. Vẫn còn lần thứ năm. Triệu Bân giống như miếng cao dán phết trên da chó, tiếp tục cúi người áp sát, đập vào mặt ông ta là tiếng rồng gầm hổ gào khiến đầu óc của trưởng lão Vương ra đau như búa bổ. Trong thời khắc choáng váng, lại có đôi bàn tay to lớn ấm áp túm lấy một cánh tay. Kịch bản giống hệt lại được diễn thêm lần nữa. Mặt đất là mẹ, ông ta lại được quay về với vòng ôm của mẹ. Lần này ông ta ngã rất vang, đến mức hộc cả máu. Ma đạo, mở ra. Để duy trì sức mạnh, Triệu Bân cưỡng ép mở ra một ma đạo, hình thái thay đổi rất nhiều, mái tóc dài chỉ trong thoáng chốc đã đỏ như máu, trên mi tâm khắc một hoa văn, chân nguyên cuồn cuộn toàn thân cũng biến thành ma sát, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng giống hệt một đại ma đầu. Đây là lần đầu tiên hắn mở ma đạo khi tác chiến. Không thể không thừa nhận, trạng thái tẩu hỏa nhập ma mang đến sức mạnh mãnh liệt, đủ để hắn trở nên cuồng bạo. Ma đạo, thế mà là ma đạo, nó lấy đâu ra ma đạo? Trưởng lão Vương gia chấn động, nhưng cũng không chấn động quá lâu. Triệu Bân ở trạng thái ma đạo không phải chuyện đùa, hắn không cho ông ta cơ hội nào để nghỉ xả hơi. Đùng, binh, đùng. Những âm thanh ấy vang lên hết lần này đến lần khác, lần sau cuồng bạo hơn lần trước, mà máu của trưởng lão Vương gia cũng phun ra ngày một nhiều, đau đớn đã thành chuyện nhỏ nhặt, xương cốt cũng có chỗ nứt gãy rồi. Hắn là yêu nghiệt ư. Mặt mũi Vương Dương trắng bệch, hai mắt lồi ra, chắc hẳn quá chấn động với hình thái của Triệu Bân mà cảm thấy khiếp sợ, đến độ hắn ta loạng choạng lùi về sau, thậm chí còn quên mất việc xông tới hỗ trợ cho trưởng lão. Từ đó có thể thấy, tâm thế của hắn ta kém cỏi đến đáng thương. Chí ít thì thua xa Triệu Bân. Chỉ với cảnh tượng này đã sợ đến mức ấy, nếu lên chiến trường, hắn ta có đứng vững được không thì không ai biết được. Khi chơi xấu người ta ở thành vong cổ thì hắn ta rất giỏi, chứ ra khỏi thành vong cổ, tên này cũng chỉ là phường giá áo túi cơm. Á! Vương Dương hét lên một tiếng, hắn ta lùi mãi rồi quay người chạy mất. Ngươi, phụt! Trưởng lão Vương gia vẫn đang bị quăng quật bỗng dưng tỉnh hẳn ra rồi phun một búng máu. Chúng ta đáng ra hai đánh một, ngươi đã không giúp thì thôi, mẹ kiếp ngươi lại còn trốn. Vương gia ta tại sao lại chọn ra một thiếu chủ phế vật như ngươi chứ, đánh người này một cái là được, chỉ thế mà ngươi cũng không biết à. Quỳnh! Triệu Bân chân nguyên cuồn cuộn, dồn lực vào eo và chân, không biết đã quật ngã ông ta đến lần thứ mấy. Riêng lần này, kiếm Long Uyên đang cắm trên nền đất bỗng lao tới, giúp hắn giết người. Phụt! Máu me chói mắt, trưởng lão Vương gia bị thanh kiếm đâm xuyên người. Á! Kẻ này cũng rất tàn nhẫn, tại ranh giới của sinh tử, ông ta lựa chọn tự sát luôn. Triệt Bân giật mình bay ngược ra sau, cảnh giới huyền dương mà nổ tung. Cũng không đùa được đâu. Thế nhưng, hắn vẫn chịu dư chấn, bị nổ đến mức lộn ngược ra sau, đâm vào một tảng đá lớn khiến nó nổ tanh bành, có thể nghe thấy rõ âm thanh xương cốt trong cơ thể nứt vỡ, từ trên xuống dưới chảy máu đầm đìa. May mà hắn trốn nhanh trốn sớm. Nếu không chắc chắn cũng bị nổ tung thành một đống thịt vụn. Tuy thương tích khá nặng, nhưng chiến tích vẫn đáng kể. Võ tu cảnh giới chân linh ép một cao thủ đạt đến đỉnh huyền dương phải tự phát nổ, chắc hắn là người đầu tiên. Mà trưởng lão Vương gia đến chết vẫn còn buồn bực, ông ta từng nghĩ đến vô số cách chết đi, được chết trong yên bình, bị kẻ thù mưu sát, bị sát thủ hành thích. Chỉ riêng có việc tự phát nổ. Lại còn bị võ tu chân linh ép buộc giường khiến mấy chục năm cuộc đời của ông ta biến thành trò hề. Người đầu tiên, trên con đường phục thù. Triệu Bân cắn chặt khớp răng, triệu hồi kiếm Long Uyên, lảo đảo chạy thẳng về phía Vương Dương tháo chạy. Cho dù chỉ còn nửa cái mạng,
hắn vẫn có thể tiêu diệt Vương Dương, tu vi chỉ là một phần của thực lực, tâm thế khi chiến đấu cũng rất quan trọng. Riêng điều này, hắn chắc chắn có thể đè bẹp thiếu chủ Vương gia. Á! Dọc đường tháo chạy, Vương Dương hét ầm lên vì sợ. Ám hại người khác, hắn ta cũng có bản lĩnh lắm. Lúc bắt đầu chạy trốn, hắn ta cũng chơi rất nổi, chỉ có ba lá bùa tốc hành đã được dán hết lên người, biến mình thành một bóng đen xuyên qua núi non, vượt qua thung lũng, chạy qua sông dài, xẹt qua một khu rừng đen thùi lùi, trên đường không biết đã va phải bao nhiêu cây cối và đá tảng, tiếng binh binh vang lên không ngớt. Mà Triệu Bân cũng đuổi theo nhờ vào âm thanh này, hắn dốc vào bụng không chỉ một ngụm linh dịch. Vết thương bên ngoài còn đỡ, chứ nội thương không thể nào lành được, đến cả trạng thái ma đạo cũng giảm bớt khá nhiều. Chiêu tự phát nổ của trưởng lão Vương gia, đối với hắn mà nói, có thể nói là đòn tấn công mang tính hủy diệt. Đêm này dài đằng đẵng. Âm thanh đùng đùng không biết đã ngớt từ bao giờ. Vương Dương đã dừng, hắn ta đang chống tay vào một gốc đại thụ mà thở dốc, ba lá bùa tốc hành trên người đã mất đi ánh sáng rực rỡ, hết sạch tác dụng. Nửa sau của đêm nay, hắn ta phải dùng chân nguyên để trợ giúp cho việc chạy trốn, cả đêm chạy hàng trăm dặm, thậm chí đến khi chân nguyên cũng cạn kiệt mới dừng lại. Khiếp sợ, hắn ta vẫn còn khiếp sợ. Một bông hoa lớn lên trong nhà kính, quãng đường xa nhất mà hắn ta từng đi cũng chỉ là thành Xích Dương, đã vậy còn được trưởng lão trong tộc bảo vệ, nào đã từng chứng kiến sóng to gió lớn. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát, với tâm thế như thế này. Chắc chắn lãnh địa mà hắn ta có thể lăn lộn cũng chỉ giới hạn trong một tòa thành thôi. Chắc hẳn vẫn chưa đuổi tới. Vương Dương thầm nghĩ, thở không ra hơi. Keng! Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy một thấy tiếng gầm, trong bóng tối có một luồng sáng màu tím ập tới. Là kiếm Tử Tiêu. Triệu Bân đuổi tới nơi, từ đằng xa đã dùng võ hồn điều khiển kiếm tấn công. Vương Dương lập tức biến sắc, đột ngột xoay người. Vô thức chắn kiếm ngang mặt. Rắc, keng, phụt. Ba âm thanh này lần lượt vang lên. Cây đại thụ mà Vương Dương chống vào đã bị chém ngang lưng, kiếm Tử Tiêu chém ngay xuống thanh kiếm của hắn ta, âm thanh leng keng giòn giã khiến hắn ta lộn nhào, giữa chừng còn có một búng máu phun ra. U. Đến lúc này, Triệu Bân mới dừng lại, bước từng bước ra khỏi bóng tối, người chưa đến đã nghe thấy tiếng gào thét u do ma sát gây ra. Mà hắn giống như một ma đầu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, từ trên xuống dưới toàn là máu tươi, giống như một kẻ làm từ máu. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Vương Dương kinh hãi, ngồi bệt xuống đất rồi lùi ra sau. Triệu Bân đi một bước, hắn ta sẽ lùi một bước, trong mắt hắn ta, Triệu Bân không phải người nữa rồi, mà là một tử thần sẽ lôi mình vào âm tào địa phủ. Chừng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được hơi thở chết chóc. Khiến người ta nghẹt thở. Triệu Bân nghẹn lời, sách kiếm Long Uyên đang nhỏ máu, sát khí đằng đằng. Thí chủ, phải có lòng khoan dung. Một âm thanh đột nhiên vang lên giữa núi rừng u ám. Chớ nói đến Vương Dương, ngay cả Triệu Bân cũng không nhận ra ở nơi này còn người thứ ba. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của phụ nữ, một cô gái xuất hiện như bóng ma, cô ta cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc đen mượt mà như nước chảy, bộ đồ trắng bay lên nhẹ nhẹ. Dưới ánh trăng cô gái chẳng khác gì một tiên nữ hạ phàm, thanh tao thoát tục, không vướng bụi trần. Người nhà Phật. Triệu Bân lẩm bẩm, thoạt nhìn là thấy ngay trên cổ tay của cô gái có đeo một chuỗi tràng hạt. Chắc cô ta thường xuyên thiền định trước tượng Phật, trên người phảng phất mùi hương khói, thỉnh thoảng còn toát ra hào quang của Phật, dường như còn thấp thoáng nghe thấy tiếng niệm kinh vang lên. Cổ xưa, xa xôi và cũng rất nghiêm trang. Thí chủ, tha được cho người ta thì hãy tha đi. Đôi môi mỏng của cô gái hé mở, cô ta duyên dáng nói. Sao người xuất gia đều từ bi như thế nhỉ? Không biết được nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên họ nhân từ. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi rút kiếm ra, đâm qua như một cơn gió. Triệu Bân hắn nhất định phải lấy mạng Vương Dương, dù Phật tổ có đến thì cũng vô dụng. Ây! Cô gái than thở, đưa một tay lên, bấm ngón tay lại như Phật rồi lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Đấy là chú Đại Bi, giọng của cô ta không chỉ Phật âm mà còn cực kỳ có ma lực. Triệu Bân hừ một tiếng khó chịu rồi lập tức lảo đảo. Lần đầu tiên đối đầu với người của nhà Phật, hắn mới biết được sự đáng sợ của tín đồ cửa Phật.
Phật âm như tiếng chuông đồng, không ngừng đánh vào trong đầu óc hắn, khiến tinh thần rối loạn. Ngoài ra, đến cả sát khí cuồn cuộn khắp người cũng bị chú Đại Bi đánh tan đi rất nhiều, trạng thái bị ma hóa cũng có dấu hiệu sắp biến mất, đúng là ma và Phật đối lập với nhau, trời sinh đã tương khắc. Cũng vì tu vi của cô gái cao hơn hắn, là tầng thứ nhất của cảnh giới huyền dương. Hơn nữa, còn không phải là huyền dương sơ cấp bình thường, không phải cấp độ mà Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím có thể bì được. Còn hắn thì đến giờ vẫn còn đang sống dở chết dở. Phá! Triệu Bân hét lớn lên, dùng long ngâm hổ gầm cự lại chú Đại Bi. Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Cô gái nhẹ nhàng nói, cô ta đến như một bóng ma, đi cũng như một bóng ma. Triệu Bân vẫn chưa kịp đứng vững lại thì cô ta đã biến mất dạng rồi. Lúc cô ta xuất hiện lại thì đã đứng trên lưng một con bạch hạc, cô ta đã đưa Vương Dương cùng đi. Không được đi. Triệu Bân cầm kiếm đuổi theo. Khổ nỗi hắn bị thương quá nặng, vừa mới bước tới một bước thì đã thoát khỏi trạng thái ma hóa, vì bị thương nặng, hắn giống như mất hết sức lực, gục đầu xuống đất. Cấm thuật cũng có điểm bất cập, lúc ma hóa thì bùng phát, lúc thoát ra thì cạn kiệt sức lực. Xương khớp toàn thân, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều như đang bị lửa dữ đốt cháy. Ta sẽ đuổi theo dù đến chân trời góc biển, cho đến khi ngươi chết mới thôi. Triệu Bân giận dữ nhìn lên bầu trời, máu tươi lại chảy từ miệng ra. Bạch hạc trên bầu trời giống như một chiếc cầu vồng màu trắng, càng bay càng xa. Cảm ơn tiên tử đã cứu giúp. Vương Dương chắp tay, run rẩy, hắn ta đã sợ đến thót tim. Gọi ta là Bát Nhã được rồi, cô gái mỉm cười. Bát Nhã, tên hay thật, Vương Dương không ngốc, biết lựa lời hay để nói. Ngươi muốn đi đâu, ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Thiên Tông, thủ đô. Vậy thì ngươi và ta có chung điểm đến rồi. Bát Nhã mỉm cười và nhẹ nhàng nói, sau đó dán lên người bạch hạc hai lá bùa tốc hành. Rừng cây u tối. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên tảng đá. Tiếng xương khớp va vào nhau không ngừng vang lên, hắn uống linh dược rồi luyện thể mấy lượt, chân nguyên đã được hồi phục tối đa. Chỉ có điều, nội thương vẫn còn đó, dù chân nguyên có bồi dưỡng cho cơ thể nhưng vẫn không cầm được máu từ miệng chảy ra, đúng thật là ra khỏi nhà thì đâu đâu cũng có biến cố tiềm tàng. Nếu không phải vì cô gái đó nhúng tay vào thì hắn đã tiễn Vương Dương xuống suối vàng rồi. Trời dần sáng, hắn mới đứng dậy, triệu hồi đại bằng, tức tốc đuổi theo. Khổ nỗi đuổi theo mất 3 ngày mà cũng không thấy cô gái nhà Phật và Vương Dương ở đâu cả. Định mệnh sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Nguyệt Thần đã từng nói, hễ đến đường cùng mà vẫn có lối thoát thì chắc chắn là vận mệnh sẽ thay đổi, Vương Dương là ví dụ rõ ràng nhất. Người xưa có nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, là hắn đã đánh giá thấp vận may của Vương Dương. Hắn lại tiếp tục lên đường từ Nam ra Bắc. Đã mất hết nửa tháng mà đường vẫn còn xa thăm thẳm. Vì lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ rộng lớn, với đôi chân của hắn và tốc độ của Đại Bằng, không tốn vài tháng thì không thể đến được thủ đô, mà đó là còn phải đi xuyên ngày xuyên đêm nữa, vì khoảng cách quá xa. Buổi tối, hắn dừng chân ở một thành nhỏ. Nói là thành nhỏ thì cũng không đúng, mà nên nói là một thành cỡ trung mới chuẩn. Có điều, dưới ánh trăng, thành thị này vẫn rất náo nhiệt, ai cũng nhiệt tình, vừa bước lên phố là đã nghe thấy tiếng giao bán xôn xao. Rất nhiều người với dáng vẻ mệt mỏi cũng đang vội lên đường, phần lớn đều là người đến kinh đô. Có dược hoàn chân nguyên không? Triệu Bân vào một tiệm thuốc, suốt chặng đường hắn phải đi liên tục, không nghỉ ngơi nên đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Chủ yếu là vì linh dịch trong hồ lô nhỏ đã sắp cạn kiệt rồi, cần có dược hoàn bổ sung gấp. Tu luyện tốn tiền, đi đường cũng vậy. Nhưng số bạc trong nhẫn ma của hắn đã không còn đủ dùng. E là dù chưa đến Kinh Đô và Thiên Tông thì hắn đã cháy túi rồi. Ra khỏi nhà thì mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, không có gia tộc chống lưng, hắn cũng hết cách, chỉ có thể dùng bùa chú đổi bạc, những thứ như thế thì có thể đổi được khá nhiều tiền. Hả? Hắn vừa mới ra khỏi tiệm thuốc thì nhận thấy một hơi thở quen thuộc. Đó là Thanh Giao con gái của Yến Thiên Phong của Thành Thanh Phong, theo bên cạnh cô ấy còn có 3 người lớn tuổi. Không cần hỏi cũng biết là họ muốn đến Thiên Tông ở Kinh Đô, con gái của thành chủ có thiên phú không tệ, bối cảnh gia đình cũng không phải là dạng vừa, giờ đã là cô ấy cấp huyền dương rồi. Với tư chất của Thanh Giao thì chắc là có thể thi đậu vào Thiên Tông. Dù cho không đậu thì cũng có Yên Thiên Phong lo lót,
họ đâu có thiếu tiền. Hả? Thanh Giao bỗng liếc mắt, quay đầu nhìn Triệu Bân. Đáng tiếc, Triệu Bân trùm huyền bào tỷ thế, che giấu khí thức nên đừng nói là cô ấy, dù là ba ông già theo sau cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Cô ấy chỉ thấy tướng tá của hắn trông khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ có điều nhất thời không nhớ ra được là ai. Người quen không chỉ có một, còn có cả Vũ Văn Hạo của thành Xích Dương. Tên đó khá kín đáo. Hắn ta và mấy lão già theo sau đều mặc áo đen, nhưng bọn họ không thể tránh được thiên nhãn. Bọn họ đến đây để du sơn ngoạn thủy và cũng giống như Thanh Giao, họ đang hướng về Thiên Tông. Trông dáng vẻ nhàn nhã, đắc ý của đối phương thì biết là đã nắm chắc kết quả, cha hắn ta đã giúp đỡ, lo lót sẵn hết rồi. Đạo hữu cần bảo bối không? Lúc Triệu Bân đang đi thì đột nhiên có người chặn đường lại, đó là một thanh niên trông đứng đắn, ăn mặc cũng rất nho nhã, tay trái đeo một chiếc hoa tai bằng bạc, chứng tỏ hắn ta có một trái tim không chịu cô đơn. Hắn ta vừa nói vừa rút một bình ngọc nhỏ từ trong tay áo ra. Thứ được chứa trong chiếc bình chẳng phải thứ gì đàng hoàng mà chính là cực lạc tán. Triệu Bân không trả lời, cũng không bỏ đi, hắn không nhìn chiếc bình ngọc nhỏ mà nhìn chiếc hoa tai của người thanh niên. Hoa tai không phải thứ gì hiếm thấy nhưng chữ cổ khắc trên hoa tai đó lại là bảo bối, đó là độn giáp thiên tự. Ngay lúc đó, hai chữ cổ trên kiếm Long Uyên của hắn cũng rung lên, dường như giữa các thiên tự có cảm ứng lẫn nhau. Nhưng kỳ lạ là người thanh niên đó lại không có cảm giác gì. Dược lực mạnh lắm, uống một bình thì đến thần tiên cũng phải quỳ. Người thanh niên cười tít mắt, trông thì giống người nghiêm túc nhưng sự thật lại không đàng hoàng. Hoa tai của ngươi có bán không? Triệu Bân lạnh lùng hỏi. Cái này là vật gia truyền của nhà ta. Câu trả lời của người thanh niên đúng như suy đoán của Triệu Bân. Gặp tình huống thế này thì ai cũng sẽ nói cho sang để sau đó còn trả giá. Giá cả có thể thương lượng. 5.000 lượng. 500. Người đâu phải đang trả giá, đó là đang ăn cướp mà, người thanh niên quát. 800. Chắc giá. Cả hai đều đồng ý. Cuộc giao dịch này đã hoàn thành trong vui vẻ. Triệu Bân lấy hoa tai rồi chạy thẳng về nhà trọ. Tối nay có rất nhiều khách đến ghé thăm ngôi thành không tên tuổi này. Không ai dám xem thường họ, hễ là người mặc áo đen thì không có ai là hạng vô danh tiểu tốt, tất cả đều là người có tên tuổi. Triệu Bân ngồi xếp bằng trong phòng. Thiên tự trên hoa tai đã được hắn luyện ra, khắc lên trên Long Uyên. Long Uyên rung lên ù ù, ba chữ độn giáp thiên tự có khả năng cảm ứng của riêng mình, chữ nào chữ nấy sáng lấp lánh, hơn nữa, còn có thiên âm cổ xưa vang lên khiến tâm trạng người ta bất giác cảm thấy mê mẩn, dường như còn có thể thấp thoáng nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn thì Triệu Bân đã ra khỏi nhà trọ. Đại bằng hót lên một tiếng rồi lại phóng lên trời cao như một tia sáng đen. Triệu Bân ngồi nghiên cứu sơ đồ xe bắn tên trên lưng đại bằng, đồng thời cũng vừa luyện thể vừa tế luyện khí huyền hoàng trong đan điền. Đã lâu vậy rồi, nó cũng đã bắt đầu giãn ra, cũng tức là việc luyện hóa nó hoàn toàn chỉ còn là vấn đề về thời gian, uy lực của nó nhất định rất bá đạo. Chắc vì mãi chìm đắm vào việc đó nên hắn đã quên mất thời gian. Chớp mắt, trời đã tối, trăng đã lên cao. Đại bằng đột ngột rít lên, kéo hắn về lại với thực tại. Không phải vì đã đến giới hạn thời gian của đại bằng mà là con thú thông linh của hắn đang âm thầm biến đổi. Những chiếc lông tạp nham đang rụng từng mảng và có lông vũ mới mọc lên, hơn nữa, mỗi mảng đều điểm một chút màu vàng kim nhạt. Mặc dù vừa nhìn vẫn giống với chim dại nhưng nhìn từ xa thì cứ như nó đang khoác trên mình một chiếc áo khoác màu vàng kim. Bù! Ngoại trừ đại bằng ra thì chỉ có Triệu Bân nghe thấy âm thanh cực nhỏ đó. Đại bằng đã thăng cấp. Tính theo cấp võ tu thì nó đã là thú thông linh cấp bậc huyền dương rồi. Vù! Có lẽ nhờ khế ước nên Triệu Bân cũng bất ngờ thăng cấp. Chuyện này khiến hắn hơi bất ngờ, hắn cũng chỉ mới tăng lên cấp chân linh tầng 7 được 2-3 tháng, không ngờ giờ lại đột phá, còn không hề có dấu hiệu báo trước nữa. Theo như tính toán của hắn thì ít nhất cũng phải mất nửa năm. Khế ước không bình thường giữa hắn và Đại Bằng đã mang lại cho hắn một cơ duyên bất ngờ. Quạc quạc. Tiếng kêu của đại bằng mang theo rất nhiều niềm vui. Bản thân nó tăng tu vi, Triệu Bân cũng đột phá cảnh giới, song hỷ lâm môn khiến con chim hoang dại này vui mừng đến mức bay loạn khắp bầu trời như một tia sáng đen được nhuộm vàng, thời gian thông linh cũng được kéo dài không ít.
ngoài ra còn có thần thông. Đôi mắt của nó trở nên tinh tường giống chim ưng, lại còn có thể bắn ta tia chớp. Triệu Bân cũng mỉm cười, cầm chiếc lông vũ của nó lên, chờ đợi ngày đại bằng sải cánh. Quạc! Trong lúc cả hai đang vui mừng thì bỗng dưng có một tiếng ưng kêu vang lên. Triệu Bân vẫn chưa kịp quay lại thì mắt đã thấy một cầu vồng trắng, băng ngang qua trời từ chỗ cách hắn không xa. Thanh giao! Triệu Bân lẩm bẩm, hắn nhìn thấy khá rõ ràng. Quạc! Hắn vẫn chưa dứt lời thì âm thanh lại vang lên lần nữa. Sau khi thanh giao bay vút qua, phía sau có một con huyết ưng đuổi theo, trên lưng huyết ưng là một lão già mặc áo đen, nếu hắn không nhìn nhầm thì đó là một trong số những hộ vệ đi theo Vũ Văn Hạo. Cảnh tượng đấy đã rất rõ ràng, thanh giao đang bị đuổi giết. Triệu Bân đứng dậy, đại bằng cũng hiểu ý, đuổi theo bọn họ. Sau khi tăng lên cấp huyền dương, tốc độ của đại bằng cũng nhanh hơn rất nhiều, cộng thêm bùa tốc hành nữa thì tốc độ của nó lại càng tăng thêm. Trên bầu trời rộng lớn, nó bay vút theo một đường cong tuyệt đẹp, Triệu Bân vẫn chưa kịp thích ứng, suýt chút ngã xuống, nếu là đại bằng cánh vàng thật sự thì chắc có thể bay cả mấy chục ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Ngươi không thoát được đâu. Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng hét của người đàn áo đen. Nếu đã là hộ vệ của Vũ Văn Hạo thì chắc đó là ý của Vũ Văn Hạo rồi. Cũng giống như Hán Triều, tên đó cũng là tên thù dai. Thanh Giao không đáp lại, chỉ ôm vai trái, đứng trên lưng Vân Hạc, cơ thể mảnh mai còn nhuốm đầy máu, có vẻ như trước khi bị truy sát, cô ta đã trải ra một trận ác chiến, vì không phải là đối thủ nên mới tháo chạy. Có người đẹp như thế này thì tối nay lão phu không phải cô đơn rồi. Người áo đen cười gian xảo, ánh mắt đen tối không thể che giấu nổi vẻ dâm tà. Keng! Ông ta vừa dứt lời thì lập tức vung cánh tay lên, một luồng kiếm khí cực mạnh chém về phía Vân Hạc của Thanh Giao. Bụp! Vân Hạc trúng đòn, bị chém đứt một cánh. Thanh Giao lảo đảo, ngã khỏi tọa kỵ của mình. Bụp! Huyết ưng của lão già mặc áo đen cũng bị chém đứt cánh. Có lẽ vì ông ta đã dồn hết sự chú ý lên Thanh Giao nên đã quên cảnh giác phía sau. Cùng lúc ông ta tấn công Vân Hạc của Thanh Giao thì huyết ưng cũng bị thương. Đương nhiên là đây do Triệu Bân và Đại Bằng đang đuổi theo gây ra, đấy là luồng kiếm khí sấm sét cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng chặt đứt một cánh của huyết ưng. Tình huống hơi sượng sùng. Thanh Giao ngã xuống, lão già áo đen thì cũng lảo đảo rồi rớt theo. Lúc rơi trong không trung thì ông ta mới nhìn thấy Triệu Bân, khuôn mặt già nua đầy vẻ tức giận. Nửa đêm nửa hôm mà lại diễn vở bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Chuyện khiến người ta nổi điên là kẻ đánh lén ông ta lại là một tiểu bối cấp chân linh. Thiên lôi trận. Đại bằng lao xuống, còn Triệu Bân thì giơ cao kiếm Long Uyên. Thiên lôi trận không chỉ có thể dùng trên mặt đất mà còn có thể dùng được trên không. Hoặc cũng có thể nói là Triệu Bân đã vận dụng trận pháp này đến mức tinh tế nhất, nếu như vào ngày mưa dông, mượn uy lực của sấm chớp nữa thì sức sát thương sẽ càng mạnh. Keng! Triệu Bân chỉ kiếm xuống phía dưới xa. Lập tức, rất nhiều lưỡi kiếm rơi xuống dập trời như mưa, lưỡi nào cũng mang theo lôi điện, giống như đang có sấm chớp. Còn về uy lực thì phải nói là cực kỳ bá đạo. Sắc mặt của lão già áo đen liền trở nên khó coi, rơi vù từ trên không trung xuống. Nếu ở trên mặt đất thì đương nhiên ông ta không sợ trận pháp này, vấn đề là đang ở trên không trung, không thể đứng vững được. Không phải ai cũng có bùa chú có thể bay lơ lửng trên không. Chớp mắt, lưỡi kiếm sấm sét đã đến. Lão già áo đen nghiến răng, phóng chân nguyên hộ thể ra, giờ ông ta đã là tấm bia sống, chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Chân nguyên hộ thể của cao thủ huyền dương đỉnh cao nhất rất kiên cố, những lưỡi sấm sét lần lượt phóng qua như tia chớp nhưng khi chém lên áo giáp chân nguyên, nó chỉ tạo ra những tia lửa sáng chói. Dựa vào ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương sao? Lão già áo đen lại cười gian xảo. Triệu Bân thấy vậy liền búng người, nhảy từ trên không xuống. Vẫn là kiếm được bao phủ bởi sấm sét nhưng hắn còn cầm thêm hai lá bùa tốc hành nữa. Nhìn từ xa, hắn đã không còn giống một con người mà giống như một tia lửa điện. Triệu Bân. Thanh Giao đang rơi từ trên không xuống cũng ngây mặt ra. Cô ấy nhận ra sấm sét của Triệu Bân, có một cảm giác cực kỳ bá đạo. Keng.
Triệu Bân khi đêm đến bỗng chốc trở thành lôi quang chói mắt nhất dưới ánh trăng, như một vầng sáng đỏ rơi thẳng từ trên trời xuống, bùa tốc hành hỗ trợ cho gió, gió hỗ trợ lôi thế, lôi hỗ trợ kiếm uy, một kiếm giáng từ trên trời xuống cũng là một nhát kiếm thiên lôi, sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ. Thì ra là thiên lôi. Ông lão áo đen đang rơi xuống giữa không trung híp mắt lại thành một đường. Ông ta đã quá khinh thường tên võ tu đó rồi, có thể tạo ra sức mạnh bá đạo như thế, ông ta có thể cảm nhận được khí thế của nhát kiếm này, nói không chừng có thể phá vỡ chân nguyên hộ thể của ông ta, hoặc là làm ông ta bị thương nặng. Nhát kiếm mạnh thật. Thanh Giao cũng nhếch môi, nếu không chính mắt nhìn thấy thì cô ấy cũng không biết Triệu Bân lại có sức mạnh lớn như thế. Hu hu. Hai người đang khiếp sợ thì tiếng lệ quỷ vang khắp trời cao. Là Triệu Bân vừa mới mở ma đạo để lấy sức mạnh khổng lồ bổ sung vào sức mạnh của nhát kiếm, hắn muốn có được đòn tấn công mạnh nhất, tiếng kêu rên của lệ quỷ xuất phát từ sát khí ma cuồn cuộn, nếu một giây trước hắn vẫn là một vị thần từ trên trời giáng xuống thì sau một giây, hắn đã từ thần biến thành ma. Ma đạo. Ông lão áo đen và Thanh Giao hoảng hốt, vấn đề ở đây là hình dạng của Triệu Bân lúc này quá đáng sợ, cùng với sức mạnh ma đó, thô bạo, máu tanh, ngông cuồng. Dù nhìn thế nào cũng thấy giống một tên ma đầu. Sợ, ông lão áo đen sợ, tốc độ rơi xuống lại càng nhanh hơn. Nhát kiếm của Triệu Bân quá mạnh mẽ, dù ông ta là huyền dương cấp cao nhất thì cũng bị thương nặng. Tiếc là dù ông ta có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể tránh đi được. Hay có thể nói là nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân tập trung vào ông ta rồi nên dù thế nào cũng sẽ trúng mục tiêu. Keng. Tiếng kiếm cực kỳ chói tai. Triệu Bân đã chém tới, một kiếm chém vỡ chân nguyên hộ thể của ông ta. Phụt. Màu máu đó thật chói mắt. Ông lão áo đen bị một kiếm xuyên thủng, rơi xuống lại càng nhanh, cùng rơi xuống với ông ta chính là Triệu Bân. Đến tận lúc này, kiếm Triệu Bân vẫn còn cắm trong người ông lão áo đen, tia lửa điện xé rách. A. À. Ông ta nổi giận. Chân nguyên cuồn cuộn như muốn phá vỡ cơ thể Triệu Bân. Xoẹt. Triệu Bân đã đoán trước việc này, vội vàng giơ chân đá vào bụng ông ta, sau đó bắn ngược lên, bay ra một hướng khác, đúng lúc đại bằng bay tới vững vàng đón được hắn, chủ nhân và thú thông linh phối hợp cực kỳ ăn ý. Ông lão áo đen cũng cực kỳ thê thảm, đang lơ lửng giữa không trung và rơi xuống, trúng một nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân. Sau đó lại trúng thêm một cú đá từ hắn khiến ông ta như tảng đá nặng rơi xuống. Rầm. Tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Đá vụn cứ bay lung tung, ông ta vẫn có thể đứng dậy được, cả người là máu và xương, lảo đảo, vết thương nặng đến mức nào chắc cũng chỉ có mình ông ta biết, rơi xuống từ độ cao như thế, cộng thêm vết thương nặng liên tục kéo đến, xương cốt, kinh mạch trong người ông ta không biết đã gãy bao nhiêu rồi. Sở dĩ vẫn đứng dậy được là nhờ chân nguyên chống đỡ, chưa rơi xuống thành một đống thịt nát xương tan đã là kỳ tích. Rầm, rầm. Triệu Bân đến, Thanh Giao cũng đến, một trước một sau dừng lại. Triệu Bân, ngươi là Triệu Bân. Ông lão áo đen ho ra máu, nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Ông ta có nghe nói về thiếu chủ Triệu gia có sức mạnh lôi điện ánh kim không hề tầm thường, nhưng với thân phận bây giờ thì Triệu Bân phải ở thành vong cổ mới đúng. Gia tộc xảy ra biến cố lớn, phụ thân chết thảm, mẫu thân bị bắt đi nhưng vẫn cố tình chạy đi vòng vòng, không biết là vô tình hay sao lại để ông ta đụng phải. Dù bị thương nhưng lão phu vẫn là huyền dương cao nhất, chỉ với các ngươi mà đòi giết chết ta ư. Ông lão áo đen hừ lạnh, thể hiện tất cả khí thế của mình, đơn giản chỉ để hù dọa, thật ra khí thế đó cũng chỉ là những cố gắng cuối cùng của ông ta để hù dọa Triệu Bân và Thanh Giao thôi, nếu đánh thật thì ông ta cũng đã mất đi sức chiến đấu. Kinh mạch gân cốt đứt gần hết, tất cả đều nhờ vào chân nguyên giúp ông ta đứng đây mà thôi. Lừa gạt thì phải làm cho nó chuyên nghiệp. Nhưng dù ông ta đã cố ra vẻ đến thế thì vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân. Phập, phập. Triệu Bân và Thanh Giao không nói nhiều, nhanh chóng lấy kiếm ra, một người đâm thủng từ ngực ra sau lưng, người kia lại xuyên từ lưng tới trước ngực, không nhiều lời vô nghĩa, lập tức giết chết. Bấy giờ, thế giới chìm vào yên tĩnh. Lấy tiền tài của ông ta, tiện thể hủy thi diệt tích, hai người lên đại bằng bay vọt lên cao. Đến lúc này Triệu Bân mới xua tan ma đạo. Có lẽ do ở trong trạng thái ma hóa trong thời gian ngắn như thế nên phản ứng cắn trả không đến nỗi đáng sợ,
chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu, nhưng vì trận chiến này, nội thương vẫn chưa khỏi lại nặng thêm, trạng thái mệt mỏi vì bị thương hiện rõ trên mặt hắn không cách nào che giấu. Cảm ơn. Thanh Giao khẽ nói, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Theo những gì cô ấy biết, thiếu chủ Triệu gia là người phong nhã hào hoa. Thế mà lần này gặp lại hắn đã không còn sức sống của ngày đó, mái tóc rối tung, mặt đầy râu, trông như một người đã trải qua phong ba bão táp, có thêm cả sự tiêu điều mà tuổi này không nên có. Mấy ngày nay ngươi đã phải trải qua những điều gì? Dưới ánh trăng, cô ấy giơ tay lên theo bản năng, muốn gạt sợi tóc dài che khuất gương mặt hắn, cũng muốn chạm vào gương mặt đó, muốn lau đi những thứ dơ bẩn kia, muốn giúp hắn xóa nhòa vẻ tiêu điều đó. Triệu Bân lại như một bức tượng đá, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng thể thấy chút cảm xúc nào của con người. Sự lạnh lùng của hắn khiến cánh tay Thanh Giao giơ lên lại nhẹ nhàng đặt xuống, cô ấy khẽ nói, ta có nghe nói chuyện của cha mẹ ngươi, ta có đến thành Vong Cổ, Triệu gia. Thanh Giao không nói thêm nữa. Triệu Bân vẫn không nói một lời nào, chỉ cười một cách miễn cưỡng. Nén đau thương. Thanh Giao cụp mắt. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ gói gọn lại trong mấy chữ. Dưới ánh trăng, Đại Bằng đã bay đến một khu núi rừng. Hai người không đi nữa mà tự tìm một tảng đá lớn khoanh chân ngồi chữa thương. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau lại vang lên ngắt quãng, nó đến từ cơ thể Triệu Bân. Có thể thấy cánh tay trái của hắn lại hiện lên hình vẽ kỳ lân, nhưng lần này kỳ lân lại dần dần dịch chuyển vị trí. Từ cánh tay trái chuyển đến ngực và lưng hắn, chiếm hơn nửa người hắn. Gia chủ tân nhiệm của Triệu gia quả nhiên có tài năng thiên phú. Sau nhiều ngày tìm hiểu, hắn lại nâng kỳ lân quyết lên một tầng mới. Trước đó, kỳ lân trên tay chỉ giúp mỗi cánh tay trái có sức mạnh tràn trề. Mà nay, sức mạnh của cánh tay trái ấy đã được hắn đưa đến toàn thân. Hay có thể nói hắn là biến tay kỳ lân thành cơ thể kỳ lân. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh thì chắc sẽ vui mừng lắm, một giọt máu thương long tạo thành kỳ lân quyết, một kỳ lân quyết tạo thành tay kỳ lân, nhưng đồ đệ của cô ta còn đáng sợ hơn những gì cô ta tưởng, dùng cánh tay kỳ lân luyện thành cơ thể kỳ lân, có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau vẫn chưa kết thúc. Triệu Bân nhắm chặt hai mắt, ý thức cũng chìm vào đó, cố gắng đục khoét hết sạch tiềm năng của kỳ lân quyết, lột xác thành cơ thể kỳ lân, tứ chi. Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch và thậm chí là mỗi một giọt máu đều chất chứa sức mạnh, dù không thể mạnh bằng lúc ma hóa nhưng cũng có thể nói là một trạng thái cực kỳ bá đạo. Vấn đề là, trạng thái cơ thể kỳ lân này không hề bị cắn trả. Thế thì, nếu như mở ma đạo trong trạng thái này, sức mạnh sẽ vượt trội hơn bao giờ hết. Khi Thanh Giao mở mắt một lần nữa thì Triệu Bân đã không còn ở đó khiến cô ấy cực kỳ kích động. Như thể vừa mới đánh mất một bảo vật quý giá gì đó. Dùng hết sức để tìm kiếm Triệu Bân, vài giây sau mới nhìn thấy Triệu Bân đang đứng trên một đỉnh núi. Khi lên đến nơi mới biết trên đỉnh núi không chỉ có mình Triệu Bân mà còn có cả chiếc quan tài băng. Là quan tài băng, Liễu Tâm như bị đóng băng bên trong, chìm dưới ánh trăng trông cực kỳ rạng rỡ, đó là cách tẩm bổ bằng cách đặt quan tài dưới trăng mà Triệu Bân tìm được trong sách cổ. Làm thế sẽ hỗ trợ cho Liễu Tâm như thức tỉnh sớm hơn. Mỗi khi màn đêm tĩnh lặng đến, hắn đều mang quan tài ra đặt dưới ánh trăng. Đây! Thanh Giao che miệng theo bản năng. Cô ấy biết phụ thân Triệu Bân bị ép tự sát, mẫu thân bị người bắt đi nhưng không biết là thê tử hắn cũng thành người thực vật. Thảo nào hắn lại có vẻ tiêu điều như thế, gặp phải bao nhiêu cú sốc như vậy, một gia đình đang yên đang lành lại tan thành từng mảnh, hắn đã đau lòng biết bao nhiêu. Nếu là cô ấy thì chắc đã suy sụp mất rồi. Dưới ánh trăng, Triệu Bân quan sát chiếc quan tài. Cuộc sống sau này, hắn cũng sẽ lẳng lặng ngắm nhìn như thế. Trong một khoảnh khắc, hắn ngước lên nhìn bầu trời, ánh sao lấp lánh, hai mắt hắn chợt thay đổi, nói chính xác hơn là thiên nhãn mắt phải dần mất đi con ngươi nhưng thiên nhãn bên trái lại dần xuất hiện ấn ký mặt trời. Đúng vậy, hắn đã chuyển một thiên nhãn từ mắt phải sang mắt trái. Chẳng vì gì cả, chỉ vì hắn muốn che giấu thân phận của mình. Hắn đi báo thù, tuyệt đối không thể để người ngoài nhận ra hắn chính là Triệu Bân để tránh cho Triệu gia bị ghi thù. Trước khi có được tu vi tối cao, hắn sẽ dùng một thân phận khác,
một thân phận chẳng hề liên quan đến Triệu gia và Triệu Bân. Đổi mắt trái phải cũng chỉ là bước đầu tiên. Sau đó là tên của hắn, hơi thở, hành động, dáng vẻ. Tất cả mọi thứ có liên quan đến Triệu Bân và Triệu gia đều thay đổi hết. Vẫn là câu đó, hắn không phải là người cô đơn, hắn chẳng những phải báo thù mà còn phải bảo vệ Triệu gia. Cả tộc trưởng của Triệu gia, đó cũng là sứ mệnh của hắn. Màn đêm dần tan biến. Phía đông dần lộ ra ánh mặt trời lấp ló sau rặng mây đỏ, Triệu Bân vung tay cất quan tài băng đi. Đến lúc này Thanh Giao mới đi tới, đi về hướng bắc. Người cũng đến Thiên Tông ư? Triệu Bân khẽ gật đầu. Thanh Giao muốn hỏi nhưng định nói rồi thôi, Triệu Bân khẽ gật đầu, dường như nó đã chất chứa rất nhiều hàm ý trong đó, rõ ràng cô ấy cảm nhận được sát ý, tuy chỉ là một ít thôi nhưng lại khiến linh hồn cô ấy run rẩy. Vì thế có lẽ Triệu Bân đến Thiên Tông không phải để du ngoạn gì cho cam mà hẳn là mang theo sứ mệnh nào đó, có lẽ là đi tìm mẫu thân hắn, cũng có thể là đi báo thù. Đúng lúc. Ta cũng đến Thiên Tông. Thanh Giao cười khẽ, chẳng mấy khi gặp được nhau, cô ấy muốn đi cùng hắn. Triệu Bân triệu hồi Đại Bằng, Thanh Giao cười thoải mái, vội vàng đuổi theo. Đại Bằng dương cánh bay thẳng lên trời cao. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn lấy Long Uyên rồi lại lấy Tử Tiêu ra, dùng lôi điện bao vây sau đó luyện Tử Tiêu nhập vào kiếm Long Uyên, cố gắng luyện hết tạp chất và mài rũa hình dạng Long Uyên. Đây cũng là sự chuẩn bị để đến Thiên Tông. Long Uyên và Tử Tiêu của hắn có rất nhiều người biết, hắn không muốn bị lộ thân phận bởi vì hai thanh kiếm này, sau khi hợp nhất kiếm thì cố gắng thay đổi ngoại hình Long Uyên là điều cần thiết. Keng, keng. Ánh kim của Long Uyên bắn lên, cứ kêu keng keng mãi. Từ khi đúc thanh kiếm này đến nay đã là hơn nửa năm, cuối cùng Long Uyên cũng không còn ngu ngốc nữa, đã được khắc ra kiếm phong, khắc thành văn kiếm. Đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ, phong cách cổ xưa nhưng không đánh mất kiếm uy. Hai thanh kiếm hợp thành một kiếm, sự sắc bén của Tử Tiêu cũng thuộc về Long Uyên. Một thanh kiếm bá đạo. Thanh Giao khẽ liếc nhìn và cảm thấy kinh hãi. Cô ấy từng thấy kiếm Long Uyên, lần này gặp lại thật sự đã khiến cô ấy mở mang tầm mắt, bị luyện chế bằng cách kinh khủng như thế, ở cấp bậc này, chẳng có một binh khí nào cô ấy từng thấy có thể sánh ngang với Long Uyên. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng bình thường. Triệu Bân là người luyện vũ khí, hắn còn không phải là người luyện vũ khí bình thường, Khô Sơn mà hắn còn đánh bại là đủ để thấy tài năng trình độ của hắn rồi. Cô ấy thấy Triệu Bân cất Long Uyên đi, lấy ra địa hỏa. Ngọn lửa màu đen nằm trong lòng bàn tay, ánh lửa bập bùng, không gian đều trở nên siêu vẹo. Thanh Giao có thể nhận ra đó không phải là địa hỏa tầm thường, mà là địa hỏa cấp cao nhất. Nếu luyện thêm vài ngọn nửa chắc có thể lột xác thành thiên hỏa. Điều khiến cô ấy khó hiểu nhất là Triệu Bân lạ xòe bàn tay năm ngón ra, siết lại thành nắm đấm, địa hỏa trong lòng bàn tay cũng nhanh chóng dập tắt, căn nguyên hỏa và tinh hoa trong địa hỏa cũng bị Triệu Bân hòa vào trong người. Từ đó, hắn không còn ngọn lửa nữa. Đó cũng là sự chuẩn bị để đến Thiên Tông, hắn không muốn bị người ta nhận ra vì ngọn lửa này. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa. Trước kia hắn muốn làm người luyện binh khí, nhưng cũng muốn làm người luyện đan. Nguyệt Thần cũng từng nói, chờ đến khi hắn luyện thành thiên hỏa thì sẽ dạy hắn thuật luyện đan. Nhưng thời gian qua đi, hắn ngày càng phát hiện ra sức người là có hạn, tham lam quá nhiều cũng chưa chắc đã tốt. Có bỏ thì mới có được, tập trung vào võ đạo mới là điều hắn nên làm. Còn thiên lôi thì hắn không nỡ vứt bỏ, cũng không thể vứt bỏ, bởi vì hắn là thuộc tính phong. Cần thiên thôi để hỗ trợ gió, cũng có để tăng sức mạnh của lôi, nếu có thể, hắn sẽ cố gắng hết sức tìm lôi điện trên đường đến Thiên Tông để thay đổi màu sắc và hình dạng của lôi điện. Thế thì những người từng nhìn thấy thiên lôi của hắn sẽ không còn nhận ra hắn dễ dàng như thế nữa. Một đường đi thẳng về hướng Bắc, chẳng nói chẳng rằng suốt cả đường đi. Triệu Bân khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm luyện thể, cũng tĩnh tâm tế luyện khí huyền hoàng. Thanh Giao giơ hai tay chống má, chỉ có những lúc thế này cô ấy mới có thể ngắm nhìn Triệu Bân, xem đến khi giật mình nhìn lại thì hai má đã đỏ bừng, dưới ánh trăng trông cực kỳ quyến rũ. Sáng sớm, Đại Bằng đã trở về linh giới. Hai người dùng bùa tốc hành vượt qua khu rừng. Phụ thân nói đế đô không phải là mảnh đất bình thường, người không nên làm bừa. Thanh Giao đột nhiên nói thế,
cô ấy biết Triệu Bân mang theo thù hận trên lưng đến đế đô nên không muốn hắn làm chuyện điên rồ, thiên tông nhiều cao thủ như thế, hoàng tộc lại là cái hố sâu không thấy đáy, một cảnh giới chân linh nho nhỏ, dốc hết sức mạnh của mình cũng không thể giành lấy một cành hoa, quân tử báo thù thì 10 năm vẫn chưa muộn, mong rằng Triệu Bân hãy kiềm nén. Ta hiểu. Triệu Bân cười khàn khàn, nụ cười đó vẫn miễn cưỡng gượng gạo như thế. Thê tử ngươi. Thanh Giao không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Bân. Xảy ra vấn đề khi thức tỉnh huyết mạch, Triệu Bân cũng không giấu giếm, lần này hắn đến đế đô và thiên tông không chỉ để báo thù và tìm mẫu thân, mà còn muốn tìm cao nhân để cầu xin cách giải cứu huyết mạch. Thanh Giao cười, có chút mỉa mai và cũng có chút ngưỡng mộ. Cô ấy nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt Triệu Bân, là một người sẽ vì thê tử. Mà cẩn thận từng bước. Định. Một lời vang vọng, hai người đang lướt nhanh lập tức khựng lại như thể đang mắc vào một tảng đá. Có người đang âm thần sử dụng chú định thân, nó ập tới quá bất ngờ, và cấp bậc chú định thân cũng cao, vấn đề ở chỗ người thực hiện chú định thân có tu vi quá cao nên trước đó bọn họ không hề phát hiện ra. Một nam một nữ, vừa đủ. Một tiếng cười âm hiểm, trong bóng đêm xuất hiện bóng người già nua cứng cỏi. Mụ già lưng còng chống gậy. Mái tóc rối bù xù không sao tả nổi, mặt đầy nếp nhăn, có lẽ do tuổi tác quá cao nên răng cũng đã rụng gần hết, đôi mắt đục ngầu không thể che giấu được sự âm u, bước ra từ trong bóng tối với ánh trăng yếu ớt, trông cứ như lệ quỷ cứ âm u khó tả, khiến con người ta nhìn thấy nổi cả da gà da vịt. Địa tàng, tầng cao nhất. Triệu Bân nói, hắn muốn thoát khỏi chú định thân nhưng chỉ là vô ích. Chú định thân của địa tàng tầng cao nhất thì hắn không thể phá giải được. Tu vi chênh lệch quá nhiều. Bên cạnh, Thanh Giao cũng chẳng khác gì, cứng đờ như một bức tượng, chân còn giơ lên giữa không trung, sắc mặt cô ấy còn trắng hơn cả Triệu Bân. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không nên xuất hiện một địa tàng tầng cao nhất. Trông dáng vẻ mụ ta chẳng có gì giống người tốt, phụ thân nói quả không sai, thế giới bên ngoài đâu đâu cũng là bẫy, xui xẻo một chút, đi đến đâu cũng gặp phải khó khăn, cũng như vấn đề bọn họ đang gặp phải lúc này. Danh con dòng máu thật là tinh khiết. Mụ già chống gậy đi tới ngửi ngửi người Triệu Bân. Xem xét Triệu Bân xong mụ ta lại tiến đến chỗ Thanh Giao, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng sờ soạng hai má cô ấy, cứ như đang thưởng thức một bức họa xinh đẹp, mụ nở nụ cười âm u đáng sợ, con nhóc thật xinh xắn. Bà, bọn ta đâu có chọc gì đến bà. Thanh Giao cười gượng, bị mụ già vuốt ve như thế khiến cô ấy không quen, bởi vì tay của mụ ta cực kỳ thô ráp. Cứ như lớp vỏ cây sần sùi, vấn đề là ánh mắt mụ già ấy nhìn mình quá lạnh lẽo, cái lạnh đó còn chất chứa sự cương chiều khiến cô ấy không biết phải diễn tả thế nào. Hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Mụ già lưng còng cười cười nhìn Thanh Giao và cũng nhìn Triệu Bân. Người quen cũ. Người quen cũ. Hai người cùng trả lời, vẫn khá là khớp. Có ăn nằm cùng giường không? Mụ ta lại cười âm hiểm. Câu hỏi này khiến Triệu Bân khó hiểu, lại khiến Thanh Giao đỏ hết cả mặt. Không, không có. Buồn cười là cô nàng này cũng trả lời mụ ta như thế. Thế thì rất thích hợp. Lại là những lời đó, mụ già vung tay một cái, biến mất trong bóng đêm. Bà muốn dẫn bọn ta đi đâu? Thanh Giao hỏi, tiếng bà đó cực kỳ ngọt ngào. Biết đâu mụ ta thích thú lại thả cho hai người họ đi thì sao? Thành thân. Mụ ta cũng là người thành thật nên trả lời. Thành, thân. Thanh Giao nghe xong bèn sửng sốt, còn liếc sang Triệu Bân theo bản năng. Không hề nghe nhầm, đúng là thành thân, một nam một nữ thì tất nhiên phải thành thân với Triệu Bân rồi. Nghĩ thế, cô nàng lại ngây ngô nở nụ cười. Triệu Bân không nói gì, hắn chẳng nghe thấy lời nào từ miệng mụ ta, hắn đang nghĩ cách để bỏ trốn. Chú định thân của địa tàng tầng cao nhất thật sự có đủ sức mạnh để trói hắn thật chặt, nếu dùng khí thế thiên võ để phá thì hắn cũng có cân nhắc, nhưng khí thế thiên võ lại không dùng được. Dù có phá ra thì hắn cũng không chạy nổi. Địa tàng tầng cao nhất không thể so sánh với huyền dương tầng cao nhất, giết hắn chỉ là chuyện của một cú trưởng. Chẳng biết qua bao lâu, mụ ta mới dừng lại. Đó là một ngọn núi cao, có một ngôi mộ. Triệu Bân và Thanh Giao thấy rất rõ ràng, trước nấm mồ là hai cái bia mộ, không rõ là chôn ai, nhìn vẻ loang lổ của tấm bia thì chắc cũng được dựng lên khá lâu rồi,
trên đó không có mấy chữ. Bia mộ không tên. Con à, nương đến rồi đây. Mụ ta nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm bia mộ. Nụ cười âm u của mụ ta bỗng chốc có thêm sự hiền hòa của người làm mẹ. Con. Thanh Giao khẽ nhíu mày, thì ra dưới nấm mồ này là con của mụ già. Một nam một nữ. Triệu Bân nghĩ thầm, có thể thấy dưới nấm mồ là một nam một nữ. Huyền Môn Thiên Thư có nói, cỏ trên nấm mồ đâm thẳng xuống lòng đất là mộ nam, dễ cắm không sâu là mộ nữ, ít cỏ là mộ nam, nhiều cỏ là mộ nữ, mộ từ trái hướng sang phải là mộ nam, phải hướng sang trái là mộ nữ, tuy có hơi huyền ảo nhưng hai ngôi mộ này. Ứng nghiệm những lời đó cực kỳ hoàn hảo. Ở dưới đó có ổn không, mẫu thân đốt vài thứ quý giá xuống cho con. Mụ già không nhìn tới Triệu Bân và Thanh Giao, chỉ quỳ trước ngôi mộ để đốt giấy tiền vàng mã. Màu của khói tiền giấy cũng xác thực suy đoán của Triệu Bân, màu vàng trắng là mộ nam, đen ngòm là mộ nữ, chắc chắn là một nam một nữ. Trông mụ già có vẻ âm u là thế nhưng khoảnh khắc này lại trở nên đau thương. Một người mẹ phải đốt giấy tiền vàng mã cho con trai con gái mình, có thể đoán được tâm trạng của mụ thế nào. Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là hai chữ thành thân trước đó mụ đã nói. Cái gọi là thành thân đó không phải là hắn thành thân với Thanh Giao, mà là hai người họ với hai người dưới nấm mộ kia. Nói thẳng ra là minh hôn, là hôn lễ của người sống và người chết. Mụ già lưng còng bắt hai người họ về cũng chỉ muốn tìm bạn cho con trai con gái mình mà thôi, Thanh Giao sẽ gả cho nhi tử mụ, trở thành minh thê, còn hắn tất nhiên sẽ cưới nữ nhi mụ, thành minh phu. Có thể thấy Thanh Giao vẫn chưa hay biết gì. Cô ấy với Triệu Bân là trai tài gái sắc, nhưng chưa chắc đã khoác lên mình giá y vì hắn. Bà, nén đau thương. Thanh Giao khẽ nói, tạm không bàn đến chú định thân, thấy mụ già bái tế con mình rồi khóc nước mắt chảy dài như thế quá đáng thương, đứa nhỏ đã chết lâu vậy rồi, người mẫu thân đã phải sống thế nào. Tiếng bà đó, lão già này rất thích. Cuối cùng mụ già cũng lau nước mắt, lại nhìn Thanh Giao với ánh mắt âm u. Đó vốn là cách gọi lịch sự, lọt vào tai mụ già lại thành con dâu đang gọi mẹ chồng. Thanh Giao lại bị mụ ta nhìn đến nỗi lạnh cả sống lưng, vì ánh mắt của mụ ta thật sự rất kỳ quái, rõ ràng nó rất âm u, lại chất chứa sự cương triều khiến lòng người run rẩy. Sắc trời không còn sớm, bắt đầu đi. Mụ già lưng còng cười âm u, tay kết thành ấn. Trong nháy mắt, giữa hai ngôi mộ xuất hiện một cái cửa đá nối thẳng xuống lòng đất. Đi dọc xuống dưới chính là địa cung, xa xa là hai chiếc quan tài bằng đá, một trái một phải, trong quan tài là con của mụ già, bên ngoài chỉ là hai nấm mồ, xuống dưới mới biết hai nấm mồ nối liền nhau. Nào, nhà đầu, để bà trang điểm cho ngươi. Mụ già đặt Thanh Giao xuống, để cô ấy ngồi trước bàn trang điểm, cầm chiếc lược đã cũ nát chải chuốt mái tóc cho Thanh Giao, nhìn thế nào cũng thấy đó là một bà lão rất dễ gần. Đang trang điểm cho nữ nhi sắp xuất giá làm tân nương ma. Ngày thành thân thì phải thật xinh đẹp. Cái gọi là sự cương triều đằng sau vẻ âm u đó chính là cảm xúc của bà với nàng dâu của mình, như với con gái nhà mình vậy. Thanh Giao không thể cử động, lại nhìn lướt qua hình bóng mình trong gương, hai mắt bắt đầu đảo ngang đảo dọc. Thành thân. Họ phải thành thân dưới nấm mồ này ư. Đến tận lúc này rồi. Cô nàng ngốc đó vẫn còn không biết thì cũng lạ. Cứ tưởng là sẽ được thành thân với Triệu Bân ư. Đây là do bà đích thân làm, thích không? Mụ già cười, mặc bộ giá y đỏ bừng cho Thanh Giao. Thích, thích. Thanh Giao khẽ nhếch miệng, cứ thấy nó kỳ quái thế nào ấy, cảnh tượng này cũng rất kỳ quái. Lại nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa, cô ấy khẽ mất hồn, nở nụ cười ngây ngô. Giá y. Với nữ tử mà nói thì đó chính là giấc mộng như thật lại giống giả, khoác lên giấc mộng ấy, dù có ở bất kỳ nơi nào, núi đao hay biển lửa, địa ngục hay thiên đàng, cũng là người xinh đẹp nhất. Cô ấy không hiểu, Triệu Bân lại biết rất rõ. Đây chính là con đường chết, không bàn đến việc Nguyệt Thần đang bế quan, dù tỉnh thì cô ta cũng chẳng làm được gì. Danh con, đến ngươi rồi. Mụ già cười đi tới, trong tay còn cầm thêm quần áo cho tân lang. Mụ ta cưng chiều Thanh Giao và nó cũng dành cho Triệu Bân, Thanh Giao là nàng dâu của mụ, Triệu Bân lại là rể nhà mụ, cũng như nửa đứa con trai, chẳng cần phải làm gì nhiều, xuống đó ở bên nữ nhi mụ là được. Triệu Bân cũng được sửa soạn tươm tất,
mái tóc rối bời được trải lại cẩn thận, râu trên miệng cũng được cạo sạch sẽ, tuy là minh hôn nhưng hắn cũng là tân lang nên không thể lôi thôi vậy được. Đây là lần thứ hai hắn khoác áo tân lang lên người. Tất nhiên mụ già không hề biết, nếu biết chắc mụ đã dùng một chưởng chém chết hắn rồi. Trong mắt mụ già, dù nữ nhi mụ đã chết đi rất nhiều năm nhưng cũng không thể làm thiếp nhà người. Nữ nhi ta tên là Diệu Ngữ, cũng là một cô nương xinh xắn. Mụ già cười nói, như đang tự thì thào, cũng có vẻ như đang nói với Triệu Bân, trong nháy mắt, đôi mắt và dáng vẻ mụ ta không còn sự âm u đó, cứ thả hồn mình trong ký ức sâu xa. Triệu Bân không nói gì, hắn cũng không biết nên hận hay nên thương hại mụ ta. Người mẫu thân tuổi xế chiều chìm trong thương nhớ và đau khổ, có lẽ đã trở thành ma chướng, có lẽ sẽ làm ra rất nhiều điều độc ác, cũng có lẽ đã gieo quá nhiều nghiệt, là một kẻ đáng hận, nhưng cũng là người đáng thương. Không đúng, đây là minh hôn. Thanh Giao lên tiếng, cuối cùng cũng đã nhận ra. Làm gì có ai thành thân dưới mộ thế này, có thể thấy đây là hôn lễ của người sống và người chết. Chỉ là cô ấy hiểu sai lời của mù già kia mà thôi. Cô ấy là tân nương thật, Triệu Bân cũng là tân lang, một người gả một người cưới, vừa tròn một đôi, nơi thuộc về bọn họ đều là một cái quan tài, trong quan tài có sẵn tân lang và tân nương dành cho họ. Sao thế, ngươi không muốn à? Vẻ cương triều của mụ già bỗng chốc trở nên dữ tợn. Thanh Giao không nói gì, có ma mới muốn chứ người ai lại muốn thế bao giờ? Đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Mụ già ném đi vẻ dữ tợn. Lại bắt đầu yêu thương vung tay lên, đẩy nắp một chiếc quan tài ra. Trong quan tài là con trai mụ, có lẽ đã trôi qua quá nhiều năm nên chỉ còn một bộ xương khô. Tiền bối, bà không thể làm thế được. Thanh Giao nói, xương hô không còn là bà nữa mà đổi thành tiền bối. Tiếng bà đó chẳng khác gì tự gả mình cho một kẻ đã chết đi rất lâu. Minh hôn, lần đầu tiên làm tân nương lại là tình huống thế này. Thanh Giao hoảng rồi, nếu tân lang là Triệu Bân thì dù có thành thân dưới nấm mồ này cô ấy cũng sẵn sàng. Tiếc là, tân nương của Triệu Bân không phải là cô ấy. Ngoan, không cần phải sợ, xuống dưới đó hãy sống thật hạnh phúc. Mụ già cực kỳ điên rồ, nhẹ nhàng đặt Thanh Giao vào quan tài, trước khi đóng nắp lại còn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô ấy, mụ ta đang lấy thân phận mẹ chồng để vuốt má nàng dâu mình. Khỏi phải bàn. Nhà đầu này càng nhìn càng thấy thuận mắt, rất xứng với con trai mụ ta. Sau Thanh Giao chính là Triệu Bân. Khác với quan tài đầu tiên, trong chiếc quan tài thứ hai không phải là một đống xương khô, nữ nhi của mụ già được giữ gìn cực kỳ tốt, như một người đẹp bị đóng băng trông cực kỳ sinh động, khóe mắt như còn vương giọt lệ, hàng mi vẫn còn cong cong. Lão già này không lừa người chứ, đẹp lắm phải không? Mụ già cười nói, đang nói với Triệu Bân. Nhìn dáng vẻ của nữ nhi, mụ ta lại càng hiền lành. Đúng là nữ nhi mụ ta rất đẹp. Ít nhất thì nhan sắc không thua kém gì Thanh Giao. Đặt Triệu Bân vào trong đó, hai người nằm cùng quan tài chung gối, trông cực kỳ xứng đôi. Đối xử với nữ nhi ta thật tốt. Mụ già cười, lại nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Bà không thể làm như thế được. Khác với sự im lặng của Triệu Bân, quan tài bên kia không hề yên tĩnh. Từ khi bị đặt vào quan tài, miệng Thanh Giao chưa từng ngậm lại, nàng ta không muốn thành thân như thế. Mở ra cho ta. Triệu Bân ngoài mặt lặng thinh nhưng trong lòng thì lại đang gào thét, là âm thanh phát ra từ linh hồn. Vẫn chưa báo được mối thù lớn, cũng chưa tìm được mẹ, vợ thì chưa thức tỉnh, hắn không thể chết ở đây được, dù cho là cục diện chết thì hắn cũng sẽ không khoanh tay chờ đợi. Hắn phải cố hết sức phá bỏ chú định thân, chỉ cần hắn có thể cử động thì sẽ có cơ hội sống sót. Mụ dạ xoa đã ngồi trên tế đàn, lẩm nhẩm niệm chú, tay thì giải giấy tiền. Vị lão tiền bối này am hiểu mấy thủ đoạn bằng môn tà đạo, khi bà ta giải tiền giấy và niệm chú thì đèn cầy đỏ trước hai cỗ quan tài đều cháy lên, còn có những sợi tơ đỏ thắm bay theo gió, tạo nên phòng tân hôn huyền ảo cho con trai và con dâu, con gái và con rể của bà ta. Triệu Bân cảm nhận được rất rõ chân nguyên của mình đang mất dần. Có lẽ đây là quy trình của minh hôn, hắn sẽ phải từ từ chết đi trong quá trình này. Cha, con muốn về nhà. Thanh Giao đã khóc, cũng không biết vì sợ hãi hay là vì uất ức nữa.
Cô ấy vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng ầm từ bên ngoài vang lên. Nghe âm thanh đó thì chắc là có người đã chưởng nát bia mộ. Mụ Dạ Xoa, bị lão phu tìm ra rồi. Tiếng cười nham hiểm vang khắp đêm đen. Nhưng theo Thanh Giao và Triệu Bân thấy thì tiếng cười đó lại như ngọn lau cứu mạng. Có người đến sinh sự, bất luận là tốt hay xấu thì đối với bọn họ, giờ đều là cứu tinh. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. La Sinh Môn. Mụ Dạ Xoa liền nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt già nua toát ra sát ý. Sở dĩ con trai và con gái của bà ta phải nằm ở đây đều là nhờ La Sinh Môn ban cho. Còn có chồng của bà ta nữa, đến xương cốt cũng không còn, tất cả đều là huyết hải thâm thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Mụ Dạ Xoa bước xuống khỏi đàn tế, bộc phát ra ánh sáng thông thể. Bà ta đã không còn già nua như ban đầu nữa, chắc là vì đã dùng đến cấm thuật, thăng hoa lên cực độ, hồi phục lại trạng thái trẻ trung, khí thế của địa tạng đỉnh cao chớp mắt đã tăng lên mức cao nhất, bà ta đánh ra khỏi địa cung với sát khí cuồn cuộn ngút trời. Triệu Bân có thiên nhãn nên đã nhìn thấy rất rõ. Cấm thuật cải lão hoàn đồng của Mụ Dạ Xoa cực kỳ bá đạo, bà ta đã đánh đổi bằng toàn bộ tuổi thọ của mình. Như vậy cũng có nghĩa là, bất luận Mụ Dạ Xoa thắng hay thua thì kết cục cũng là chết. Ầm, bùm. Tiếng ầm ầm đánh tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Bên ngoài mộ đã bắt đầu đánh nhau, một bên là sát thủ của La Sinh Môn, che giấu thân phận bằng quần áo màu đen, bên còn lại là Mụ Dạ Xoa thăng hoa đến cực điểm, đang có vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Tất cả đều là cảnh giới địa tạng, đều là cấp đỉnh cao mạnh nhất, hai bên dốc toàn lực chiến đấu. Trận chiến gây ra động tĩnh không nhỏ, núi lở, đá nát vụn, văng khắp trời. Không khó để nhận ra là lợi thế đang nghiêng về bên người áo đen, vì Mụ Dạ Xoa tu luyện nghiêng về hỗ trợ, không giỏi đấu trực diện, hơn nữa, tuổi tác cũng đã cao, năng lực đã sớm cạn kiệt. Ngược lại, người áo đen của La Sinh Môn thì lại biến hóa khó lường, giống như một bóng ma trong đêm. Khó mà bắt được con người thật của ông ta. Dưới ánh trăng mờ ảo là màu máu đỏ rực. Phá, phá cho ta. Bên trong quan tài, Triệu Bân vẫn đang phá giải chú định thân. Hắn phải thoát khỏi sự trói buộc của chú trước khi cuộc chiến kết thúc. Nếu không thì dù là ai thắng ai thua, hắn và Thanh Giao khó thoát được cái chết. Triệu Bân, chúng ta có thể sống sót trở ra không? Tiếng của Thanh Giao phát ra từ trong cỗ quan tài còn lại, hơi thở của cô ấy đã yếu ớt vì tinh nguyên đang mất trôi đi từ từ, còn cuộc minh hôn này thì chỉ chờ đợi họ hoàn toàn chết đi thì mới có thể kết thúc. Bảo vệ tâm mạch. Triệu Bân trả lời lại một câu rồi tiếp tục phá chú. Mặc dù sự ràng buộc vẫn chưa được phá giải nhưng sức trói buộc của chú định thân lại giảm đi đáng kể. Hắn cũng dùng chú định thân nên biết rất rõ điểm yếu của pháp thuật này, nó có giới hạn thời gian. Khi hết thời gian hiệu lực thì chú định thân sẽ tự động phá giải. Vấn đề là, họ phải cầm cự được đến lúc đó, vì tà pháp minh hôn vẫn còn đang cướp đi tinh nguyên của bọn họ, e là chưa kịp đợi đến lúc chú định thân bị gỡ bỏ thì họ đã chết mất rồi. Vậy thì vẫn phải tự phá giải để gia tăng tốc độ suy yếu của chú định thân. Đột nhiên, hắn nhắm hai mắt lại rồi lập tức mở ra, cố thi triển khí thế thiên võ, muốn dùng biện pháp này để cố phá giải chú định thân. Đáng tiếc là, hắn đã không thành công, không phải vì không phá vỡ được ràng buộc mà là vì bị phản phệ, xương khớp toàn thân gãy đứt rất nhiều. Khó chịu nhất vẫn là võ hồn. Phá chú thất bại, võ hồn suýt bị chấn động đến biến mất. Chỉ có cơ hội một lần thôi. Triệu Bân lẩm bẩm, máu không ngừng chảy từ miệng ra. Vì tinh nguyên bị tiêu hao quá độ, đan điền lại bị khóa chặt, không có năng lượng bổ sung thêm. Cộng thêm việc võ hồn bị thương nữa nên dù hắn dốc toàn lực thì cũng chỉ có thể thi triển khí thế thiên võ một lần thôi, nếu có thể phá giải được thì sẽ có hy vọng. E là ta không chịu đựng được nữa. Thanh Giao khẽ thốt lên, cô ấy nằm trong quan tài tối đen, khuôn mặt đã trắng bệch, không còn chút máu. Xét về tu vi, cô ấy mạnh hơn Triệu Bân, nhưng xét về tiềm lực thì cô ấy lại kém hắn rất nhiều, tinh nguyên bị hao tổn quá nhiều nên đã tổn thương đến căn cơ. Không bao lâu nữa thì sẽ mất mạng, trở thành một cái xác buốt lạnh. Bảo vệ tâm mạch. Triệu Bân lại nói câu đó lần thứ hai. Ánh mắt của Triệu Bân đã hơi ửng đỏ khác với Thanh Giao, hắn giống như một con sư tử dũng mãnh đang nín thở, ngủ đông. Chờ đợi cơ hội, chỉ cần chú định thân yếu đi,
hắn có thể phá giải ngay. Cục diện chết này vẫn còn có hy vọng. Không còn nghe thấy Thanh Giao trả lời nữa, cô ta đã nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, hôn mê rồi. Trong tình huống thế này, nếu không có ai cứu cô ta thì cô ta sẽ trở thành một cái xác khô trong giấc mộng của mình. Phá, cho ta! Triệu Bân thầm hét lên một tiếng lạnh lùng, chú định thân đã cực kỳ yếu ớt. Chính vào giây phút đó, hắn đã thi triển khí thế thiên võ, phá giải ràng buộc của chú định thân. Ầm! Cũng chính vào lúc đó, cửa địa cung bị một trưởng đánh bật ra. Sau đó, thì có một bóng người đi vào, là người áo đen của La Sinh Môn, còn Mụ Dạ Xoa thì chắc là đã bị ông ta giết chết rồi. Đều là địa tạng đỉnh cao, người áo đen cũng không khá hơn là bao, khắp người đều là máu, sát khí nồng nặc. Vì áo đen bị rách nên đã để lộ ra khuôn mặt hung tợn như quỷ dữ, nếu nói khuôn mặt của Mụ Dạ Xoa khiến người ta khiếp sợ thì chắc người này chỉ hơn chứ không kém. Đáng chết! Thần sắc của Triệu Bân trở nên khó coi, sao cứ phải trùng hợp đến thế này? Trốn kỹ như thế mà vẫn bị lão phu tìm ra nhỉ? Người áo đen cười nham hiểm, liếc nhìn sang cỗ quan tài của Thanh Giao rồi đi thẳng về phía Triệu Bân, ánh mắt đỏ ửng, thoáng qua vẻ đen tối, không thể che đậy được sự tham lam và dục vọng, dường như trong mắt ông ta, quan tài là một bảo tàng, dường như trong quan tài đang chứa một món báu vật không tầm thường. Triệu Bân nhắm mắt, thu chân nguyên lại và nín thở, nằm yên như một xác chết. Theo sau tiếng ầm, nắp quan tài bị người áo đen đánh bật ra. Nhưng ông ta vẫn chưa kịp cười thì mười mấy tia sáng màu đen đã phóng ra từ trong quan tài, chắc là cơ quan do Mụ Dạ Xoa cài sẵn. Người áo đen động đến nắp quan tài thì vừa lúc chạm phải tầng cấm chế bên trong. Triệu Bân cũng không hề biết đến tầng cấm chế này. Bụp, bụp, bụp. Những tia máu nhức mắt bắn ra. Người áo đen bị bắn không kịp trở tay, cơ thể ông ta giống như một miếng đậu phụ, bị những tia sáng đen chọc ra nhiều lỗ máu. Ngoài ra, ông ta còn bị bắn trúng một con mắt, lập tức biến thành kẻ bị trột. A! À. Tiếng la thảm thiết vang lên thất thanh, người áo đen bụng mắt phải, liên tục lùi về sau. Soạt! Triệu Bân đã cử động được, hắn phóng từ trong quan tài ra như một tia chớp. Thi triển thể kỳ lân và dùng đến ma đạo rồi hút vào người áo đen như một bao cát. Ngặt nỗi, người áo đen là cấp địa tạng đỉnh cao nên cú tông này của Triệu Bân chẳng khác gì tông vào một tấm thép. Một tiếng choảng vang lên đầy thanh thúy. Dù là như vậy, người áo đen vẫn bị tông đến mức lảo đảo, suýt chút ngã bật ngửa ra sau. Tiểu bối chân linh cũng to gan thật đấy. Người áo đen nổi giận đùng đùng, sát khí nổi lên cuồn cuộn. Triệu Bân nôn ra máu, bị chấn đến mức văng ra xa. Trong lúc bay ngược ra sau, xương cốt trong cơ thể hắn lại một lần nữa kêu lên rắc rắc, không biết có bao nhiêu kinh mạch đã bị đứt, bao nhiêu xương đã bị gãy, may mà suốt dọc đường vừa rồi, hắn luôn rèn thể nên cơ thể khá dẻo dai, nếu đổi lại là cấp chân linh tầng 8 bình thường thì chắc đã bị chấn thành một đống thịt nhão rồi. Quay lại đây cho ta. Người áo đen hừ một tiếng lạnh lùng, ông ta xòe 5 ngón tay ra. Hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân vẫn chưa rơi xuống đất thì đột nhiên cảm nhận được có một sức hút cực mạnh, sau đó hắn bị hút về phía người áo đen, bị đối phương bóp chặt cổ. Hắn ta nhấc bổng Triệu Bân lên trong không trung, trong tình huống đó, chỉ cần người áo đen mạnh tay một chút thì hắn sẽ được tiến tới quỷ môn quan ngay. Thật sự khiến lão phu phải bất ngờ. Người áo đen cười dữ tợn, cười đến mức lộ hết răng ra. Ông ta biết có người nằm trong quan tài nhưng lại không biết lại có tới hai người. Nhìn cách bố trí trong địa cung thì ông ta biết là nơi này đang tiến hành minh hôn, còn tên võ tu mà ông ta đang bóp chặt trong tay chắc là đã bị Mụ Dạ Xoa bắt về làm rể. Không hổ là người do Mụ Dạ Xoa chọn, đúng thật là không tầm thường, không ngờ lại dùng được ma đạo. Hơn nữa, Triệu Bân còn dám dùng thân mình hút vào cao địa tạng đỉnh cao như ông ta. Ư, mặt Triệu Bân ửng đỏ. Gân xanh nổi cồm cộm trên trán. Bị một địa tạng đỉnh cao bóp chặt, thì hắn chỉ như một con dê chờ bị xẻ thịt thôi. Thả con rể của ta ra. Tiếng hét khàn đặc vang lên, một người dính đầy máu xông vào từ cánh cửa đã vỡ nát của địa cung. Đó là Mụ Dạ Xoa, không ngờ bà ta vẫn chưa chết. Dáng vẻ thanh xuân khi thăng hoa đến cực độ đã chuyển lại thành vẻ ngoài già nua. Bà ta cũng chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng. Chém ra một kiếm,
xuyên từ sau lưng người áo đen ra trước ngực. A! À. Người áo đen lại thét lên thảm thiết. Ma sát cuồn cuộn đánh bật Triệu Bân ra và cũng khiến Mụ Dạ Xoa bay ra xa. Nổ! Trong lúc bay ngược ra xa, Triệu Bân đã hét lên lạnh lùng. Ngay lập tức, có tiếng nổ phát ra từ phía người áo đen, nói chính xác hơn là phát ra từ trên thân người áo đen. Trên người ông ta có mấy tấm bùa nổ, chắc là lúc Triệu Bân đã dán lên nhân lúc húc vào người ông ta. Đương nhiên bùa nổ bình thường thì không thể làm tổn thương cao thủ cảnh giới địa tạng đỉnh cao được, nhưng những tấm bùa nổ mà Triệu Bân dùng đều là bùa nổ cấp cao được tháo ra từ cung nỏ, sức sát thương rất đáng sợ, cộng thêm việc người áo đen không đề phòng và đang bị thương nặng nên uy lực của nó lại càng mạnh hơn. Ọc, ọc, lại là huyết quang, thịt nát xương tan bay khắp trời. Người áo đen lập tức bị nổ đến tàn phế, loạng choạng rồi ngã xuống, khuôn mặt máu me be bét, không thể nhìn ra hình dáng được nữa, cơ thể cũng nhuộm đỏ chất lỏng màu đỏ, nhìn từ xa thì chẳng khác gì một bộ xương bọc thịt. Một địa tạng đỉnh cao đã bị nổ chết như thế. Đến lúc này, địa cung mới trở nên yên tĩnh, vì xảy ra cháy nổ nên nơi đây đã trở thành một đống hỗn độn. Triệu Bân khuỵ một chân xuống đất, máu không ngừng chảy từ miệng ra. Có thể sống sót được thì đúng là kỳ tích. Con rể của ta. Hắn còn sống, nhưng không ngờ Mụ Dạ Xoa cũng còn sống, bà ta đã bỏ dậy, lảo đảo bước đến, đôi tay nhuốm đầy máu vươn về phía Triệu Bân, nhìn thế nào cũng giống một con quỷ dữ bò ra khỏi mộ, muốn nuốt chửng linh khí của dương gian, muốn đẩy cậu con rể mà bà ta đã đích thân chọn cho con gái mình vào quan tài lại. Triệu Bân thấy vậy cũng lảo đảo đứng dậy. Ngặt nỗi. Hắn bị thương quá nặng, không gượng được quá một giây thì đã ngã ầm xuống đất. Con rể của ta. Mụ Dạ Xoa giống như bị trúng tà, cứ đi một bước là lặp lại nói câu đó một lần, gần như đã biến thành huyết nhân, thất khiếu đều chảy ra máu, đôi mắt già nua đang cố nhìn thêm vài lần. Giống như những gì Triệu Bân dự đoán. Mụ Dạ Xoa đã đánh đổi tất cả tuổi thọ, bất kể là thành công hay thất bại thì bà ta chắc chắn phải chết. Và bây giờ Mụ Dạ Xoa đã đứng bên bờ vực tử vong, bà ta vẫn chưa đến được chỗ của Triệu Bân thì đã loạng choạng ngã xuống đất. Giây phút trước khi bà ta nhắm mắt, bà ta đã nhìn hai cỗ quan tài không còn lành lặn, khuôn mặt vốn dĩ gian ác, đáng sợ cũng không còn gian ác nữa mà chỉ còn vẻ dịu dàng của người mẹ cũng như cảm giác được giải thoát. Lại một địa tạng đỉnh cao nữa mất mạng. Triệu Bân đứng dậy, đẩy nắp quan tài đá ra, hắn kéo thanh dao dậy, phá chú định thân cho cô ấy. Rồi đút cho đối phương một ngụm linh dịch. Nếu chậm thêm 2-3 giây nữa thì chắc là thanh dao đã chết rồi. Sau khi làm xong hết mọi thứ thì hắn ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào quan tài, thở hổn hển. Lại lượn một vòng trước quỷ môn quan, hắn rất vui mừng, mừng vì hai địa tạng đỉnh cao đã đánh nhau đến cả hai đều bị thương, cũng mừng vì người áo đen sau đó đã bị trúng ám khí và kiếm chí mạng của Mụ Dạ Xoa. Nếu không thì dù bùa nổ có cao cấp đến đâu cũng không thể nổ chết được người áo đen. Ta, vẫn còn sống sao? Thanh dao ngồi bật dậy, bất giác nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt là một đống ngổn ngang. Rất nhiều chỗ của địa cung đã sụp đổ, trên mặt đất còn có hai xác chết, một người là Mụ Dạ Xoa, người kia là người áo đen. Ngoài ra còn có Triệu Bân, hắn đang ngồi bên cạnh quan tài, tựa vào đó mà thở dốc. Có một vài chuyện cô ấy không cần phải hỏi thì cũng có thể tự tưởng tượng ra được, nhất định là do Triệu Bân phá chú định thân, nhất định là hai địa tạng đỉnh cao kia đã đánh với nhau đến gần chết, từ đó mới cho Triệu Bân cơ hội được làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, cuộc đại chiến trước đó còn phức tạp hơn những gì cô ấy tưởng tượng. Nhưng những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là sát thủ của La Sinh Môn đã chết, Mụ Dạ Xoa cũng đã chết, cô ấy và Triệu Bân đã được cứu. Gia chủ mới nhận chức của nhà họ Triệu này lại cứu cô ấy một mạng. Mau, nuốt đi. Thanh dao lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng của Triệu Bân. Cô ấy đã đánh giá thấp Triệu Bân, dù là một địa tạng đỉnh cao bị thương nặng thì cũng có thể đánh chết một tên cấp chân linh còn con chỉ với một trường. Sao Triệu Bân có thể thoát được, còn khiến hai địa tạng đỉnh cao đều mất mạng, chỉ với chiến tích này, hắn cũng có thể kiêu ngạo một đời rồi, ít ra thì cô ấy cũng không làm được. Từ đó có thể thấy rằng cô ấy còn thua kém Triệu Bân rất xa. Địa cung lạnh lẽo, tối tăm. Triệu Bân ngồi xếp bằng, lặng lẽ trị thương, vốn dĩ nội thương vẫn chưa khỏi hẳn,
bây giờ lại bị thêm một tầng thương nữa. Nhìn sang người còn lại, ngoài việc tổn hao chân nguyên thì chẳng còn vấn đề gì. Ra đi thanh thản. Thanh Giao Thiện Lương, dùng kiếm gọt ra một cỗ quan tài đá rồi đặt Mụ Dạ Xoa vào trong. Cô ấy vừa giận lại vừa thương cho vị lão tiền bối này, cô quạnh một mình mấy chục năm, cũng là một người đáng thương. Ba cỗ quan tài được xếp ngay ngắn trên đài đá. Cô gái này cũng kính nghiệp, còn đặt lư hương và thắp ba nén nhang. Còn về phần người áo đen của La Sinh Môn thì cô ấy không hề khách sáo, trực tiếp đốt cháy thành tro. Một lúc sau, Triệu Bân tỉnh dậy, gân cốt bị đứt đoạn đều là chuyện nhỏ, dùng tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể thì có thể hồi phục lại thôi. Điểm khó chịu chính là nội thương, mặt hắn vẫn trắng bệch như giấy, miệng cũng thỉnh thoảng chảy máu. Tìm thấy từ chỗ của người áo đen này. Thanh Giao bước qua, đưa cho Triệu Bân hai thứ, một thanh kiếm dài màu đen và một cái mặt nạ da người còn nguyên vẹn. Còn về những thứ khác, bất kể là đan dược hay là tiền bạc, tất cả đều đã bị nổ thành bụi hết rồi. Vậy mới nói bùa nổ phải mạnh đến cấp độ nào mới có thể nổ tan tành một địa tạng đỉnh cao đến mức không còn gì cả. Cô giữ kiếm đen lại đi. Triệu Bân nói rồi nhận lấy mặt nạ da người. Ta không làm gì hết, sao có thể lấy chiến lợi phẩm được? Thanh Giao mỉm cười, nhét thanh kiếm đen mỏng dài cho Triệu Bân luôn. Triệu Bân không chối từ, giơ tay cầm lấy, cất vào trong nhẫn ma rồi liếc nhìn địa cung lần cuối, sau đó quay người bỏ đi. Trong lòng hắn đang xúc động, suốt dọc đường, hắn bị La Sinh Môn ám sát mà chưa bao giờ ngờ được trong tình thế chắc chắn phải chết nơi địa cung này thì người của La Sinh Môn lại đột ngột tấn công vào, cho hắn cơ hội được sống. Hy vọng cả nhà các người ở dưới đó sẽ được đoàn tụ. Lúc Thanh Giao đi còn cúi lạy từ biệt rồi mới đi theo Triệu Bân. Chỉ là, cả hai đều không phát hiện ngón tay út của Diệu Ngữ bên trong quan tài đã động đậy. Nếu như người áo đen đó của La Sinh Môn vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ mắng Triệu Bân và Thanh Giao một trận. Hai đứa nhóc này, bên trong quan tài có bảo bối, ở bên trong cơ thể của Diệu Ngữ, ông đây vượt đường xa vạn dặm để đến đây là vì cô ta, hai bọn bay thì hay rồi, cứ thế phủi mông đi, không cần sao. Không cần. Đấy là câu trả lời của Thanh Giao và cũng là câu trả lời của Triệu Bân, đừng nói là không biết, dù cho có biết thì họ cũng sẽ không lấy. Cả nhà người ta đã thê thảm vậy rồi, bọn ta ngại không dám lấy. Quạc! Đại bằng sải cánh, phóng lên bầu trời. Triệu Bân lại như một khúc gỗ, bay lên trời thì ngồi xếp bằng trị thương. Thanh Giao thì ngồi bên cạnh, liên tục liếc mắt nhìn hắn, mới có mấy ngày mà Triệu Bân đã cứu cô ấy hai lần rồi, đến cả việc kỳ quái như minh hôn mà bọn họ cũng đụng phải. Đây chẳng phải là duyên phận mà người ta nói sao? Nhắc đến minh hôn. Đến bây giờ cô gái này vẫn còn đang mặc áo cưới, dưới ánh trăng, trông cô ấy toát lên vẻ đẹp nên thơ rất đặc biệt, cộng thêm khuôn mặt đẹp tuyệt trần đó nữa, thật giống với tiên nữ trong tranh, đẹp không thể tả. Cũng giống như cô ấy, Triệu Bân cũng vẫn chưa thay đồ tân lang ra mà chỉ im lặng trị thương. Thế là cảnh tượng trở nên thật lãng mạn, một nam một nữ, bên nữ mặc váy tân nương, bên nam cũng mặc áo tân lang, trai tài gái sắc. Nhìn sao cũng thấy giống như trời sinh một cặp, sao trời làm mai, ánh trăng làm chứng, chẳng khác nào một đôi phu thê. Hai người họ thì đã trở thành điểm nổi bật giữa không trung. Trên không trung có rất nhiều tòa kỵ bay tới bay lui, thấy hai người họ thì đều nhìn với ánh mắt rất kỳ lạ, một tân lang và một tân nương, đêm hôm không vào động phòng mà lại lang thang ở đây làm gì. Đặc biệt là cái tên tân lang đó, có phải là thận có vấn đề không? Có một cô gái xinh đẹp như thế ngồi bên cạnh mà lại ngồi đó niệm kinh, lãng phí tài nguyên. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Nhân tài không thiếu, cứ một tiếng vù, một người bay qua nói một câu, rồi lại một tiếng vù nữa, một người khác lại bay qua nói một câu, ai cũng là chủ hôn chuyên nghiệp, đặc biệt câu đưa vào động phòng là được hét lớn nhất. Triệu Bân vẫn là Triệu Bân. Tinh thần vẫn bình thản, lặng lẽ trị thương. Nhưng Thanh Giao thì không còn là Thanh Giao nữa, mặc dù đã nghe thấy nhưng cô ấy vẫn không thay áo cưới đỏ ra, gò má ửng đỏ, mỉm cười một cái là mê đắm lòng người, nếu như đây cũng được xem như là một cuộc hôn lễ thì thật quá ảo mộng rồi. Không biết đến lúc nào hai người họ mới đáp xuống. Phía trước có thể nhìn thấy một ngôi thành cổ rộng lớn,
trên bản đồ có đánh dấu, đó là thành cổ Cửu Dương. Ta mặc áo cưới có đẹp không? Thanh Giao khẽ nhún nhảy, tay chắp sau lưng, vừa nhìn Triệu Bân vừa đi giật lùi về sau, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, trông khá hoạt bát. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng giống như một cô gái trẻ hồn nhiên chưa trải chuyện đời. Đến giờ cô ấy vẫn còn mặc chiếc áo cưới đỏ giống như một đóa hoa đỏ thắm, đi dưới ánh trăng, chốc chốc lại nhảy múa. Đẹp, Triệu Bân cười lịch sự. Thanh Giao cười rạng rỡ, cuối cùng, trước khi vào thành, cô ấy cũng cởi áo cưới ra. Thành cổ Cửu Dương dưới ánh trăng rất náo nhiệt, người người nói chuyện rôm rả, đèn lồng đỏ treo trên cao, tiếng giao bán vang lên không ngừng, trông có vẻ rất phồn hoa. Bà cô của tôi ơi, cô chạy đi đâu thế? Không biết từ đâu chui ra ba lão già, túm lấy Thanh Giao. Đấy là người được Yên Thiên Phong phái đến để bảo vệ Thanh Giao, vì lạc nhau nên họ đã chờ ở thành cổ Cửu Dương, họ đã đợi suốt mấy ngày rồi, ai cũng giống như đang ngồi trên đống kim, nếu họ để lạc mất con gái của Yên Thiên Phong, ông ta không chưởng chết bọn họ mới lạ. Cũng may, bọn họ đã đợi được rồi, Thanh Giao vẫn còn sống, hơn nữa còn chạy nhảy tung tăng. Có chút sự cố nhỏ, Thanh Giao mỉm cười. Đến lúc cô ấy quay lại thì đã không thấy Triệu Bân đâu nữa, hắn đã biến mất trong dòng người đông đúc. Vậy là đi rồi sao? Thanh Giao lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Tiểu thư, ta mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng lên đường. Thanh Giao nói xong thì đi thẳng vào nhà trọ, cô ấy quay lại nhìn mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Bên này, Triệu Bân đã tìm một phòng trọ và đóng chặt cửa phòng lại. Sau đó lấy mặt nạ da người ra. Đấy không phải là mặt nạ da người bình thường mà là được làm từ chất liệu hiếm có, gần như loại chất liệu nào cũng là loại hiếm có của đại hạ. Nếu đắp loại mặt nạ da người này lên mặt thì những loại mặt nạ bình thường không thể bì được. Nếu có phương pháp đặc biệt để áp sát vào mặt thì thật sự có thể thay đổi đường nét của ngũ quan, khuôn mặt cũng có thể thay mới, không như dị dung thuật, e là đến cấp thiên võ cũng không thể nhận ra được. Vì sau khi luyện mặt nạ da người vào thì đó sẽ là khuôn mặt thật. Tuy nhiên, thuật pháp này có thời gian hạn chế. Nhìn vào đẳng cấp của loại mặt nạ da người này, cho dù 7-8 năm nữa chắc vẫn còn có thể dùng được. Đã phải lấy một thân phận khác gia nhập Thiên Tông, cần phải thay đổi diện mạo, dùng mặt nạ da người này rất thích hợp, còn đường báo thù còn rất dài, hắn cũng đã sẵn sàng sống với một thân phận khác. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn đã ngồi vào bàn. Trên bàn có một chiếc gương đồng, ngồi đối diện với tấm gương, hắn liếc nhìn gương mặt hiện tại của mình lần cuối, bởi vì năm dài tháng rộng sau này hắn sẽ không được gặp lại gương mặt này nữa. Không chút lưu luyến, hắn dùng dao găm rạch ba đường ở trên mặt, sau đó đeo lên tấm mặt nạ da người. Mặt nạ nhiễm huyết, từng chút một bị lôi điện dung hợp vào gương mặt thật, dường như còn có tiếng xương kêu rất nhỏ. Tấm mặt nạ da người kỳ dị, dung hợp vào gương mặt thật cũng tạo nên một hiệu quả kỳ dị. Theo Triệu Bân thấy, nó thật sự có thể thay đổi hình dáng ngũ quan, cho tới khi hắn mở mắt ra thì bên trong tấm gương đã là một gương mặt hoàn toàn khác, là một gương mặt rất bình thường, góc cạnh rõ ràng, nhưng đường nét lại không giống như trước đây nữa. Gương mặt này bình thường đến mức tầm thường, có thể tìm được cả đám người giống như thế này ở trên phố. Đối với Triệu Bân mà nói, có đẹp trai hay không cũng không quan trọng, thứ hắn muốn chính là một bộ mặt khác. Khiến cho người khác nhìn vào sẽ không nghĩ tới hắn là Triệu Bân, lại càng không nghĩ tới Triệu gia, như vậy mới là tốt nhất. Sau khi thay đổi nhân dạng của mình, hắn lấy thanh kiếm đen nhỏ dung luyện vào trong kiếm Long Uyên. Sau đó, hắn lại tiếp tục trị thương. Lúc trước hắn không biết quý trọng, linh dịch tiên lộ sớm đã tiêu hao hết, không còn thần thông tái sinh xương cốt, nội thương của hắn càng ngày càng nặng, qua 3 đến 5 ngày cũng chưa chắc có thể hồi phục lại được như cũ. Hắn cảm thấy hai mi mắt nặng nề, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này hắn ngủ rất lâu. Sáng sớm, dòng người đi lại tấp nập trên phố, mấy người Thanh Giao cũng ở trong dòng người, cô ấy vẫn chưa chết tâm, trước khi rời thành còn nhìn trái nhìn phải, khiến cho ba đại lão đi bên cạnh đều phải nhíu mày. Chỉ có quỷ mới biết cô ấy đang tìm thứ gì, mà cho tới khi ra khỏi thành cổ Cửu Dương thì cô ấy cũng không tìm được. Đi rồi sao, Thanh Giao lẩm bẩm trong lúc đã đi càng lúc càng xa. Cho dù lúc này Triệu Bân có đứng ở trước mặt của cô ấy thì cô ấy cũng không nhận ra. Hừ! Triệu Bân tuy đang ngủ say,
nhưng tình trạng của hắn cũng không tốt. Hắn gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi, hai lông mày nhíu lại đau đớn, còn thống khổ kêu rên, giống như đã bị nhốt ở trong mộng, không thể tỉnh dậy, mãi mãi chìm trong cõi mơ hồ. Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ trôi trên bầu trời, nhưng xa xôi cách trở. Trong bóng tối, hắn dường như cũng nhìn thấy một tia sáng, chính xác mà nói thì đó là một bóng dáng huyễn hoặc, mang sắc thái tươi trẻ vĩnh hằng, dẫm lên hư không vô biên, bay về phía cánh cổng khổng lồ cao vút trên bầu trời kia. Nếu ta chết, thì ngươi tới. Trong bóng tối, hắn lại nghe vọng ra thanh âm trầm trầm cổ quái, giống như mang theo kỳ vọng vượt qua không gian thời gian, lại cũng giống như một lời nguyền, sẽ kéo dài mãi bên tai của hắn, không hề tiêu tan. A hát! Hắn đột ngột gầm lên, rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Người đàn ông đó là ai? Triệu Bân vừa tự lẩm bẩm vừa day chán. Trong chớp mắt, hắn không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo, hắn luôn cảm thấy mình dường như vẫn đang còn ở trong một giấc mơ. Thật lâu sau, hắn mới có thể khôi phục thanh tỉnh. Người đàn ông đó là ai? Vẫn là câu hỏi này, không biết ai đã nói với hắn lời đó. Mở cửa, mở cửa. Trong lúc hắn đang lẩm bẩm, thì đã có tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài cộng thêm tiếng quát lớn. Không đợi hắn mở cửa thì cửa phòng đã bị người đá văng, một đám lính cầm kiếm xông vào, trông hết sức hung hăng. Sau khi liếc nhìn Triệu Bân, bọn chúng lại nhìn lướt qua căn phòng rồi đưa ra trước mặt Triệu Bân bức chân dung của một cô gái, trên trán của cô gái còn có khắc chữ thủ vô cùng chướng mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phượng Vũ. Triệu Bân nói thầm trong lòng, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Nhìn chữ thủ kia, có lẽ mới bị khắc lên. Đã gặp qua cô ta chưa, một tên lính quát lớn. Chưa từng gặp, Triệu Bân nhàn nhạt đáp. Không biết vì sao Phượng Vũ lại bị truy nã, nhưng Phượng Vũ nhất định chưa ra khỏi đây. Người này thì sao? Tên lính lấy ra một cuộn tranh khác, vẫn là chân dung của một cô gái. U Lan. Triệu Bân lại nói thầm trong lòng, hắn không nhận ra cô gái trong tranh, nhưng hắn nhận ra đôi mắt đó, một đôi mắt rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng không thể nào quên được. Hắn có thể khẳng định người mà đám lính này tìm chính là U Lan, có lẽ cô ta đã dịch dung để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, có dịch dung cũng không thể che giấu được đôi mắt đẹp đó. Chưa từng gặp. Triệu Bân nhàn nhạt nói, đây là sự thật, hắn chưa từng gặp cô gái trong bức tranh. Đám lính không nói nhiều nữa, tất cả quay lưng bỏ đi, tiếp tục gõ cửa một phòng khác. Đều bị truy nã sao? Triệu Bân hít sâu một hơi. Phượng Vũ cùng U Lan đều thường lui tới tòa thành cổ này, hơn nữa đều là trọng phạm bị truy nã. Một trong những nhiệm vụ trước đây của U Lan còn là ám sát Phượng Vũ, chính hắn đã có mặt vào đêm hôm đó. Sáng sớm, Triệu Bân rời nhà trọ nhưng vẫn chưa lên đường, hắn đi tới chợ đen ở thành cổ Cửu Dương. Chợ đen của thành cổ này cũng là một ổ hỗn tạp giống như chợ đen ở thành Vong Cổ, là nơi tốt nhất để tẩu tán hàng trộm cắp. Có lôi điện không? Mỗi lần đến gian hàng nào thì hắn đều hỏi câu đó. Hắn đã thay đổi nhân dạng, cho nên lôi điện của bản thân cũng phải chỉnh sửa một chút. Hắn tìm mãi cũng không tìm thấy lôi điện. Lôi điện là thứ quý hiếm, so với hỏa diễm còn quý hiếm hơn, cho nên yêu thú lôi, ma thú lôi lại càng hiếm thấy. Ngay cả khi có vô tình bắt gặp thì cũng khó có thể tìm được loại tương thích với cơ thể mình. Hửm! Khi đi ngang qua một gian hàng, hắn lại bất ngờ đi vòng lại. Hắn nhìn những thứ trên gian hàng, thượng vàng hạ cám, có đủ loại binh khí, bình sứ, thảo dược. Chủng loại đa dạng, còn có cả giày thêu của phụ nữ, hơn nữa chỉ có một chiếc duy nhất. Hắn lại nhìn sang chủ gian hàng, quả là không ngoài dự đoán của hắn, lão già này có bộ dáng không hề đứng đắn. Lão ta mỉm cười để lộ ra hàm răng vàng khè. Sơ đồ cấu tạo xe nỏ. Triệu Bân lướt qua một lần trước khi cầm lên trên tay một cuốn sách cổ. Nói là sách cổ cũng không đúng, nó thật ra là một tấm sơ đồ lớn, bên trên vẽ cấu trúc cấu tạo của xe nỏ. Tuy tấm sơ đồ này chi tiết hơn những thứ mà hắn đã cẩn thận nghiên cứu, nhưng nó chỉ là bản sao, hơn nữa không ai dám đem ra chợ lớn bán, chỉ có bán ở chợ đen thì mới không có ai tra ra. Và lại, tấm sơ đồ này vẫn chưa hoàn chỉnh. Chỉ có một nửa sao. Triệu Bân vừa phát hiện thì liên nhìn qua lão già răng vàng. Chỉ có một nửa, lão già răng vàng nhún vai, một nửa còn lại lão ta cũng đang muốn tìm đây.
Đây là vũ khí hạng nặng của nhà binh, là điều cấm kỵ đối với thế giới bên ngoài, có được một nửa đã là không tệ rồi. Bao nhiêu tiền? Triệu Bân một bên lật xem, một bên hỏi. 5 vạn. Lão già răng vàng mở miệng hét giá như hổ gầm. Suy cho cùng, sơ đồ cấu tạo xe nỏ này đúng là đắt đỏ. 3 vạn. 4 vạn. Bán luôn. Triệu Bân thu sơ đồ, phất tay thả ra một tờ ngân phiếu. Còn có rất nhiều thứ tốt, khách quan cứ xem tự nhiên. Lão già răng vàng thu tờ ngân phiếu, hiếm khi mới gặp được một vị khách hào phóng. Triệu Bân hỏi về lôi điện, lão già này cũng không có bán. Nhưng trời không phụ người có lòng, lão già này không bán nhưng lại có người khác gần đó bán, người đó bán cho hắn một đạo thú lôi không tầm thường, tất nhiên là cũng vô cùng đắt đỏ, hắn phải bỏ ra 100 vạn lượng cùng với vô số bùa chú mới có thể mua được. Khi chợ tan, màn đêm cũng đã buông xuống. Trên đường phố có rất nhiều lính gác, hầu như ai cũng cầm trên tay hai bức chân dung, trên các bức tường cũng có dán rất nhiều lệnh truy nã, một là Phượng Vũ, hai là U Lan, hơn nữa tiền thưởng còn rất lớn. Nếu U Lan và Phượng Vũ thấy thì không biết họ sẽ nghĩ gì. Sát thủ và kẻ bị ám sát ở cùng trong một tòa thành, lại cùng xuất hiện trên lệnh truy nã toàn thành. Đêm nay, Triệu Bân rời khỏi thành Cửu Dương. Dưới ánh trăng, Đại Bằng lao qua bầu trời như một đám mây to. Triệu Bân triệu hồi thiên lôi và thú lôi, lấy Đại Hoang Viêm Quyết dung hợp, lôi điện không có linh trí, quá trình dung hợp diễn ra khá thuận lợi, hai loại lôi điện hợp thành một, khiến cho ánh sáng của thiên lôi càng thuần khiết, hắn tiếp tục dùng ánh sao tinh luyện, phối hợp Đại Hoang Viêm Quyết, biến nó trở thành một màu vàng kim. Làm cách này thì người khác mới không thể nhận ra thiên lôi của hắn. Thu lại lôi điện, hắn mới lấy sơ đồ cấu tạo xe nỏ ra xem, nó khác với những gì mà hắn đã nghiên cứu, cũng không phải là thứ hoàn toàn chuẩn xác, hắn thấy có lẽ lão già răng vàng đã âm thầm bóp méo một ít, mục đích của lão ta tất nhiên cũng chẳng có gì tốt lành. Hắn xem tới mức mê mẩn, tĩnh tâm suy luận. Sở dĩ hắn muốn nghiên cứu sơ đồ cấu tạo xe nỏ là vì muốn đề phòng, trên con đường báo thù này hắn phải đối mặt với nhiều hơn một kẻ thù. Số lượng kẻ thù quá đông có thể khiến cho hắn không thể cầm cự được, lúc này xe nỏ chính là món vũ khí tốt nhất của hắn. Nếu như hắn có thể tìm ra phương pháp chế tạo, hắn sẽ chế tạo ra thật nhiều xe nỏ. Tới lúc đó, ngay cả hoàng tộc và thiên tông cũng sẽ không thể bảo vệ được Tử Y Hầu và Vân Phược, bởi vì hắn không ngại chơi lớn, hắn sẽ dùng vô số xe nỏ nã vào hoàng tộc và thiên tông. Đây không còn là tâm nguyện mà hắn ấp ủ từ lâu nữa. Mà giờ đây hắn đã và đang từng bước thực hiện nó. Để trả thù, hắn còn có thể điên cuồng hơn hắn tưởng. Ai ra, nghiên cứu sơ đồ cấu tạo tới đâu rồi? Vừa nhắc tới lão già răng vàng thì lão ta liền tới. Khi Triệu Bân ngước mắt lên, lão già răng vàng đã tiến lên ngang với hắn, thú cưỡi của lão ta là một con diều hâu, hắn quá say mê nghiên cứu sơ đồ đến nỗi không nhận ra lão ta đã tiến đến gần. Nửa đêm xuất hiện, e rằng cũng không có gì tốt lành. Xe nỏ là một thứ rất tốt, lão già răng vàng khoát tay nói, không biết lão ta đang nói với chính mình hay là đang nói chuyện với Triệu Bân, nhưng sau đó lão ta vẫn hướng về phía Triệu Bân nói, lão phu nghiên cứu đã nhiều năm cũng không thể thấu triệt, người phát minh ra thứ này chắc chắn là một thiên tài, người bình thường không thể nào chế tạo nổi. Vãn bối chỉ tò mò mà thôi, Triệu Bân thản nhiên đáp. Lão phu có nửa phần còn lại, có hứng thú thì hãy cùng ta nghiên cứu đi, lão già răng vàng cười nói. Cảm ơn tiền bối đã mời, nhưng vãn bối còn có việc phải làm. Triệu Bân nói xong liền cất sơ đồ vào, đại bằng tâm linh tương thông với chủ cho nên cũng bay với tốc độ nhanh hơn. Gấp cái gì? Lão già răng vàng cũng thúc giục con diều hâu tăng tốc, bám sát đại bằng như hình với bóng. Không nói lời nào. Triệu Bân phất tay áo dán hai lá bùa tốc hành lên trên cánh của đại bằng. Người trẻ tuổi bây giờ thật quá nóng vội. Lão già răng vàng thở dài, yểm chú định thân lên người đại bằng. Quác! Đại bằng kêu lên và dừng lại giữa không trung. Vèo! Triệu Bân không đứng vững, từ trên không ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã đưa đại bằng trở về linh giới, lão già răng vàng kia không phải là kẻ tốt lành gì. Lão ta đuổi theo hắn ra khỏi thành Cửu Dương tất nhiên không phải để nói chuyện phiếm,
mà là để giết người cướp của, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể thấy được sát ý tiềm tàng. Tới đây, đi với ông nào. Con diều hâu từ trên trời xà xuống, lão già răng vàng giơ tay chộp tới. Triệu Bân sớm đã đoán trước, hắn lại phất tay ra hai lá bùa tốc hành, khiến cho hắn từ trên không trung lao thẳng xuống đất cực nhanh. Lão già răng vàng không ngờ Triệu Bân lại làm vậy, khiến cho tay lão ta chỉ bắt lấy được một khoảng không, lão ta đã quá xem thường năng lực ứng biến của Triệu Bân. Tên nhóc này thật thú vị. Lão già răng vàng không hề tức giận, chỉ thúc giục con diều hâu truy đuổi. Giờ phút này, ngay cả hàm răng vàng vọt trướng mắt của lão ta cũng toát ra sát ý, Triệu Bân đoán không sai, lão ta chính là chạy tới đây giết người cướp của, chuyện này chắc lão ta vẫn thường làm, thu hoạch được cũng không ít. Tóm! Thời điểm Triệu Bân tiếp đất, mặt đất bỗng nhiên biến thành đầm nước cho nên hắn mới không bị ngã chết. Ta đã mời tử tế mà còn không nể mặt, lão phu thực sự rất tức giận. Lão già răng vàng đuổi theo xuống đất, kiếm khí bay đầy trời cũng rơi xuống như mưa, phát ra thanh âm chói tai. Vèo! Triệu Bân chạy trốn với tốc độ nhanh như gió. Đối thủ ở cảnh giới địa tạng, tuy chỉ là sơ cấp nhưng cũng không phải là kẻ mà hắn có thể đánh lại được. Chạy đi, ta muốn xem ngươi chạy được bao xa. Lão già răng vàng nhếch miệng cười gian ác, bay theo truy đuổi. Địa tạng truy đuổi chân linh, thật sự không có cách nào để tên tiểu võ tu đó có thể thoát được móng vuốt của lão ta. Keng! Triệu Bân vừa bỏ chạy vừa phóng ra ba ngọn phi đao. Trên mỗi một ngọn phi đao đều có treo bùa lôi quang, chúng ngay lập tức nổ tung giữa không trung. Hự! Lão già răng vàng than nhẹ một tiếng, trong chớp mắt đã bị hoa mắt. Lão ta chớp mắt cái nữa đã không còn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu, cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Kỳ thực, Triệu Bân đã chui xuống đất. Bùa lôi quang chẳng qua chỉ để gây nhầm lẫn cho đối phương mà thôi. Tính sai rồi, thực sự tính sai rồi, lại để cho tên tiểu võ tu đó trốn thoát mất. Lão già răng vàng nhếch mép tặc lưỡi, liếc nhìn quanh khu rừng rồi thúc con diều hâu bay đi. Trốn được nửa canh giờ, Triệu Bân thấy đã thoát nạn, mới nhảy ra khỏi lòng đất. Sau khi rời khỏi thành vong cổ, hắn đi tới đâu cũng bị hãm hại, lòng người khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhóc con, thuật độn thổ của ngươi dùng rất tốt đó. Hắn mới vừa ra khỏi rừng thì đã gặp một lão già ngồi ở trên tảng đá đang phì phèo hút tẩu, bộ dáng thâm trầm, sương khói lượn lờ xung quanh giống như người tu tiên, còn không phải là lão già răng vàng kia hay sao? Đuổi theo đến tận nửa đêm mà không tìm được người, lúc này lão ta mới đi vòng trở về, vừa tới đây thì đúng lúc gặp tên tiểu võ tu chạy đến, cho nên mới ngồi đây hút thuốc chờ. Vèo! Nhìn thấy lão già răng vàng, Triệu Bân xoay người bỏ chạy. Lần này ngươi không thể chạy thoát. Lão già răng vàng nhàn nhạt nói, vừa hút thuốc vừa kết ấn. Đột nhiên, có một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, một tấm lưới lớn huyễn hoặc được đan bằng chú văn. Đây là một loại thuật tà đạo không có lực công kích, nhưng là bí thuật tốt để bắt người. Triệu Bân đã chậm hơn một bước, bị trói lại tại chỗ. Tấm lưới đan bằng chú văn này rất quỷ dị, kiếm chém không đứt, lôi điện nổ không hỏng. Tấm lưới dần dần co rút lại hết sức, từng đạo chú văn liền khắc lên trên người của hắn, giam cầm hắn bên trong. Ta đã bảo ngươi đừng chạy, xem đi, bị bắt được rồi. Lão già răng vàng thở ra một đám khói trắng, chậm rãi đi tới. Triệu Bân đã bị bắt, hắn vậy mà lại có thể bị bắt như thế này. Vừa thoát khỏi Minh Hôn Tử Cục thì đã bị một kẻ khác bắt lại. Nếu như hắn lại bị bắt gả cho người chết, thì chuyện này ngay cả trời xanh cũng không thấu được. Ngươi, không sợ hãi chút nào sao? Trong lúc này, lão già răng vàng lại không ngừng nhìn xoáy vào Triệu Bân. Từ khi bị bắt, tên nhóc này không có biểu hiện gì, giống như chuyện này không có gì đáng sợ, tâm lý của hắn quả thật cứng cỏi, chắc chắn hắn đã từng trải qua sóng to gió lớn cho nên mới có thể xem thường chuyện này. Suy đoán của lão ta rất đúng, hắn quả nhiên xem thường chuyện này. Cảnh giới địa tạng, Triệu Bân không phải là chưa từng giết qua, hơn nữa cũng không chỉ giết có một lần. Hiện giờ, hắn đang tìm cơ hội. Chỉ có điều, hy vọng không lớn. Không lâu sau, lão già răng vàng đã bay tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một đạo viện nhỏ có bố trí thuật che mắt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy,
Triệu Bân có thiên nhãn mà còn phải căng mắt ra nhìn mới thấy, không khó để đoán ra lão già răng vàng này không phải là cảnh giới địa tạng bình thường, chắc chắn có thông hiểu kỳ môn độn giáp, hơn nữa đạo hạnh cũng không thấp. Vào đạo viện, hắn liền nhìn thấy một lò luyện đan. Đến tận đây, Triệu Bân mới biết lão già răng vàng lôi hắn đến đây làm gì, chắc chắn lão ta muốn dùng hắn để luyện đan, lão ta chắc là luyện đan sư tà ác đã tìm ra một lối tắt đẫm máu, trong quá trình luyện đan cần dùng đến huyết tinh làm đan dẫn, để đan dược có thêm phần linh tính. Trong cơ thể của lão già răng vàng có ngọn lửa. Hắn biết điều này vì lúc hắn mua sơ đồ cấu tạo xe nỏ từ lão ta thì hắn đã phát hiện bằng thiên nhãn của mình. Nào, bên trong ấm áp lắm. Lão già răng vàng ném Triệu Bân vào trong lò luyện đan. Xong việc, lão ta xắn tay áo chuẩn bị làm việc lớn. Chuông leng keng. Trước khi ngọn lửa phụt ra thì đã nghe thấy tiếng chuông leng keng tràn đầy ma tính. Nghe vậy, lão già răng vàng quay lại, nhanh như chớp xông ra khỏi đạo viện, nhảy xuống chân núi, trên một tảng đá lớn dưới chân núi, có một bóng người mặc áo bào đen xinh đẹp đang đứng. Không nhìn ra được nhân dạng của người đó, chỉ biết trên trán của người đó có khắc chữ thù. Lúc này, chữ thù vẫn còn máu rỉ ra. Nếu Triệu Bân có ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, người đó chính là Phượng Vũ. Thánh nữ. Lão già răng vàng rất kính cẩn, cúi người chắp tay chào, còn chưa kịp thở. Huyết đan dịch dung khi nào luyện xong? Phượng Vũ thản nhiên nói, giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lại giống như tiếng chuông. Tự mang một loại ma lực. Đã tìm thấy đan dẫn, chậm nhất là đêm mai. Ta chờ. Phượng Vũ chỉ để lại một tiếng rồi biến mất như một bóng ma. Nếu có người quen nhìn thấy cô ta hẳn nhiên sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, đã bao lâu không gặp, vậy mà cô ta đã trở nên quỷ dị như thế. Trong lò luyện đan, Triệu Bân bất động như một bức tượng đá, không phải là hắn không muốn công kích cấm chế, chỉ có điều hắn không thể nào công kích nổi. Tuy chỉ có cảnh giới địa tạng tầng 1 nhưng phong ấn của lão già răng vàng có khi còn mạnh hơn cả phong ấn của mụ dạ xoa cảnh giới địa tạng đỉnh phong, tấm lưới đan bằng chú văn kia cũng bỏ xa chú định thân. Sốt ruột quá. Lão già răng vàng đã trở lại, tiếp tục xắn tay áo. Hành động của lão ta nhìn y chang một tên đồ tể đang làm thịt con lợn bị trói. Không lâu, trong một ngày là được rồi. Lão già răng vàng cười nói. Trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại rất gian ác. Vừa dứt lời thì lão ta đã dẫn động địa hỏa. Lò luyện đan cháy lên hừng hực, nhưng vẫn chưa làm Triệu Bân bị thương. Triệu Bân im lặng quan sát, tuy rằng hắn không phải luyện đan sư, nhưng hắn cũng có hiểu biết về thuật luyện đan, lúc này hắn chắc chắn là đan dẫn, là một nguyên liệu của lò luyện đan này. Thảo dược sau khi tinh luyện ra tinh hoa thì sẽ được dung nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó mới tiếp tục luyện hóa hắn. Nói trắng ra, trước khi được tinh chế thành đan dược thì hắn chỉ là một vật chứa. Sự thật cũng đúng như hắn đã nghĩ. Lão già răng vàng đã bắt đầu ném dược liệu vào lò, thứ đầu tiên được ném vào là một thân thảo dược mềm màu tím, trên đó còn có một bông hoa đang nở, nó sáng đỏ lên còn chói mắt hơn cả ngọn lửa. Triệu Bân nhận ra loại dược liệu này, nó tên là tử đằng la, không quá hiếm thấy. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn từng muốn trở thành một luyện đan sư, tối nay là lần đầu tiên hắn được xem người khác luyện đan. Khi hắn nhìn lên thì đã thấy tử đằng la bị ngọn lửa thiêu rụi, từng chút một khô héo, ngay cả bông hoa trên đó cũng khô héo, chảy ra tinh chất rót vào trong vật chứa là hắn. Triệu Bân bỗng cảm thấy tinh thần chấn động. Tinh hoa dược liệu giống như dòng nước suối trong vắt chảy vào kinh mạch, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp dễ chịu, bị hắn hấp thu từng chút một, nói cách khác. Từng chút đã được luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, có tác dụng bồi bổ cơ thể và ổn định tâm trí. Sau đó, lão già răng vàng còn ném vào trong lò một loại quả màu xanh có mùi rất nồng. Triệu Bân cũng nhận ra đó là quả ngọc linh, quý hơn nhiều so với tử đằng la, nó chỉ mọc ở nơi lạnh giá nhất, loại quả này cũng được tinh luyện ra tinh hoa rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhóc con, đừng trách ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Lão già răng vàng vừa nói vừa điều khiển ngọn lửa, hiển nhiên trong lời nói cũng có rất nhiều bi thương, nhưng tay chân của lão ta thì không hề chậm lại, liên tục ném dược liệu vào trong lò, tinh luyện ra tinh hoa. Triệu Bân không trả lời mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Ta sẽ đốt thêm giấy tiền cho ngươi.
Lão già răng vàng lại nói huyên thuyên. Nếu đổi thành Triệu Bân trước kia, thì nãy giờ hắn đã chửi ầm lên rồi. Tay làm điều xấu xa miệng nói lời thương xót, đúng là quá mỉa mai. Ngươi tên gì, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi. Lão già răng vàng hỏi sau khi uống một hớp rượu, rồi lại tiếp tục cho dược liệu vào lò. Vô danh, không họ không tên. Triệu Bân cuối cùng cũng mở miệng, nói lời thản nhiên. Nói thật, hiếm thấy có tên tiểu bối nào có bản lĩnh vững vàng như ngươi, lão già răng vàng thở dài nói, lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, đã bắt được vô số đan dẫn, không có đứa nào là không khóc không nháo kêu cha gọi mẹ, ngươi thì lại khác, vô cùng bình tĩnh, khiến cho ta thực sự không quen. Không quen là đúng rồi, bởi vì lão ta có bắt hắn đúng lúc đâu. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh lại thì chắc chắn sẽ nói câu đó, Triệu Bân trước đây rất hoạt bát láo cá, nếu như hắn của lúc đó bị bắt về làm đan dẫn thì hắn còn có thể mắng chửi lão ta đến mức khiến cho lão ta phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng hiện tại thì hắn không còn hơi sức đâu để mà mắng chửi nữa, hắn đang tích lũy thêm thông tin để thoát thân. Luyện đan là một công việc không chỉ tiêu tốn tài nguyên mà còn tiêu tốn năng lượng. Lão già răng vàng lẩm bẩm, cứ như thể lão ta là một bậc tiền bối già dặn đang giải thích bí ẩn cho hậu bối vậy. Về điểm này, lão ta đúng là không gạt người. Triệu Bân cũng hiểu, lão ta đã đưa vào sử dụng hàng trăm dược liệu, chúng đều là những dược liệu không tầm thường, như vậy còn không phải là tiêu hao tài nguyên hay sao? Ngoài ra, việc này quả thực rất tốn năng lượng, giống như việc điều khiển ngọn lửa vậy, hầu hết mọi người đều không thể làm được. Bởi vì muốn điều khiển ngọn lửa thì đòi hỏi phải có tinh thần lực rất mạnh. Bất kỳ một sai lệch nhỏ nào cũng có thể khiến cho dược liệu bị thiêu rụi vô ích, cho nên cả quá trình đều diễn ra khá căng thẳng, khiến cho gương mặt của lão ta dần trở nên tái nhợt. Nếu như Triệu Bân có tu vi cao như lão ta thì hắn đã không vất vả như vậy. Nói về luyện đan, Triệu Bân cũng có hiểu biết về điều kiện để trở thành luyện đan sư. Hắn có võ hồn, chính là cấp bậc cao hơn tinh thần lực. Có thể khống chế ngọn lửa một cách chính xác. Đáng tiếc, hắn đã từ bỏ ý định này trong đầu, bởi vì sức lực của hắn có hạn, hắn chỉ muốn chuyên tâm vào võ học. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Lão già răng vàng vẫn rất chuyên tâm, lâu lâu lại ném thứ gì đó vào lò. Cả đêm lão ta không dừng lại, nhìn thần thái khá uể oải, đôi mắt già nua đỏ ngầu và khuôn mặt già nua tái nhợt. Lão ta cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Nhưng luyện đan không phải là một công việc bình thường, lão ta không thể không trông chừng liên tục. Nhìn về phía Triệu Bân, hắn đã nhắm mắt lại, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn thiên tượng. Một vật chứa như hắn, trải qua một đêm không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa dược liệu, khiến cho sinh khí cùng khí huyết của hắn trở nên tràn đầy, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều được tăng cường, thậm chí bởi vì liên tục dung nạp tinh hoa dược liệu mà tu vi của hắn còn tăng lên không ít. Chỉ cần mấy ngày liền có thể đột phá, từng bước tiến tới đỉnh cao. Nếu như hắn có đủ tinh hoa dược liệu, hắn thực sự có khả năng đột phá. Tiếp theo sẽ hơi đau đó. Lão già răng vàng ngáp một cái, đúng là một lão già thú vị, bắt người ta đến làm đan dẫn, ném người ta vào lò luyện đan, thế mà còn không quên nhắc nhở, đúng là tử tế quá. Ông! Lò luyện đan run lên, lửa đỏ tràn ngập trong lò, bao phủ thân thể của Triệu Bân. Lão già răng vàng đang xem Triệu Bân như một món binh khí, đang luyện hóa để đẩy hết tạp chất ra ngoài, càng nhiều tạp chất được đẩy ra thì càng tốt, đây cũng là một trong những quá trình luyện thành đan dược. Sau quá trình này, bước cuối cùng sẽ là bước đẫm máu nhất, luyện Triệu Bân từ người sống chảy ra, rồi ngưng tụ lại thành đan dược. Đau không? Lão già răng vàng hỏi, lời này xém chút đã chọc cười Triệu Bân, thì ông là sao, nếu ta nói đau thì ông sẽ bỏ qua cho ta sao? Luyện hóa thân đờ, đào thải tạp chất, tất nhiên là đau rồi. Tuy nhiên, đối với Triệu Bân mà nói, những cơn đau này chỉ là chuyện nhỏ, so với việc luyện thể bằng tẩy tủy dịch cân kinh thì điều này chẳng là gì cả. Tên nhóc, ngươi được lắm, ngươi làm cho lão phu rất bất ngờ đó. Lão già răng vàng tặc lưỡi, đến tận lúc này cũng không nghe Triệu Bân kêu đau một tiếng. Hán tử, đúng là đại hán tử. Giờ phút này lão già răng vàng cũng có chút tiếc nuối, có bao nhiêu đan dẫn vậy mà lão ta lại bắt chúng Triệu Bân, một tên hậu bối xuất chúng như vậy, làm đan dẫn thật sự quá đáng tiếc, nếu có thể nhận hắn làm đồ nhi rồi ra sức bồi dưỡng, hắn chắn chắn sẽ một bước lên trời. Đáng tiếc, luyện đan đã gần đến bước cuối cùng, có hối hận cũng đã muộn. Răng rắc, răng rắc.
Thanh âm xương cốt va chạm vang lên lanh lảnh trong lò, thân thể của Triệu Bân bị nung đến quắt queo nhưng lại tìm được cơ duyên lớn, khí lực của hắn đã biến thành một tầng màu xám bao phủ lấy thân thể đã được đào thải ra hết tạp chất bẩn thỉu. Đống tạp chất này hắn không thể nào đào thải ra được nhanh như vậy vì cần phải có ngoại lực bên ngoài tác động vào, mà lúc này đây ngoại lực của hắn chính là ngọn lửa của lão già răng vàng kia. Nhưng điều đáng mừng hơn còn chưa phải là chuyện này, mà chính là nội thương của Triệu Bân. Sau khi được tôi luyện, nội thương của hắn đã dần được chữa lành. Hoặc cũng có thể là do lão già răng vàng này cố ý, lão ta đã nhìn ra nội thương của Triệu Bân cho nên mới bắt hắn làm đan dẫn. Đêm lại lặng lẽ buông xuống. Lão già răng vàng sắc mặt tái nhợt, thở phì phò, khí lực tiêu hao quá nhiều, hốc mắt hơi trũng xuống, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc nghiêm trọng. Trái lại, Triệu Bân đã dung nạp vào người rất nhiều tinh hoa, lại bị nung khô, mặc dù đau đớn thấu xương nhưng cũng sảng khoái đến thấu xương, nếu như lúc này được thả ra thì đúng là hắn đã gặp may lớn rồi. Có muốn nói lời cuối cùng gì không? Lão già răng vàng thản nhiên nói, nụ cười cũng giảm đi, gương mặt trông dữ tợn hơn rất nhiều. Cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu, một người sống to lớn sẽ bị lão ta luyện thành một viên đan dược. Không có. Ánh mắt của Triệu Bân tĩnh lặng như nước. Nhưng trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa uy lực, bầu trời đêm đầy sao bỗng nhiên nổi lên thiên lôi, ai nhìn cũng sẽ nghĩ rằng trời sắp mưa rồi, sẽ vội vàng chạy về nhà thu dọn quần áo ngoài xào phơi. Ta đã xem qua thiên tượng, đáng ra hôm nay không có mưa mà. Lão già răng vàng nhướng mắt lẩm bẩm. Triệu Bân cũng có thể xem thiên tượng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn vì hắn đã chăm chú quan sát một ngày một đêm rồi. Mặc dù có thiên lôi, nhưng sẽ không có mưa. Nhưng không quan trọng trời có mưa hay không, có thiên lôi là tốt rồi. Muốn phá tử cục, thì đây chính là điểm mấu chốt. Triệu Bân đã âm thầm vận hành thái sơ thiên lôi quyết, tâm pháp vô cùng ổn định, lôi điện trên bầu trời không ngừng gầm thét rồi đánh xuống, khiến cho luyện đan sư tà ác chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lôi đánh thẳng xuống chỗ của lão ta, lôi oai mạnh mẽ khủng khiếp. Chết tiệt! Lão già răng vàng đột nhiên biến sắc, từng bước bay lui về phía sau. Ông trời không suôn sẻ. Luyện đan quan trọng nhất là tỉ mỉ từng bước, nhưng thiên lôi lại đột nhiên đánh xuống vào lúc này. Trong lúc lão phu không để ý mà cứ đánh xuống như vậy, là vì lão phu đã làm quá nhiều việc ác cho nên mới bị trời đánh hay sao? Hay là có tình lang nhà nào đang bày đặt thề độc, khiến cho ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa, cho nên mới đánh nhầm người? Keng keng. Lão già răng vàng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng lò luyện đan vẫn còn đó, bởi vì Triệu Bân đang ở trong lò luyện đan, cho nên thiên lôi đánh vào lò luyện đan như búa bổ, tạo ra tiếng leng keng chói tai, còn phóng ra những tia lửa sắc bén. Cũng may là lò luyện đan này đủ cứng, nếu thay bằng thứ khác thì đã bị đánh tan thành cho bụi mất rồi. Chết tiệt! Lão già răng vàng hừ lạnh một tiếng, đang chạy trốn phía sau lại từng bước tiến lên phía trước. Lò luyện đan không thể bị phá vỡ, không biết đã có bao nhiêu tinh hoa dược liệu đều đã dung hợp vào bên trong cơ thể của Triệu Bân, nếu như lò luyện đan bị phá hủy thì tất cả đều trở thành công cốc. Lão già răng vàng thần tốc đến đâu cũng không thể nhanh hơn thiên lôi. Trên bầu trời lại nổi lên thiên lôi, mấy chục đạo thiên lôi đều xông tới lò luyện đan, hay nói chính xác hơn là xông tới Triệu Bân, lò luyện đan chỉ bị liên lụy mà thôi. Ngay khi lão già răng vàng vừa bước đến, thì lò luyện đan đã nổ tung. Trong giới luyện đan, lò luyện đan rất quan trọng, không biết là bị ngoại lực tác động hay do áp lực từ bên trong, lò luyện đan quả thực đã bị nổ tung, những mảnh vụn văng tung tóe ra bốn phương, uy lực hết sức bá đạo. Phụt! Lão già răng vàng không kịp đề phòng, bị một mảnh vỡ lớn văng chúng làm bật ra sau ngay lập tức, ngay cả chân nguyên hộ thể của cảnh giới địa tạng cũng không thể nào chống đỡ được. Ngay sau đó, hàng chục hàng trăm mảnh vỡ khác lại bắn vào người của lão ta, khiến cho chân nguyên hộ thể bị phá nát, tạo thành những cái lỗ máu trên thân thể của lão ta, khiến cho lão ta phun máu, gần như đã bị tàn phế. Nhìn đến Triệu Bân, hắn lại hoàn hảo không chút tổn thương. Từng đợt thiên lôi liên tục đánh xuống, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước. Không có ngoại lệ, tất cả đều giáng xuống thân thể của hắn, phá vỡ chú văn trên thân thể của hắn. Nói chính xác, hắn đã mượn sức mạnh của thiên lôi để phá hủy phong ấn.
Đây cũng là lý do khiến cho hắn liên tục quan sát thiên tượng. Hắn biết đêm nay sẽ có thiên lôi nhưng không có mưa, đây chính là mấu chốt để hắn thoát chết. Á! Lão già răng vàng lúc này rất thống khổ, lảo đảo đứng dậy, máu me bê bết, trên thân thể của lão ta vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ của lò luyện đan cắm vào, làm tiêu hao chân nguyên và khí lực, khiến cho lão ta ngay cả đứng cũng không đứng vững, máu trong miệng không ngừng trào ra. Keng, keng! Lão ta chưa kịp đứng dậy thì đã thấy ba ngọn phi đao phóng thẳng về phía mình. Đó tất nhiên là phi đao của Triệu Bân, trên mỗi ngọn phi đao đều có treo một lá bùa nổ. Lá bùa nổ được lấy ra khỏi tấm sơ đồ cấu tạo xe nỏ, lúc trước may còn chưa có dùng, giờ khắc này nó đúng là hữu ích. Ầm, ầm, ầm. Phi đao phóng tới, ầm ầm nổ mạnh. Lão già răng vàng tất nhiên vẫn còn choáng váng cho nên đã dễ dàng bị thổi bay. Bùa nổ cao cấp có uy lực rất bá đạo, lão già răng vàng bị nổ vô cùng thê thảm. Lão ta vốn đã kiệt sức, lại còn bị thương rất nặng, bị nổ một cái liền trở thành tàn phế. Một cánh tay của lão ta đã bị nổ bay, mà thân thể của lão ta cũng bị chấn động bay đi thật xa. Vèo. Triệu Bân di chuyển nhanh như gió, đuổi theo lão ta. Thừa dịp lão già răng vàng đang thất thế như nỏ mạnh hết đà, chưa chờ lão ta đáp xuống đất, hắn đã chụp lấy một chân của lão ta mà điên cuồng đập thân thể của lão ta xuống đất, khiến cho lão ta cũng điên cuồng phun máu. Làm sao có thể? Lão già răng vàng không thể tin được. Hai mắt lồi ra, đồng tử co rút. Lão ta có cảnh giới địa tạng đó. Ngay cả lão ta cũng phải né tránh thiên lôi. Vậy mà một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh lại có thể hấp thu thiên lôi. Đây là bí thuật đáng sợ gì vậy? Điều nực cười hơn chính là cho đến bây giờ lão ta mới biết chính Triệu Bân là người dẫn thiên lôi xuống phá lò luyện đan, khiến cho lão ta bị trọng thương, đồng thời cũng phá hủy hết chú văn phong ấn của lão ta. Giờ phút này, ngay cả kẻ thù cũng phải khâm phục Triệu Bân. Bản lĩnh nghịch thiên của hắn quả thực quá khủng khiếp. Ầm. Sau khi bị đập mấy lần, lão ta lại nằm đo đất. Triệu Bân cuộn người, dồn lực vào một đòn đánh cuối cùng. Á! Lão già răng vàng giận dữ rú lên, chấn ngược Triệu Bân bằng khí thế của mình. Lão ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, không còn để ý gì đến tình trạng của mình nữa. Liền xoay người nhảy khỏi đỉnh núi, thương thế của lão ta đã quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục dẫn động chân nguyên thì cũng không khác gì tự sát, lão ta lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vèo! Thú cưỡi diều hâu của lão ta đã bay tới đón lão ta. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lập tức triệu hồi đại bằng, đuổi theo con diều hâu. Rất lâu sau khi hai người rời đi thì mới có một người khác đi lên núi. Đó là Phượng Vũ, cô ta không đợi được nên đến lấy đan dược, nhưng đã quá muộn, những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn, không còn nhìn thấy lão già răng vàng đâu nữa. Đạo quan của lão ta cũng đã sụp đổ, máu loang khắp sân, không biết lão già răng vàng có còn sống không, chỉ biết rằng ở đây đã từng trải qua một trận chiến đẫm máu. Vèo, vèo. Một cơn gió nổi lên, lại có hai kẻ mặc đồ đen hiện ra như hai bóng ma, quỳ một chân xuống. Thánh nữ, ta đã tìm được tung tích của sát thủ. Nghe vậy, Phượng Vũ quay người đi xuống núi, chỉ buông lại một câu, kiểm tra xem ai đã từng đến ngọn núi này. Đêm nay, thời tiết thật không tệ. Vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao sáng trong lạ thường. Quác, quác. Dưới ánh trăng, đại bằng vô cùng hưng phấn, nhanh như chớp đuổi theo con diều hâu. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn cầm kiếm Long Uyên trong tay. Chém ra kiếm khí truy giết kẻ thù. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Lão già răng vàng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ho ra máu. Đường đường là cảnh giới địa tạng, hôm nay chỉ bắt một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh về làm đan dẫn, không ngờ lại thình lình xuất hiện thiên lôi, khiến cho lão ta rối tinh rối mù, hoàn toàn bị đánh bại. Chỉ trách lão ta đã quá xui xẻo, bắt nhầm Triệu Bân mà thôi. Ông! Trong lúc này, Triệu Bân lại điều khiển kiếm chém tới. Diều hâu rất nhanh nhẹn, không cố chấp đối đầu cùng Triệu Bân mà liên tục tránh né, mải miết tháo chạy. Đây cũng là ý đồ của lão già răng vàng, không phải vì lão ta sợ Triệu Bân, mà vì trạng thái hiện tại của lão ta rất xấu hổ, lão ta tàn phế hẳn rồi, không còn sức đâu để đánh một trận nữa. Nếu bị hắn đuổi kịp, có lẽ lão ta sẽ bị tiêu diệt ngay. Quan trọng hơn cả,
Triệu Bân không phải một võ tu chân linh thông thường. Hắn có thể hấp thụ sấm sét, lần đầu tiên lão ta nghe nói về điều này. Hắn còn có đống bùa nổ ở cấp bậc rất cao, uy lực quá đáng sợ, vì thế, lão ta chỉ có thể tháo chạy, còn phải chạy cho nhanh, đợi khi hồi phục sẽ tập kích. Xoạt, xoạt. Một con diều hâu và đại bằng lần lượt vạch ra hai luồng sáng hình vòng cung rực rỡ trên bầu trời, đuổi nhau từ phía nam ra phía bắc, từ phía bắc sang phía tây, rồi từ tây lượn một vòng tròn, vừa đi vừa đánh sang phía đông. Đến cả Triệu Bân và lão già tóc vàng cũng không biết bản thân mình đã bay tới chỗ nào. Cũng may mà giữa đêm khuya thanh vắng, không một bóng người nào. Nếu để kẻ khác nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ phải cảm thán lắm, một cao thủ địa tạng bị một võ tu chân linh đuổi giết, nếu đồn ra ngoài chắc sẽ làm người đời kinh hãi lắm. Không biết từ lúc nào, tốc độ của diều hâu đột ngột giảm xuống. Bởi vì mấy lá bùa tốc hành của lão già răng vàng đã hết mất rồi. Bùa của lão ta đã hết chứ Triệu Bân vẫn còn, trong chiếc nhẫn ma còn mấy sấp. Bên tăng bên giảm, khoảng cách giữa họ nhanh chóng được rút ngắn. Tiểu bối à, chuyện gì cũng nên trở lại một con đường. Lão già răng vàng lạnh lùng nói, có lẽ vì cơn giận bốc lên, lão ta phun thêm một búng máu. Triệu Bân không đáp lời, vừa đuổi kịp đã đánh. Trở lại một con đường. Khi định luyện ta thành đan dược, tại sao lão không nghĩ đến chuyện chừa đường lui? Bây giờ đã biến thành cục diện không chết không thôi, lão ta còn nói câu này, đúng là nực cười vô cùng. Cạc. Đại bằng rất lợi hại, chỉ trong chốc lát đã đột ngột tăng tốc, cuối cùng cũng đuổi kịp diều hâu. Hai mắt Triệu Bân lóe sáng, chém ra một luồng kiếm khí. Con diều hâu kia kêu lên thảm thiết, lập tức bị kiếm khí chém nứt một bên cánh, loạng choạng bay không vững. Nó bay không vững cũng không sao, quan trọng là lão già răng vàng cắm đầu xuống đất. Keng! Triệu Bân chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã nhảy từ trên lưng đại bằng xuống, dán thêm lá bùa tốc hành, biến thành một luồng sáng từ trên không trung lao xuống, không quên bổ thêm một kiếm thiên lôi với uy lực như hàng ngàn tia sét. Mặt mũi lão già răng vàng trắng bệch. Lão ta muốn trốn, thế nhưng bản thân lão ta vẫn đang lơ lửng trong không trung với tư thế rơi xuống. Trong thời khắc nguy cấp, lão ta điều động chân nguyên, tạo thành một tấm áo giáp bảo vệ bằng chân nguyên, nhưng nó mỏng tới đáng thương. Đã vậy, vì hành động cưỡng ép bản thân, lão ta còn hộc máu thêm mấy lần. Keng! Triệu Bân đuổi tới, chém một nhát kiếm như vô địch. Tấm áo giáp bảo vệ cơ thể bằng chân nguyên của lão già răng vàng và chính thân thể lão ta đều bị chọc thủng. Á! Lão già răng vàng gầm gào, không còn giữ được tâm mạch nữa. Nhát kiếm của Triệu Bân gần như chém nứt tâm mạch của lão ta, cho dù không chết thì lão ta cũng không sống nổi, kiểu gì cũng bị ngã xuống mà thịt nát xương tan. Đôi mắt lão ta trở nên điên cuồng, cơ thể nhanh chóng phình to, chân nguyên cũng trở nên cuồng bạo. Phen này thì đến lượt Triệu Bân biến sắc, hiển nhiên lão già răng vàng định tự phát nổ. Hắn không nghĩ nhiều. Giơ chân đạp lão ta một cái, nhanh chóng dùng mười mấy lá bùa lơ lửng để trốn ngược về sau. Chiêu tự phát nổ của cao thủ địa tạng khi sắp chết tuy không còn uy lực như tự phát nổ trong trạng thái bình thường, nhưng cũng rất kinh khủng. Nếu khoảng cách quá gần thì một võ tu chân linh như hắn sẽ bị nổ tanh bành. Cạc! Đại bằng định bay tới, nhưng bị Triệu Bân cưỡng ép xua về linh giới. Cùng nhau lên đường đi! Lão già răng vàng nở nụ cười vặn vẹo rồi đột nhiên nổ tung. Uy lực phát nổ của cao thủ địa tạng quả nhiên không thể đùa được, máu me văng khắp đất trời. Phụt! Triệu Bân phun một búng máu, dù trốn rất kịp thời nhưng vẫn chịu dư chấn. Chiêu tự phát nổ này khiến ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ, hai tai ù đặc, không biết đã lộn đi bao xa trong không trung. Đùng, binh! Rừng cây âm u dưới ánh trăng không hề bình yên. Tiếng va đập vang lên không ngớt, cây gỗ lớn đổ dạp thành từng mảng, đá răm và bụi đất bay mù trời, làm chim chóc trong rừng hoảng sợ vỗ cánh lao ra. Có người đang đại chiến, là trận chiến của hai cô gái. Một bên tóc tai rũ rượi, khí huyết tăng cao, và lại sau lưng còn mọc ra một đôi cánh hư ảo, nhìn cổ tay và cổ chân của người này còn lưu lại dấu vết dây xích đã bị giằng đứt. Nếu Triệu Bân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, đây chẳng phải là U Lan hả? Nói cho chính xác hơn, là U Lan trong tình trạng điên cuồng. Cũng phải, đêm nay trăng tròn,
nhìn dây xích trên cổ tay và cổ chân cô ta là biết, chắc chắn cô ta lại phát cuồng rồi, dây xích không kiềm giữ nổi, lại biến thành một đại ma đầu không nhận biết được bất kỳ ai. Nhìn lại thì người đối diện cũng rất kỳ dị, mái tóc màu đỏ máu bay phơ phất, giữa mi tâm có hoa văn ma quái, trên trán khắc một chữ thù, không biết được khắc từ bao giờ mà đến nay vẫn còn chảy máu đầm đìa. Cô ta có vẻ bạo ngược hơn cả U Lan, khí huyết cuồn cuộn xung quanh chứa đầy sát khí ma quỷ. Nhưng khác với Triệu Bân, có vẻ người này đã bị ai đó tẩy huyết mạch, dường như còn tu luyện thứ ma công đáng sợ, hoặc vì nguyên do từ công pháp, nên hoàn toàn mất đi lý trí, cũng biến thành một kẻ điên cuồng không nhận biết được ai với ai. Nếu Triệu Bân ở đây chắc chắn cũng nhận ra, đây chẳng phải là Phượng Vũ sao. Nửa đêm nửa hôm, hai cô gái này thật thú vị, chạy tới chốn hoang vu hẻo lánh này đánh nhau. Trên thực tế, chuyện này không phải trùng hợp. U Lan trốn vào núi để đối phó với cơn điên loạn vào dịp trăng tròn, chính Phượng Vũ dẫn người đuổi tới. Cô ta còn nhớ tới mối thù bị hành thích nên tới tìm U Lan tính sổ. Thế nhưng, đánh đấm một hồi, U Lan phát cuồng, ngoại trừ Phượng Vũ thì tất cả thuộc hạ của cô ta đã bị giết chết. Bất đắc dĩ, Phượng Vũ dùng tới cấm pháp, có lẽ vì quá bá đạo, trong lúc sơ suất đã bị ăn mòn hết tâm trí. Đều là nữ, một người đánh mất lý trí. Một người tẩu hỏa nhập ma, không ai tỉnh táo, cũng không ai nhận biết được xung quanh. Đôi bên đánh nhau hừng hực khí thế, dường như không hạ gục được đối phương sẽ không chịu thôi. Sở dĩ cả một rừng cây rậm rạp trở thành một đống nhếch nhác cũng nhờ công lao của hai người này. Đùng! Khi họ đang đánh nhau thì một bóng người đầm đìa máu me. Từ trên trời rơi xuống. Là Triệu Bân, không biết hắn đã bay trong không trung bao lâu và bao xa. Tận khi tới khoảng trời bên trên cánh rừng này mới biến thành con diều đứt dây mà rơi xuống. Hắn bị thương không nhẹ, sống được đã kỳ tích lắm rồi. Cũng vì rừng cây nhiều dây leo mới cản được tốc độ rơi của hắn, nếu không hắn cũng toi đời. Tiếng đùng đoàng đã tắt rồi. Nhờ hắn mà trận chiến cũng dừng lại, bất kể Phượng Vũ hay U Lan đều dừng tay, cả hai đồng thời cử động cái cổ của mình một cách cứng ngắc. Họ nhìn Triệu Bân nhưng trong ánh mắt không còn tình cảm của con người nữa. Chỉ có khát máu và bạo ngược chứ không còn thần trí tỉnh táo, đương nhiên cũng không nhận ra hắn. Họ không tỉnh táo chứ Triệu Bân rất tỉnh táo. Họ không nhận ra chứ Triệu Bân nhận ra, hắn nhìn hai người mà sững người. Đây là U Lan hả? Đây là Phượng Vũ hả? Hai người này, đang đánh nhau. Triệu Bân vốn đang choáng váng, phen này còn thấy mờ mịt. Bao lâu không gặp. Hắn không ngờ rằng họ sẽ gặp lại trong tình cảnh này. Thế gian này có biết bao điều trùng hợp, nhưng chuyện này. Trùng hợp đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Đùng, đùng. Không đợi Triệu Bân phản ứng, U Lan có động tĩnh, Phượng Vũ cũng ra tay. Trước đó họ đánh nhau hừng hực khí thế. Nhưng lúc này đây, cả hai rất ăn ý, chuyển hướng tấn công về phía Triệu Bân. Hành động này dường như đang mô tả một ngụ ý rằng. Đầu óc chúng ta đều không bình thường, trước hết phải đánh chết thằng tỉnh táo đã, xong việc rồi đánh nhau tiếp, khả năng dọn dẹp trận tuyến cũng vẫn ổn chứ. Keng! Triệu Bân vội vàng thu hồi ánh mắt, liên tục phung kiếm Long Uyên, ngăn được kiếm khí của U Lan nhưng ăn ngay một cái tát của Phượng Vũ. Nhiều ngày không gặp, cô gái khắc chữ thù này sở hữu cái tát đau điếng đây. Dừng tay! Triệu Bân hộc máu lùi về sau, thi triển bước phong thần, vừa đỡ vừa trốn. Đến giờ hắn vẫn không biết tại sao hai cô gái này lại đánh nhau ở đây. Đối với U Lan thì hắn không thấy ngạc nhiên, bởi vì đêm nay trăng tròn, cô ta phát cuồng là chuyện bình thường. Thế nhưng Phượng Vũ rời đi vào đêm hôm ấy, tại sao lại thành ra thế này, đây là trạng thái ma hóa à? Không, không đúng, chắc hẳn cô ta đã tu luyện một ma công nào đó để rồi không khống chế được, mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Chắc hẳn chuyện này cũng liên quan tới huyết mạch của cô ta, trước kia huyết mạch của Phượng Vũ không phải loại bá đạo thế này. Chuyện này không quan trọng nữa rồi. Quan trọng nhất là hai cô gái này đòi xử hắn. U Lan phát cuồng mạnh đến mức nào, hắn đã từng thấy rồi. Phượng Vũ tẩu hỏa nhập ma cũng không phải để cho vui, khí tức cuồng bạo của cô ta không hề thua kém U Lan. Với trạng thái bị thương của hắn lúc này, đánh nhau với một trong hai người đã đủ chật vật. Huống hồ là hai đánh một. U Lan, Phượng Vũ, tỉnh lại đi. Triệu Bân vừa né tránh vừa cất tiếng gọi.
Ta biết hai người có thủ oán với nhau, kiếm chỗ nào mà đánh nhau đi. Đánh ta làm chi? Ta từng cứu mạng hai người báo đáp ân nhân như thế hả? Hắn không nói thì còn đỡ, hắn vừa mở miệng, đòn tấn công của hai người này còn ác liệt hơn. Triệu Bân nghiến răng, vừa gắng gượng thi triển thể kỳ lân, cũng gắng gượng mở luôn ma đạo. Đùng, binh, đùng. Phen này thì khu rừng u ám sẽ càng thêm náo nhiệt. Trước đó hai người đánh nhau, bây giờ ba người hỗn chiến. Một người là kỳ lân ma thể, một người phát cuồng đến mất trí, một người tẩu hỏa nhập ma, không ai bình thường, hai kẻ trong số đó không nhận được bất kỳ ai, một người đầu óc thanh tỉnh, đánh nhau tơi bời. Phụt, phụt, Triệu Bân không ngừng hộc máu, máu me bắn ra khắp nơi. Hắn dự đoán không sai, một đánh hai thì hắn sẽ là người bị đè ra mà đánh. Đây không phải đọ sức, cho dù là Phượng Vũ hay U Lan cũng nhằm vào mục đích giết người, liên tục đánh cho hắn đứng cũng không vững. Mỗi một lần máu me tóe ra, đối với hai người họ mà nói, giống như một loại thuốc độc khiến người ta phát nghiện. Trạng thái hiện tại của U Lan và Phượng Vũ hiện tại không thể thấy máu tanh được. Họ không nhận ra ai, cũng biến thành những kẻ khát máu, mà Triệu Bân chính là con mồi. Tỉnh lại! Triệu Bân hét ầm lên. Đáp lại lời hắn là đòn tấn công điên loạn của hai cô gái, không chết không thôi. Dù tâm thế của hắn kiên định cỡ nào cũng khó tránh khỏi khao khát muốn được chửi thề. Ra khỏi thành vong cổ thì chỗ nào cũng là bẫy dập, vừa thoát ra khỏi lò luyện đan, vừa dính đòn tự phát nổ của cao thủ địa tạng, vết thương trên người chưa lành mà lại gặp phải hai người này, thế là có thêm nhiều vết thương nữa. Lúng túng ở chỗ, hắn càng gọi thì hai người này đánh càng hăng. Triệu Bân không ham đánh đấm, hắn liên tục tháo chạy. Hắn phải trốn, lại còn phải liều mình trốn đi. Nếu không chạy nhanh, có lẽ hắn sẽ thật sự bị đánh chết. Đám cưới với người chết trong mộ hung hiểm như thế, lò luyện đan nguy hiểm như thế, hắn đều chạy thoát được. Nếu bỏ mạng ở đây thì đúng là nhảm nhí. Ăn cám trả vàng. Cách báo ơn của hai cô gái này khiến hắn không trụ nổi. Không đỡ nổi thì chớ, bình thường phải hàng vạn người mới có một nhân tài, vậy mà hắn gặp tận hai người. Keng. Trong lúc này, Phượng Vũ lại tới. Không biết cô ta tu luyện công pháp gì, thanh kiếm trong tay khắc đầy hoa văn ma quái, mỗi nhát chém cực kỳ sắc bén, khiến Triệu Bân liên tục bị quật ngược ra sau. Chưa đợi hắn đứng vững, U Lan đã lao tới, một chưởng của cô ta vừa cuồng bạo vừa bá đạo khiến xương cốt trong người Triệu Bân kêu lên răng rắc. Đùng, đùng. Triệu Bân cố gắng chịu đựng vết thương, dùng một nắm đấm đẩy lùi Phượng Vũ, thêm một chưởng nữa đẩy lùi U Lan. Ngay đồng thời, hắn vung ra mười mấy lá bùa lôi quang khiến hai cô gái mắt mũi tối thui. Soạt. Triệu Bân quay người trốn chạy, lảo đảo chạy trốn. Phía sau, hai kẻ mất trí không nhận ra một ai đang điên cuồng truy sát. Một người chạy hai người đuổi khiến cánh rừng này trở nên hỗn loạn. Hay cho một đêm trăng tròn, khung cảnh vốn phải lãng mạn, bây giờ. Cực kỳ máu me.